3 giờ chiều, trước cửa tiệm thuốc trung y dược Uông Thị. Bác sĩ Uông đứng bên cạnh gọi số giúp, mấy người Lệ Khuynh Thành, Trương Bác, Triệu Tử Long và Vũ Dũng Tú đang vừa ngồi ăn mứt quả mà lão Uông dùng thảo dược chế thành, nó có tác dụng bổ thận, rồi nói chuyện phiếm với nhau. Sau khi nghe Lệ Khuynh Thành kể về trải nghiệm của nàng và Tần Lạc mấy ngày nay, Triệu Tử Long liền cười nói, đáng lắm. Bữa cơm đó của tôi thực tình là đáng lắm. Lúc đó tôi đã nói rồi mà, chưa biết chừng chúng ta sẽ gặp được công chúa hay vương tử gì đó cũng nên. Hề hề, mấy người thấy chưa, tôi đoán đúng thật đó. Đó là do người ta Lệ tiểu thư đẹp, cái này thì liên quan gì đến cậu, cậu phấn khích cái gì không biết. Trương Bác không nhịn nổi, liền mở miệng chọc ngoáy người bạn lâu năm này của mình vài câu. Ai, sao lại không có công lao gì của tôi cơ chứ? Nếu không phải tôi tìm bạn mượn thẻ hội viên đưa mấy người đến đó thì làm sao gặp được vương tử chứ? Làm sao có được những câu chuyện xúc động lòng người tiếp theo nữa? Triệu Tử Long có phần không vui nói. Tranh luận cái này chẳng có ý nghĩa chút nào. Vũ Dũng Tú cười nói. Chàng trai khôi ngô tuấn tú này là do đại sứ quán phái tới trợ giúp Tần Lạc giải quyết nhiệm vụ lần này, vì vậy mà anh ta đi cùng suốt cuộc hành trình. Philip đúng là vương tử của Thụy Điển sao? Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành nói. Nàng mở chiếc laptop là vật tùy thân đem theo bên mình ra, sau đó viết tên tiếng Anh của vương tử Philip lên Google, thì lập tức hiện ra vô số trang có liên quan đến thông tin về vương tử Philip, có một số trang còn có cả ảnh của vương tử Philip khi tham gia các hoạt động này nọ nữa. Tôi và Tần Lạc đã tiếp xúc qua với anh ta, đó đúng là anh ta. Không ngờ đó lại là vương tử. Trương Bác cười nói tiếp, chúng ta đem trả lại chai rượu vang hiệu Sato Mago cho người ta, liệu có bất lịch sự quá không nhỉ? Cái này thì có gì chứ? Lạt mềm buộc chặt, vờ tha để bắt thật mà. Những người đàn ông như thế thì có người phụ nữ nào mà họ không chiếm đoạt được cơ chứ? Nếu bọn họ chỉ mới chủ động một chút thôi mà mình đã nghe theo rồi thì họ cũng sẽ không cảm thấy gì là đáng quý cả. Hành vi này của Lệ tiểu thư mới có thể khuấy động nổi sự ham muốn được chinh phục của bọn họ. Triệu Tử Long cười ha ha nói. Ồ, Tổng Giám Đốc Triệu có kinh nghiệm quá nhỉ? Lệ Khuynh Thành tìm cười nói. Đúng vậy. Những hiểu biết nông cạn này được rút ra từ cái giá của 3 lần ly hôn đó. Cung cấp cho các đồng bào nam tham khảo. Triệu Tử Long cười khổ nói. Hắn đúng là có 3 lần hôn nhân đều thất bại, giờ đây một mình một bóng ung dung sống qua ngày không ràng buộc đến ai. Tiếng nói của Hoàng tộc Thụy Điển ở Liên minh châu Âu cũng có trọng lượng. Nếu vương tử Philip sẵn lòng đứng ra giúp đỡ thì việc này có thể sẽ thành. Gạch dưới bây giờ, việc chúng ta cần phải làm, đó là phải biết nắm bắt thời cơ như anh ta đã nói. Vũ Dũng Tú nhìn Lệ Khuynh Thành nói tiếp, chắc hẳn Lệ tiểu thư đã có kế hoạch rồi phải không? Tôi chẳng qua chỉ là đưa ra sáng kiến, còn về phần làm thế nào thì đều do anh ấy hết. Lệ Khuynh Thành chỉ vào Tần Lạc đang ngồi ở ghế tựu trần châm cứu cho bệnh nhân nói. Sau khi xem qua video của anh ấy ở Hàn Quốc, thì tôi rất tin tưởng vào anh ấy. Triệu Tử Long cười lớn nói. Tôi cũng vậy, Trương Bác lên tiếng phụ họa theo. Hôm nay Tần Lạc mặc một chiếc áo choàng dài màu đen. Quần đen, áo trong cũng màu đen, thậm chí đến cả đôi giày vải đi dưới chân cũng là màu đen nốt. Một mái tóc đen, một con người đen, một hàm răng đen, gạch dưới tất nhiên, điều này là không có rồi. Mặc dù hắn ngồi trên chiếc ghế tựa, nhưng lưng hắn thẳng tắp, hai mắt chăm chú, chuyên tâm, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn giống như một người trung y đẹp trai, anh Tuấn, tài ba vậy. Cảnh tượng này mà rơi vào mắt những cô nữ xinh bé nhỏ, thì bọn họ sẽ đưa hai tay ra ôm lấy ngực. Hai mắt sáng lấp lánh, rồi miệng lẩm bà lẩm bẩm như bị yểm bùa vậy. Hoàng tử Hắc Mã, anh ấy là hoàng tử Hắc Mã của mình. Người đàn ông khi chăm chú làm việc là người đàn ông đẹp trai nhất. Câu nói này dùng trên người của Tần Lạc là chuẩn xác nhất. Cái kiểu cách mà có thể thao túng cái sống và cái chết của người khác một cách thoải mái như thế, thuốc vào là bệnh khỏi thì quả thật là khó mà làm cho phụ nữ phải chối từ. Lúc này hắn đang điều trị cho một người phụ nữ trung niên khoảng chừng hơn 50 tuổi bị bệnh phong thấp đã nhiều năm nay, cứ mỗi lần trở trời là lại đau nhức vô cùng. Trung dược, tây dược bà ta đều uống qua không ít, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Những bệnh khác thì có lẽ Tần Lạc cần phải suy nghĩ đôi chút, nhưng đối với loại bệnh có tính chất ngoan cố như phong thấp này thì lại chẳng có gì gọi là khó khăn đối với Tần Lạc cả. 5 phút thiêu sơn hỏa, hay còn gọi là châm nóng, châm bổ, là một thủ pháp châm cứu thời cổ đại. Dùng để trị liệu hàn chứng trừ khử hàn độc trong người bà ta, sau đó lại khai cho bà một thang thuốc bắc dùng để làm ấm cơ thể. Đợi đến khi bà ta uống hết chỗ thuốc này thì cơ thể sẽ được khôi phục lại như thường. Thưa bác,
thuốc này một ngày dùng 2 lần, sáng 1 lần, tối 1 lần. Phải uống thuốc đúng giờ, trong thời gian uống thuốc thì phải kiêng những đồ ăn tanh, cay. Tần Lạc mỉm cười dặn dò người bệnh, gặp những đồng bào bị bệnh như thế này ở nước ngoài, tự sâu thẳm đáy lòng, hắn vô cùng hy vọng có thể trị khỏi bệnh cho bọn họ. Cảm ơn thần y, bà ta cầm lấy tay Tần Lạc, cảm kích nói gì thì nói, đồng bào chúng ta vẫn là tốt nhất. Mấy người có thể đến đây, tôi thực sự vô cùng vui sướng. Gạch dưới. Sau khi tiễn người phụ nữ trung niên không ngớt lời cảm ơn này đi, thì lão Uông bước tới nói với Tần Lạc, Tần tiên sinh, 10 người trong danh sách khám bệnh ngày hôm nay đã đủ rồi. Hay là, cậu nghỉ ngơi một lát đi. Bên ngoài còn bao nhiêu người nữa? Tần Lạc hỏi. Gần 1 vạn người, suốt dọc khu phố đều chật ních người rồi. Lão Uông cười khổ, vốn dĩ cũng không nhiều người đến như vậy đâu, nhưng vì hôm qua sau khi điều trị xong 10 người rồi, cậu lại chọn thêm hơn 20 người ở phía sau nữa để điều trị tiếp, nên. Tin này vừa được truyền đi, thì số người đến ngày hôm nay đã nhiều gấp bội lần của những ngày trước. Không những thế, vừa rồi tôi cũng để ý thấy bên ngoài còn có không ít người Pháp và người da đen nữa, bọn họ cũng muốn đến đây tìm vận may, xem có thể đến phiên họ được không. Vì dù gì thì mấy ngày trước cậu trị khỏi cho hết người này đến người khác, danh tiếng đã sớm được truyền đi khắp nơi rồi. Hơn nữa mấy ngày này, những tờ báo Pháp còn không ngừng đưa tin về hoạt động khám chữa bệnh từ thiện này của cậu. Tần Lạc gật gật đầu, nói, người càng đông càng tốt. Người đông thì đúng là tốt thật, nhưng, thế này thì làm sao có thể trị hết được đây? Lão Uông lo lắng nhìn ra hàng người dài lê thê ở bên ngoài nói. Có thể khám được cho bao nhiêu người thì khám cho bấy nhiêu người vậy. Tần Lạc lấy khăn lau đi chỗ mồ hôi trên trán rồi nói, gọi người bệnh tiếp theo vào đi. Ai, gạch dưới chờ một chút. Lão Uông nói, nếu cứ thế này thì mai có khi số người lên đến cả 10 vạn cũng chưa biết chừng. Tần Lạc chỉ cười mà không nói gì. Muốn có thu hoạch thì tất nhiên phải bỏ công sức ra. Trung y gặp nạn, thì cũng nên có người đứng ra làm chút gì cho nó chứ. Nếu đợi đến khi hết thời hạn quy định, thì tất cả trung y dược đều sẽ bị thị trường châu Âu bài trừ hết, nếu mà như thế thì những người hành nghề này hối hận cũng không kịp. Cơ hội, chỉ có một lần này mà thôi. Người bệnh thứ 11 bước vào, đó là một người da đen. Những lời anh ta nói, Tần Lạc không hiểu một câu nào, đến cả việc anh ta dùng tay ra hiệu, Tần Lạc cũng không hiểu, nhưng, có một điều mà Tần Lạc biết hơn ai hết, đó là anh ta biết khám bệnh. Không cần đến phiên dịch. Hắn chỉ giúp người da đen kia bắt mạch, thì biết ngay bệnh nhân mắc phải chứng viêm dạ dày trầm trọng. Không cần đến châm cứu, cũng không cần xoa bóp, chỉ cần khai một phương thuốc là có thể giải quyết được vấn đề của anh ta. Tiếp đó, lão Uông lại gọi người bệnh thứ 12 vào. Người thứ 14, người thứ 15, người thứ 36. Khám bệnh thì không khiến người ta phải mệt mỏi cho lắm, nhưng, liên tiếp châm cứu thì hết sức hao tổn sức lực. Tần Lạc không dám dùng trên người của bất kỳ người bệnh nào, hầu hết hắn đều dùng mà ông vua châm cứu, sư phụ Vương Tư Thân của hắn dạy cho. Nhưng lại hao phí quá nhiều thời gian, dùng quá nhiều lần làm cho hắn cảm thấy bị mất sức. Toàn bộ sức lực trong người như bị hút sạch, giờ đây, ngồi ở đó chỉ có một cái vỏ bọc như cái xác không hồn mà thôi. Hắn vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng không làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, kiên quyết như khi trước nữa. Nhìn hắn bây giờ yếu ớt vô cùng. Tựa như chỉ cần đẩn nhẹ một cái là đổ ngay ra vậy. Người tiếp theo, Tần Lạc thều thào nói. Lão Uông thấy sắc mặt của Tần Lạc trắng như một tờ giấy, trán không ngừng toát mồ hôi hột, vừa mới lau xong lại đổ ào ào như suối, không khác gì bệnh trạng của bệnh hư thận trầm trọng, liền khuyên nhủ, Tần tiên sinh, bên ngoài vẫn còn hơn 1 vạn người, hiện giờ vẫn không ngừng có người đổ xô đến. Hôm nay chấm hay là dừng lại ở đây đi, cậu cũng không trụ được thêm nữa rồi. Không sao đâu. Tôi cũng là bác sĩ. Thân thể của tôi ra sao tôi biết chứ? Tần Lạc cười nói tiếp, vẫn còn có thể chữa được cho 5 người nữa, nếu đó không phải là những bệnh quá phiền phức. Nhưng, cậu đã thế này rồi. Lão Uông không muốn gọi thêm ai vào nữa. Lệ Khuynh Thành cũng bước đến bên Tần Lạc, thấy hắn mồ hôi rầm rề, liền vắt khô chiếc khăn mặt rồi lau cho hắn, cười nói, cậu nhóc ngốc nghếch, hôm nay đến đây là được rồi. Chỉ là diễn vở kịch thôi mà, làm gì mà phải nhập tâm đến thế chứ? Tần Lạc lắc lắc đầu, nói, diễn kịch thì cũng phải đặt cả tình cảm của mình vào bên trong chứ. Nếu không, thì làm sao người ta có thể cảm nhận được cơ chứ? Lệ Khuynh Thành hơi sững sờ, nói, ít nhất thì cũng phải nghỉ một lúc rồi lại bắt đầu từ đầu chứ.
không thể nghỉ được, Tần Lạc lắc đầu một cách cố chấp. Một khi mà dừng lại thì anh sẽ không dậy nổi đâu. Mau gọi người tiếp theo vào đi. Lão Uông nhìn Lệ Khuynh Thành, thấy nàng gật đầu với mình, thì ông ta lại chạy ra gọi người tiếp theo vào bên trong. Quả nhiên, sau khi Tần Lạc chẩn trị cho 5 người bệnh xong, thì thân thể hắn mềm nhũn, lả hết cả người như một người bị bại liệt dựa vào ghế. Hắn đúng là không còn chút sức lực nào nữa. Đỡ anh ấy dậy, Lệ Khuynh Thành nói. Lão Uông và Lệ Khuynh Thành mỗi người một bên dìu đỡ Tần Lạc dậy. Hai chân Tần Lạc không thể đứng vững được nữa, toàn bộ trọng lượng của cơ thể đều đặt hết lên người của hai người. Đi ra ngoài, Lệ Khuynh Thành nói. Thế là hai người đỡ Tần Lạc bước ra bên ngoài cửa của tiệm thuốc trung y dược Uông Thị. Ba người bọn họ vừa xuất hiện, thì không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài bỗng dưng biến mất, đột nhiên trở nên yên lặng khác thường. Thật kỳ diệu làm sao, cả khu phố người Hoa đều im phăng phắc. Tựa như cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy vậy. Cả cái dãy phố dài đen nghịt toàn người là người, vậy mà không một ai mở miệng, đến cả tiếng ho khan cũng không có. Tiếng còi xe inh ỏi từ xa vọng lại, nghe chói tai đến lạ kỳ. Mọi người giờ đây chỉ chăm chăm nhìn vào hắn, nhìn chăm chú vào thần y trẻ tuổi được một nam một nữ dìu đỡ kia. Ánh mắt của Tần Lạc lướt qua một lượt đám người bệnh này, những đồng bào bị vận mệnh ép buộc mà trở thành fan ruột của hắn. Hắn muốn lên tiếng nói đôi lời. Nhưng đôi môi chỉ hơi run lên một chút mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đúng vậy, hắn mất sức rồi, đến một chút sức lực để thốt ra hơi cũng không có nữa. Lệ Khuynh Thành thầm cảm thấy lo lắng, nghĩ bụng, tên này biểu diễn hơi thái quá rồi đấy. Nếu hắn không nói câu nào, thì phần diễn phía trước kia không phải là đã bị lãng phí một cách vô ích rồi sao? Nếu mà như thế thì vở kịch này quả không hoàn mỹ chút nào. Chương 505, tiếp tục diễn kịch. Mấy người Pháp hay những người nước khác chạy đến xếp hàng không hiểu Tần Lạc đứng ra ngoài như thế để làm gì, còn người Trung Quốc vốn thông minh, lanh lợi thì lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Có người la lớn, thần y, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chúng tôi có thể đợi được. Rồi lại có người la lên, đúng vậy, thần y, anh hãy nghỉ ngơi chút đi. Anh cũng bận bịu cả mấy giờ đồng hồ rồi, nghỉ ngơi uống miếng nước hay ăn chút gì đó đi. Thần y, chúng tôi ủng hộ anh hết mình. Ngày mai chúng tôi vẫn có thể đến xếp hàng đợi được, giờ anh hãy về nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, mọi người đừng để thần y phải khám chữa bệnh nữa, có được không? Đứng vào vị trí của người khác mà suy xét, thì chúng ta cũng sẽ thấu hiểu được nỗi khổ của bọn họ. Bất kỳ người bệnh nào đều mong muốn bệnh tình của mình mau chóng được chữa khỏi. Làm gì có ai muốn chịu đựng sự dày vò của bệnh tật cơ chứ? Đối với người bệnh mà nói thì sống qua mỗi một giây. Một phút đều có cảm giác dài như một năm vậy. Ai mà chẳng muốn mình khỏe mạnh, chỉ có mỗi Quỳnh Giao là suốt ngày thích viết nhân vật nữ chính của mình nói những câu như để tôi bị bệnh này, để tôi bị bệnh kia, để tôi chết đi cho rành. Toàn là những ý nghĩ ngu xuẩn. Nếu như có thể, thì bọn họ càng mong rằng người tiếp theo được thần y chữa bệnh chính là bản thân mình. Vậy nhưng, khi bọn họ trông thấy tình trạng của Tần Lạc, thì hiểu ngay rằng vị thần y này vì muốn cứu chữa cho bọn họ mà hao phí không biết bao nhiêu là sức lực và tâm huyết. Lúc này đây, bọn họ thật lòng không muốn làm khó dễ cho Tần Lạc thêm một phút nào nữa. Lệ Khuynh Thành thì thầm bên tai Tần Lạc, có thể cầm cự được không? Được, Tần Lạc thều thào đáp. Đem một chiếc ghế và tìm một chiếc microphone và loa đến đây. Lệ Khuynh Thành quay người lại phía sau nói với Trương Bác. Trương Bác hiểu ý, lập tức chạy đi bê một chiếc ghế đem đến. Lệ Khuynh Thành và Lão Uông dìu đỡ Tần Lạc ngồi xuống, còn Triệu Tử Long thì chạy sang nhà hàng bên cạnh mượn một chiếc microphone, mấy người làm trong cửa hàng cũng tìm được hai chiếc loa lớn đặt ở hai bên cửa tiệm thuốc. Trong suốt thời gian này, tất cả mọi người đều im lặng, không một ai nôn nóng hay thúc giục gì cả, vì bọn họ biết Tần Lạc muốn nói gì với bọn họ. Nhưng chỉ vì không còn sức lực nên đành phải dựa vào loa để truyền âm mới được. Nghĩ đến chuyện thần y vì bọn họ mà thành nông nỗi này, thì trong lòng mọi người đều cảm thấy chua xót vô cùng. Thương tiếc cũng có, tôn kính cũng có, nhưng nhiều hơn cả đó là nỗi niềm cảm kích phát ra từ đáy lòng. Tần Lạc mở micro lên, sau khi thổi vào đó vài hơi để thử âm, rồi nói, mọi người có thể nghe thấy tiếng tôi nói không? Âm thanh yếu ớt của Tần Lạc thông qua chiếc micro truyền ra ngoài, vọng lại bên tai của mỗi con người đứng ở phố người Hoa này. Nghe thấy đáp lại hắn là cả một âm thanh như núi gầm biển thét. Tần Lạc hơi nhếch nhếch môi, nhưng không lên thành tiếng. Mỉm cười đối với ỷ hắn mà nói thì đó là một việc làm xa xỉ. Lần này cũng giống như mấy lần trước trị bệnh cho Long Vương vậy,
nguyên khí trong người bị hút đến cạn kiệt, toàn thân như ở vào trạng thái chân không vậy. Khác là ở chỗ, khi hắn trị bệnh cho Long Vương thì liên tục dùng châm cứu và dùng sức, vì vậy mà trong thời khắc hắn rút kim ra, thì sức lực của hắn cũng bị vắt đến khô kiệt, còn khi hắn trị cho những bệnh nhân này, thì có lúc dùng châm cứu, có lúc lại không cần, vì vậy mà, hắn vẫn có một chút xíu thời gian giữa chừng để nghỉ ngơi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn vẫn còn duy trì được sự tỉnh táo của mình đến tận giờ phút này, không bị té xỉu. Tôi thực sự rất muốn có thể khám thêm cho vài người nữa, rất muốn trị khỏi bệnh cho mọi người. Tần Lạc tự chế giễu mình, nhưng xem ra, đây cũng chỉ là một ý nghĩ, một ước muốn mà thôi, tôi thực sự là không còn chút sức lực nào nữa. Không sao, chúng tôi có thể hiểu được. Anh là người chứ không phải là thần. Thần y, hãy nghỉ chút đi. Ngày mai chúng tôi lại đến. Tần Lạc vừa dứt lời, thì mọi người đã xôn xao không ngớt. Tần Lạc cười cười rồi nói tiếp, tôi cũng nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục. Một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày không được thì ba tháng, nhưng tôi sợ là thời gian không còn nhiều nữa rồi. Nghe đến đây, Lệ Khuynh Thành đứng bên cạnh suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nàng quay đầu lại đằng sau như thể tìm kiếm một thứ gì đó. Sau khi điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc của mình rồi thì mới ngoảnh ra. Hắn vừa nói xong thì mọi người càng trở nên nhốn nháo hơn. Thần y, anh làm sao thế? Trời ỷ đất, hay là anh mắc phái bệnh gì không thể trị được sao? Làm sao lại có thể có chuyện như vậy được? Anh là thần y cơ mà. Nghe nói thầy tướng số không xem được tướng số cho mình, thầy thuốc cũng không có cách nào tự chữa cho mình được, lẽ nào đây là sự thật ư? Vẻ mặt Tần Lạc trở nên nặng nề vô cùng. Cứ như hắn thực sự mắc phải bệnh gì nặng lắm không bằng, hắn lại một ẩn nữa giơ micro lên miệng nói, không phải như mọi người phỏng đoán đâu, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng trung y dược thì không còn thời gian nữa rồi. Thần y, vì sao trung y dược lại không còn thời gian nữa? Có người hét lên, mọi người sinh sống ở Paris, chắc đều biết đến quy định này của Liên minh châu Âu chứ. Tần Lạc nói tiếp. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2004 Liên minh châu Âu ban hành, chỉ thị quá trình đăng ký thuốc thảo dược truyền thống. Điều lệ này quy định tất cả các loại thuốc thảo dược được tiêu thụ ở thị trường Liên minh châu Âu đều bắt buộc phải đăng ký theo quy định mới này, sau khi được sự cho phép của thị trường mới được tiếp tục tiêu thụ. Nhưng, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có được một loại thuốc trung dược nào chính thức đăng ký thành công ở Liên minh châu Âu, cũng có thể nói là, vẫn còn 4 tháng nữa. Thì những trung y hành y ở châu Âu sẽ gặp phải cảnh có súng mà không có đạn, có trung y mà không có trung dược. Nếu thực sự có ngày đó, thì trung y một là sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, hai là sẽ phải chuyển sang hoạt động chui một cách nhục nhã. Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn cả vạn người bệnh đứng trước mặt rồi nói với giọng ra diết, thành khẩn, cả gần vạn người bệnh đứng trước mặt tôi đây, cho dù ngày nào tôi cũng bị vắt kiệt sức mình, mỗi ngày điều trị được trọ 40 người. Thì nếu tôi muốn trị khỏi bệnh cho mọi người thì ít cũng phải cần đến thời hạn là một năm. Nhưng thời gian của trung y dược thì không còn đến một năm nữa. Tôi cũng đọc báo thấy có đưa tin về điều này, ngày trước tôi nghĩ là chẳng có gì liên quan đến mình cả, nhưng nếu bây giờ không để cho thần y cứu chữa cho chúng tôi thì... Điều đó tuyệt đối không thể được. Đúng vậy, bọn họ dựa vào họ cái gì mà làm thế? Bọn họ dựa vào cái gì mà phong tỏa việc sử dụng trung y dược chứ? Nếu đất nước Trung Quốc của chúng ta cũng đề ra một điều lệ phong tỏa Tây y dược, thì không phải tập đoàn y dược của bọn họ đều sẽ phải đóng cửa hết hay sao? Không thể có chuyện đó. Làm gì có chuyện chính phủ Trung Quốc lại phong tỏa Tây y? Bọn họ hoan nghênh còn không kịp ấy chứ. Nếu không phải vậy thì chúng ta làm gì mà phải chạy hết đến Pháp để làm ăn buôn bán thế này? Thần y tiên sinh có cách nào giải quyết được vấn đề này không? Trung y dược là một bảo bối của dân tộc chúng ta. Bọn họ không tin thì có thể không động đến, nhưng tại sao lại không để cho chúng ta dùng? Phản ứng của mọi người đều rất quyết liệt và phẫn nộ. Không những thế còn không ngừng có người đề ra ý kiến này, đề nghị kia. Nhưng, Tần Lạc vẫn im lặng ngồi yên trên ghế, hắn không nói gì, cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì, giống như là đã say vào giấc nồng vậy. Tức giận đi. Phẫn nộ đi. Đấu tranh đi. Phản kháng đi. Hãy cho tôi mượn ngọn lửa giận này trong người mọi người, cho tôi mượn sức mạnh của mọi người, tôi sẽ giúp mọi người chống đỡ lại, giúp mọi người tìm lại lợi ích mà mọi người nên có được, giúp trung y có được một tương lai vinh quang, rạng rỡ, giúp con cháu đất Hoa Hạ có được quyền lợi và cơ hội sử dụng trung y. Giả sử 10 năm hay 100 năm sau, trung y quả thực bị hủy diệt thì con cháu của đất Hoa Hạ làm sao có thể chịu nổi.
Đến cả sinh mệnh của mình còn nằm trong tay người khác thì dựa vào cái gì mà có thể tranh đấu với người ta được nữa? Dùng sức mạnh gì để chống đỡ nổi bản thân đứng vững trước mặt các cường quốc Nam Châu? Làm việc thiện hay là làm việc hại, đều là một ý niệm của con người trong chớp mắt. Bọn họ có thể dùng thuốc phiện hủy hoại cả một thế hệ của bạn, nếu cần thì bọn họ cũng có thể dùng tây y hủy hoại cả một thế hệ khác của bạn. Vì vậy mà chúng ta vẫn thường nói lương y như từ mẫu, bởi vì bọn họ có thể cứu người, nhưng bọn họ cũng có thể giết người. Đừng có tin vào cái gì mà hòa bình thế giới, mọi người bình đẳng. Có một nước lớn lúc nào cũng hô hào khẩu hiệu này lại đi tiêu diệt một tiểu quốc sinh sản dầu mỏ. Những kẻ luôn miệng nói rằng tiền chẳng có ý nghĩa gì với mình, thì đó là đều là những kẻ có rất nhiều tiền, kẻ mà lúc nào cũng nói khát vọng có một cuộc sống đạm bạc, thì bọn chúng lại không sống đạm bạc chút nào. Tôi có một đề nghị, trong đám người có một người lớn tiếng hét lên, trông anh ta khí thế vô cùng, cảm giác như một con hổ chui vào bầy dê vậy, bỗng chốc chấn động cả dãy phố. Tôi có một đề nghị, đợi cho mọi người yên tĩnh trở lại, thì anh tiếp tục nói, những người làm trong trung y dược của Liên minh châu Âu nên đoàn kết nhất trí lại, cùng khiếu nại lên chính phủ Liên minh châu Âu. Những người bệnh chúng ta cũng nên đoàn kết lại phản đối văn hóa phong tỏa này của Liên minh châu Âu. Bây giờ chúng ta nên ký tên. Chúng ta nên bắt đầu từ Paris, ngay bây giờ đây, chúng ta hãy đến trước cổng chính phủ Paris phản đối, giành lại vị trí hợp pháp cho nền trung y của chúng ta. Người đàn ông này thân hình cao lớn, có một bộ râu quai nón dày rậm, lớn tiếng la lên, mọi người có dám không? Dám, vô số người hòa cùng với nhau nói. Mọi người có làm không? Làm, lần này số người đáp lại lời anh ta còn nhiều hơn, đó là cả một rừng người. Tốt lắm. Vậy thì chúng ta hãy lập tức hành động, quyết chiến, người đàn ông râu sồm hô hào. Tôi sẽ cung cấp cho mọi người tấm vải trắng để ký tên. Ông chủ quán của cửa tiệm bán vải ở bên cạnh lớn tiếng nói. Tôi sẽ cung cấp cho mọi người 100 chiếc bút để ký tên. Ông chủ cửa hàng văn phòng phâm nói. Thế rồi, dưới sự chỉ huy của người đàn ông râu sồm thì đã có người khiêng sấp vải trắng ra trải lên mặt đất, người thì đi lĩnh bút rồi phân phát cho những người bệnh ở đây để họ ký vào. Vô số người Trung Quốc đã ký tên mình lên tấm vải trắng đó, một số bệnh nhân người Pháp và những người nước ngoài khác sau khi biết được chân tướng sự việc thì cũng ký tên mình lên trên đó, tỏ vẻ ủng hộ hành động lần này của bọn họ. Tìm đâu ra người này thế? Tần Lạc nhìn anh chàng râu sồm ở phía xa hỏi. Em họ của Triệu Tử Long, Lệ Khuynh Thành giọng khẽ nói bên tai Tần Lạc, vốn em định bảo Tô Sán đi cơ, nhưng sợ sau này gặp phải phiền phức, nên đã tìm một khuôn mặt lạ lẫm hơn một chút. Em làm việc thì anh yên tâm rồi, Tần Lạc cười nói. Đợi cho mọi người đều ký hết lên đó rồi, thì anh chàng râu sồm cùng với mấy người bệnh khác liền giơ tấm vải đó lên rồi hô lớn, để thần y có thể tiếp tục trị bệnh cho chúng ta, để chúng ta ngày sau còn có cơ hội khám trung y, thì chúng ta bây giờ hãy đến chính phủ thành phố Paris. Tôi đi cùng mọi người, giọng Tần Lạc đột nhiên trở nên phấn khích hơn rất nhiều. Tựa như chả ỉ qua một chốc lát nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn lại khôi phục lại được sức lực của mình vậy. Mọi người tiến thì tôi tiến, mọi người lùi thì tôi lùi. Chương 506, Bức Cung. Xin chào tất cả các bạn, đây là chương trình, tên tôi là Jolie. Hiện giờ đang là 7 giờ 30 tối, lúc này tôi đang đứng ở đường chính phủ, giờ đây trước mắt các bạn đó là một đám người chủ yếu là do người Trung Quốc tập hợp mà thành, bọn họ tập trung lại với nhau là vì muốn Trung Y Dược có được một vị trí hợp pháp trong Liên minh châu Âu. Kỳ hạn 7 năm của Trung Y Dược đến. Trung y dược sẽ bị trục xuất ra khỏi châu Âu. Vì vậy, lúc này đây người Trung Quốc đang tập họp lại để cố gắng hết sức mình cho lần đấu tranh này. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là phóng viên của tờ, tên tôi là Leo, mọi người chắc vẫn chưa quên được mấy ngày trước ngài Marxist đã viết một bài. Bài viết này vừa mới được công bố ra bên ngoài thì lập tức khiến cho dân Paris, thậm chí là toàn thể dân chúng Pháp oán giận một cách mãnh liệt. Sau đó phóng viên truyền thông liền đến phỏng vấn thần y Hoa Hạ Tần Lạc thì thần y giải thích rằng không xem bệnh cho người Pháp là do có sự hạn chế của điều lệ từ Liên minh châu Âu. Giờ đây mấy vạn người Trung Quốc tập trung lại cùng nhau tại đây và thần y của Trung Quốc cũng có mặt ở bên trong đội ngũ. Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi lần tụ tập của cả vạn người thế này là do anh tổ chức lại sao? Có phải anh muốn lợi dụng công luận để đạt được mục đích hợp pháp trung y dược phải không? Tần Lạc tiên sinh. Hiện giờ anh còn gì muốn nói không? Cửa phòng làm việc của Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Paris bị người ta đẩy ra. Báo cáo Cục trưởng, có một đám người Trung Quốc tụ tập lại với nhau, đang đi về hướng văn phòng chính phủ, tôi đã phái người đi đến đó rồi,
xin cục trưởng phái thêm người hỗ trợ. Cảnh sát viên cấp cao Robert đứng ở trước bàn làm việc của cục trưởng cục cảnh sát báo cáo. Cái gì, người Trung Quốc, bọn chúng thì làm nên được sóng gió gì chứ? Cục trưởng cục cảnh sát Kai là một người mũi to điển hình của người châu Âu, chán hói, mắt thì nhỏ, còn miệng thì rộng, thực sự là đã làm sụp đổ cái định luật châu Âu là nơi sản sinh ra những anh chàng đẹp trai. Cục trưởng, lần này không giống với những lần trước, Robert nói. Có gì là không giống? Kai chậm rãi nhìn mình trong gương, từ tốn trải mấy sợi tóc lơ thơ trên đầu, bộ dạng không một chút gì gọi là vội vàng hết. Người rất đông, hơn nữa nhìn bọn họ có vẻ tức giận lắm. Robert nói tiếp. Bao nhiêu người? Kai hỏi. Dự tính là đã vượt qua 2 vạn người rồi. Robert đáp. Từ bên trong phố người Hoa ra thì chỉ có khoảng hơn 1 vạn người, nhưng không ngừng có thêm người gia nhập vào với dòng người đó. Có rất nhiều người Trung Quốc và cả người Pháp nữa, sau khi biết được chân tướng sự việc thì đều gia nhập vào đội ngũ diễu hành đó, có người thì chỉ là đến xem trò vui, và còn có không ít phóng viên báo giới truyền thông cùng những người của nước khác đến quan sát sự kiện lớn của nước này. 2 vạn, Cai bật thẳng người dậy hỏi tiếp, bọn chúng muốn làm gì? Cái bọn Trung gì quốc khỉ gió này muốn làm gì chứ? Bọn nó chán sống rồi chắc, bây giờ bọn chúng đi đến đâu rồi? Bọn họ đã đi đến đường chính phủ rồi, đang tiến dần tới quảng trường chính phủ Robel đáp. Lập tức thông báo xuống dưới, huy động toàn bộ cảnh sát lên đường giữ gìn trật tự. Và hãy đi liên lạc với Sơ Lâu, để bọn họ huy động thêm cảnh sát chống bạo động, chặn cái đám người đáng ghét đó lại, không được phép đến gần đại sảnh chính phủ. Đúng là một lũ điên. Vâng, thưa ngài, Robert đáp lại một tiếng, sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Cai bước đi bước lại mấy vòng trong phòng làm việc, sau đó bước tới trước bàn làm việc, nhấc điện thoại lên gọi, alo, ngài thị trưởng phải không? Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng, ô, vâng, vâng, đúng rồi, thì ra là ngài thị trưởng đã biết đến tin này rồi. Xin ngài thị trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dập tắt vụ biểu tình này một cách nhanh chóng nhất. Người Trung Quốc không những nhát gan mà còn không đoàn kết, rất dễ đối phó. Ngài thị trưởng không nên quá lo lắng làm gì. Cúp điện thoại xuống, vẻ mặt Cai trở nên ủ rũ hết chỗ nói, ông ta khoác chiếc áo choàng lên người, đội mũ cẩn thận rồi bước nhanh ra bên ngoài. Khi Cai đi đến quảng trường chính phủ thành phố thì ông không khỏi giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Cả đến mấy vạn người tập trung ở trước cửa tòa lầu chính phủ, bọn họ giơ hàng băng rôn dài màu trắng, lớn tiếng kêu gào cái gì đó. Cai nghe không hiểu tiếng Trung cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải nghe hiểu được thứ tiếng này. Ông ta không cần biết bọn họ đang nói những gì, mà ông ta chỉ cần để họ biết mình đang nói gì là được. Nhưng, trong lúc này đây, ông không thể không cầu cứu đến thủ hạ của mình. Riley, bọn họ đang gào thét cái gì đấy? Cai hỏi nữ thuộc hạ của mình. Thưa cục trưởng, bọn họ yêu cầu có địa vị hợp pháp của Trung y dược trong Liên minh châu Âu. Riley đeo mắt kính đáp lại. Địa vị hợp pháp của Trung y dược trong Liên minh châu Âu. Điều này nghĩa là thế nào? Cai hỏi. Riley giải thích một hồi xong rồi thì Cai tức giận nói, bọn chúng thích nói gì thì nói, muốn thay đổi thứ gì thì thay đổi thứ đó sao? Hiến pháp mà có thể tùy tiện thay đổi như vậy được sao? Bọn chúng nghĩ mình là gì chứ? Đây là quốc gia của ai? Đây thuộc vào việc tụ tập bất hợp pháp, đuổi hết bọn chúng về đi. Nếu không được thì nhốt hết mấy đứa cầm đầu gây sự vào trong cục cảnh sát. Cục trưởng, có cả phóng viên truyền thông báo chí ở bên trong đó, và còn không ít giới truyền thông của các quốc gia nữa, vì vậy mà khi chúng ta xử lý tình huống thì nên nhẹ nhàng, hòa nhã một chút. Ít nhất thì cũng nên nói chuyện khuyên giải bọn họ trước mới được. Robert đứng bên cạnh khuyên nhủ. Robert, những việc này tôi còn cần đến cậu dạy tôi sao? Ý của tôi chính là muốn bảo cậu đi nói chuyện với bọn họ. Nếu bọn họ vẫn còn không chịu giải tán, thì bắt mấy tên cầm đầu lại. Lấy tội danh là tụ tập gây rối mà bắt chúng nó. Cục trưởng Cai nói. Vâng, thưa cục trưởng. Robel biết tính cục trưởng của ả mình nên không lại câu nào cả, sau đó đem theo 2 người dưới quyền, đẩy đám cảnh sát chống bạo động ở trước mặt ra, rồi bước đến trước mặt những người Trung Quốc cầm băng rôn trắng kia. Xin chào anh, xin hỏi anh có nghe hiểu được tiếng Pháp không? Robert hỏi. Hiểu, anh nói đi dâu xồm nói. Tên tôi là Robert. Là cảnh sát viên cấp cao của thành phố Paris. Chúng tôi muốn biết, mọi người vì sao lại tập trung ở trước cổng đại sảnh chính phủ như vậy. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tôi hy vọng mọi người mau giải tán và rời khỏi đây. Nếu có yêu cầu gì thì chúng ta có thể vào bên trong cục cảnh sát để thương lượng. Robert nói với thái độ vô cùng hòa nhã.
biểu hiện của anh ta được coi là rất rộng lượng và hợp lý trước bao nhiêu ống kính của giới truyền thông như vậy. Các người dựa vào cái gì mà đòi phong tỏa trung y dược? Các người dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi dùng trung y, trung dược? Lần này chúng tôi biểu tình cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là chúng tôi muốn trung y dược được quyền hợp pháp sử dụng ở Paris. Râu sồm lớn tiếng nói. Anh ta vừa kêu lên thì lập tức khiến cho vô số người cùng hùa theo. Trong nháy mắt, tiếng hô vang của mọi người làm cho rung chuyển đất trời. Robert cười nói, tiên sinh, vừa rồi tôi cũng tìm hiểu tình hình đôi chút. Về điều luật cấm tiêu thụ trung y dược ở Paris là do các thành viên trong các nước cộng đồng Liên minh châu Âu đặt ra, bây giờ mọi người biểu tình ở Paris thế này thì căn bản là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nếu mọi người muốn vấn đề được giải quyết thì chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành trao đổi với Liên minh châu Âu. Mọi người mau mau giải tán thôi, vấn đề này không liên quan gì đến mọi người cả. Ai nói là không liên quan đến chúng tôi? Chúng tôi đều là người Trung Quốc, chúng tôi tin vào trung y, chúng tôi dùng trung y, và chúng tôi cũng hy vọng con cháu của chúng tôi cũng sẽ có những suy nghĩ giống như chúng tôi. Người Pháp các người không tin thì có thể không dùng, nhưng tại sao các người lại có thể nghiêm cấm tiêu thụ trung y dược cơ chứ? Vì sao các người lại không cho phép chúng tôi được dùng? Chúng tôi không hề nghiêm cấm việc tiêu thụ trung y dược, và cũng không nói gì là không cho phép mọi người dùng nó. Tôi nghĩ, Liên minh châu Âu cho ra điều lệ này, chỉ là lo lắng cho sự an toàn của dân chúng, vì nói gì thì nói, cho đến giờ vẫn không có biện pháp khoa học nào có thể giải thích được việc dùng trung y dược cả. Đây chỉ là cái cớ. Râu sồm mặc dù thân thể cường tráng không khác gì Trương Phi trong Tam Quốc cả, nhưng lại là một người biết ăn nói. Không những thế tiếng Pháp của anh ta còn rất lưu loát, vì vậy mà anh ta là người nói chuyện chủ yếu với Robert, còn những người khác mặc dù đại đa số đều hiểu tiếng Pháp, nhưng giờ phút này đây thì chẳng có cơ hội nào để mở miệng cả. Các người đưa ra điều kiện đăng ký trung y dược khắt khe như vậy thì trung y dược làm sao đăng ký thành công được cơ chứ? Nếu đăng ký không thành, thì vẫn không có cách nào lưu thông, đây chẳng khác gì gián tiếp phong tỏa cả. Bây giờ các người còn lấy cớ nói vậy à? Một câu hỏi hóc búa thế này thì Robert không tài nào trả lời được, mà anh ta cũng không thể đưa ra được quyết định gì. Nhưng, anh ta là cảnh sát, trước cửa của tòa lầu chính phủ có đoàn người lớn như vậy đứng biểu tình, thì đó chính là trách nhiệm của anh ta, là vấn đề mà anh ta bắt buộc phải giải quyết. Tôi nhắc lại một lần nữa, điều lệ này là do Liên minh châu Âu quyết định, là vấn đề được đưa ra bởi các thành viên trong cộng đồng Liên minh châu Âu, không phải nước Pháp muốn sửa là được, Paris lại càng không có quyền gì sửa đổi. Mọi người giờ đây tập trung lại gây sự, đề ra những yêu cầu vô lý như vậy, thì đó được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu trong vòng 10 phút nữa mà mọi người không rời khỏi đây, thì chúng tôi sẽ bắt hết những người cầm đầu lại. Tùy anh thôi, chúng tôi đã đến đây rồi thì nhất định phải có được một kết quả mới chịu thôi. Râu sồm khó chịu nói, anh ta không một chút sợ hãi gì trước sự dọa nạt của cảnh sát. Bây giờ bắt đầu tính thời gian, Robert nghiêm giọng nói, dụ dỗ trước rồi dọa nạt sau. Đó là hai tuyệt chiêu mà cảnh sát cần phải học. Nghe được mệnh lệnh của cấp trên, một viên cảnh sát đứng sau Robert lập tức móc chiếc đồng hồ điện tử ra tính thời gian. 9 phút 59 giây. 9 phút 58 giây. 8 phút. 5 phút. 3 phút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đội ngũ biểu tình do râu sồm dẫn đầu không muốn rời đi, còn phía cảnh sát Paris thì rõ ràng là không có ý lùi bước. Tình thế căng thẳng, không khí ngưng động. Đại chiến sắp sửa bùng nổ. 2 phút. 1 phút 15 giây. Đã đến giờ, viên cảnh sát nói. Bắt người, Robert trầm giọng quát, hai mắt anh ta sắc lẹm. Tuân lệnh, hai viên cảnh sát nhận được mệnh lệnh thì lập tức ra tay đuổi bắt râu sồm. Râu sồm liều mạng phản kháng lại, những người đồng bào đều cố gắng kéo tay râu sồm lại, không cho cảnh sát đưa anh ta đi. Sau đó lại có thêm mấy viên cảnh sát nữa đi đến giúp đỡ. Thì kèm theo đó là càng nhiều người Trung Quốc khác chạy đến cướp người. Cục diện trở nên hỗn loạn bất thường, những người mặc áo giáp, tay cầm khiên và những cảnh sát chống bạo động cũng bắt đầu dục dịch. Đẩy anh lên phía trước đi, Tần Lạc nói, bởi vì hắn bị kiệt sức nên không thể đi bộ được nữa, vì vậy mà nãy giờ vẫn được Lệ Khuynh Thành dùng xe lăn đẩy đi. Phía trước quá nguy hiểm, sức khỏe của anh như vậy. Lệ Khuynh Thành có phần không yên tâm, phía trước đang trong trạng thái hỗn loạn. Còn hiện giờ Tần Lạc lại không có bất kỳ khả năng nào tự bảo vệ cho bản thân mình. Nếu tiếp tục đẩy hắn về phía trước, nhớ bị thương thì phải làm sao bây giờ? Đẩy anh lên phía đầu đi, Tần Lạc kiên trì nói. Anh đã nói rồi, bọn họ tiến thì anh sẽ tiến, bọn họ lùi thì anh vẫn sẽ không lùi.
Lúc này đây, anh cần phải đứng bên cạnh bọn họ. Chương 507, dùng bạo lực giải quyết vấn đề bạo lực. Lệ Khuynh Thành đẩy chiếc xe lăn của Tần Lạc từ từ tiến về phía trước, Lão Uông và Triệu Tử Long đi ở hai bên cạnh phía sau bảo vệ. Trương Bác và Vũ Dũng Tú đi phía sau cùng, bọn họ một người là đại biểu của Hiệp hội Trung Y, còn một người là nhân viên trong Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, cả hai đều là nhân viên công chức nhà nước, chính vì vậy mà bọn họ không tiện xuất hiện trong các trường hợp như thế này, nếu không thì chính phủ Pháp sẽ đổ tội cho Trung Quốc là người đứng sau giật dây cho vụ biểu tình này. Nếu tình huống đó xảy ra thì chính phủ Trung Quốc sẽ nằm vào tình thế vô cùng bị động. Chờ cho sự việc lắng đọng xong đâu đấy rồi, đến lúc đó Hiệp hội Trung Y và Đại sứ quán mới chọn thời gian đẹp nhất đứng ra làm người hòa giải. Thái độ của Tần Lạc lúc này vô cùng nghiêm túc, cho dù hắn ngồi trên xe lăn nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng dậy, không hề có dấu hiệu uể oải. Bởi vì trên đường đến đây hắn cũng đã nghỉ ngơi được một lúc, nên sức lực của hắn cũng đã khôi phục được phần nào, nét mặt cũng đỡ hơn một chút. Không trắng cắt không ra hột máu như ban nãy ở trước cửa tiệm thuốc Uông Dược Trung Y nữa. Thái độ của Lệ Khuynh Thành thì bên ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng của nàng vô cùng lo lắng, sự lo lắng này là do nàng lo sợ nổ ra cuộc bạo động xô xát. Lệ Khuynh Thành không sợ người khác giở trò âm mưu nham hiểm, cũng không sợ đấu đá nhau trên lãnh vực làm ăn, vậy nhưng trong tình cảnh hỗn loạn thế này nàng lo sợ bản thân mình không đủ sức để bảo vệ Tần Lạc. Còn những người kia, bọn họ trước khi tiến hành thực thi nhiệm vụ chống bạo động thì sẽ không hỏi bạn là ai, và cũng chẳng bao giờ thuyết giảng đạo lý với bạn cả. Tú tài mà gặp binh sĩ thì cho dù là có lý cũng không thể nói rõ ra được. Tuy Lệ Khuynh Thành rất mưu mô, xảo quyệt, bản lĩnh vững vàng, nhưng khi gặp cảnh bạo động như thế này thì nàng trở nên vô cùng yếu đuối. Chiếc xe lăn của Tần Lạc đi đến đâu thì đám người ồn ào lập tức đứng dạt sang một bên tránh đường cho hắn. Tần Lạc đâm xuyên qua đám người dễ dàng như một mũi dao xẻ xuyên qua lát đậu phụ, tách nó ra làm hai. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy an tâm lạ thường. Đó là một cảm giác vô cùng thần kỳ, đám người biểu tình lúc đầu nhộn nhạo bất an, nỗi sợ hãi bị trục xuất cùng với nỗi lo khi phải đối mặt với đám cảnh sát giờ đây bỗng nhiên tan biến đi đâu hết cả. Cái người có dáng người thanh tú, thân thể ốm yếu, thậm chí còn phải nhờ đến xe lăn để đi lại này không ngờ lại có thể đem đến cho người ta sự vững tâm đến như vậy. Tất cả đoàn người đều biết mặt thần y Tần Lạc, bọn họ biết được thần y muốn đi lên trên để dẫn đầu đoàn người, vậy là bọn họ liền tách ra cho hắn lên trước, sau đó mới lục đục theo sau. Đám người biểu tình này chẳng khác gì những chiếc lá rong để bọc bánh chưng, còn Tần Lạc thì là chiếc lạt để cột chúng lại cho chắc, vì vậy hắn chính là nhân tố hàn gắn mọi người xích lại gần nhau, tin tưởng nhau hơn. Cuối cùng Tần Lạc cũng được đoàn người đưa lên phía trên cùng. Đám người biểu tình và cảnh sát Paris bắt đầu một cuộc chiến giằng co, đám cảnh sát sau khi nhận được mệnh lệnh phải bắt cho bằng được Dâu Xồm vì tội quấy rồi trật tự còn đám người biểu tình thì phản đối cảnh sát đến bắt Dâu Xồm. Thế là Dâu Xồm thành tâm điểm tranh chấp của đôi bên, kẻ kéo người lôi, đám người phút chốc hỗn chiến loạn cào cào lên với nhau. Dâu Xồm lúc này khổ sở vô cùng. Rõ ràng rằng thân thể của anh ta lúc này không thể nào chịu đựng nổi sự giày vò, kéo giật của cả đôi bên. Dừng tay, Tần Lạc thét lên. Tuy là hắn đã lấy hết sức để hét lên nhưng âm thanh lại không hề to và chói tai cho lắm, không những thế hắn lại nói tiếng Trung Quốc, nhưng những người ở đây dường như là nghe hiểu câu nói của hắn, vì vậy mà đôi bên liền buông thân thể dường như sắp bị xé làm hai mảnh của Dâu Xồm xuống, rồi cùng đổ dồn ánh mắt hướng về phía Tần Lạc. Robert cau mày lại tiến đến bên Tần Lạc. Dùng tiếng Pháp nói, anh là ai? Anh ta biết rằng Tần Lạc mấy hôm gần đây đã trở thành một vị thần y có tiếng ở Paris, vậy nhưng anh ta vẫn cố tình giả vờ như là lần đầu tiên gặp hắn, như vậy sẽ giúp cho anh ta có lợi hơn trong việc đàm phán về sau. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tìm một người hiểu tiếng Trung đến đây rồi nói chuyện với tôi. Tần Lạc nói, anh ta nói cái quỷ gì vậy? Robert quay sang thủ hạ của mình hỏi. Mấy tên thủ hạ của Robert cũng chẳng hiểu tiếng Trung. Thế là bọn chúng liền chạy đi gọi Riley, một người hiểu tiếng Trung ở trong cục cảnh sát tới. Riley và Robert sau khi trao đổi với nhau vài câu xong liền quay sang Tần Lạc nói, xin lỗi, anh là ai? Tôi là Tần Lạc. Tần Lạc đáp, chữ Tần trong chữ Tần Thủy Hoàng, còn chữ Lạc ở trong chữ Thủy Lạc. Thưa Tần Lạc tiên sinh, anh lên phía trước này là có mục đích gì vậy? Anh cũng là người cầm đầu gây chuyện phải không? Riley cất giọng khiêu khích nói. Chúng tôi tụ tập tại đây không phải là gây chuyện mà là do tất cả mọi người đều tình nguyện đến đây. Tần Lạc nói,
Chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Paris đồng ý cho Trung Y được hợp pháp hóa sử dụng tại đây, đây là lý do tại sao chúng tôi lại tụ tập tại đây. Anh nên biết rằng những việc như thế này thì chính phủ Paris cũng không thể nào quyết định nổi. Đó là điều lệ chung của cả cộng đồng đưa ra, Riley nói. Vậy thì mấy người mau đi tìm người nào có khả năng giải quyết vấn đề đến đây nói chuyện với tôi. Tần Lạc đáp lại gọn lỏn. Anh, mấy người các anh đúng là muốn tự gây chuyện, cố ý khiêu khích chống đối. Nếu như các anh không giải tán chúng tôi sẽ bắt toàn bộ các anh lại vì tội gây rối trật tự. Riley dọa nạt Tần Lạc, lần trước chỉ cần dùng chiêu này ra trước mặt mấy người Trung Quốc là có hiệu quả ngay tức khắc. Tôi đã chuẩn bị hết tâm lý rồi, Tần Lạc không hề nhân nhượng đáp lại. Khi vẫn chưa có kết quả thì chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Đúng vậy, chúng tôi có chết cũng không rời khỏi nơi đây. Sâu sồm xoa xoa lên bả vai đau nhức của mình gào lên. Chết cũng không rời. Bắt buộc phải cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng. Chúng tôi cần Trung Y được hợp pháp hóa tại đây. Anh em Trung Quốc chúng ta phải đoàn kết lại với nhau. Một người hô vang khẩu hiệu là đám người lập tức hưởng ứng theo ngay tức khắc, lửa giận của đoàn người biểu tình bỗng chốc thổi bùng lên. Bọn họ hò reo đinh tai nhức óc cứ như là muốn lật tung cả cái quảng trường chính phủ này lên vậy. Riley và Robert lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau không biết giải quyết ra sao nữa. Robert lúc này bỏ chiếc mũ đội trên đầu xuống, gãi gãi đầu nói, mọi người cứ lui về trước, tôi đi tìm cục trưởng thương lượng đối sách. Thế là Robert liền dẫn thủ hạ của mình rút lui, còn đám cảnh sát chống bạo động lúc này liền cầm lá chắn tiến lên thêm một bước để hở một lỗ hổng cho đám người Robert đi qua. Sau đó rất nhanh lại khép kín trở lại. Cục trưởng Cục Cảnh sát Paris Kai, cảnh sát viên cao cấp Robert, đội trưởng đội cảnh sát chống bạo động Solo cùng với trợ lý Riley đang đứng thành một vòng tròn thương lượng đối sách đối phó với đám người Trung Quốc đến biểu tình này. Cục trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Robert đứng trước mặt Kai nét mặt vô cùng nghiêm trọng nói, thái độ của bọn chúng rất kiên quyết, nếu như chúng ta muốn dùng biện pháp cưỡng chế giải tán thì rất dễ xảy ra xung đột với quy mô lớn. Có rất nhiều phóng viên ở bên cạnh, nếu như để cho bọn họ trông thấy đưa tin ra ngoài thì hình ảnh của Paris sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Vậy nhưng, chúng ta không thể nào đáp ứng yêu cầu bọn chúng được. Kai trầm ngâm nói, mấy con khỉ Trung Quốc này thật đáng ghét. Xem chúng tao giải quyết bọn chúng mày ra sao, phải cho bọn chúng một bài học mới được. Riley vốn không đủ tư cách để tham gia cuộc hội nghị này nhưng chỉ vì cô ta lúc nãy là người nói chuyện với Tần Lạc nên mới được cục trưởng mời đến tham dự. Riley ngập ngừng một chút rồi nói, tôi nhận ra rằng cái người ngồi trên xe lăn có tiếng là một thần y kia chính là người cầm đầu những người biểu tình này, tôi nghi ngờ vụ biểu tình này là do hắn ta phát động. Đúng vậy, Robert nói, tôi lúc nãy cũng trông thấy rồi, hắn ta từ đằng sau đi lên trước, đám người Trung Quốc đều tách sang hai bên nhường đường cho hắn đi. Nhất là ánh mắt mà đám người nhìn vô cùng kính trọng, cứ như hắn là một vị thần cao cả vậy. Tôi cũng để ý đến hắn ta. Hắn ta mấy ngày gần đây rất được thông tin đại chúng của Pháp để ý tới. Solo nhếch mép cười nói. Solo là đội trưởng đội cảnh sát chống bạo động, đội ngũ này của anh ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ trị an cho thành phố Paris, cùng với chống khủng bố và giải quyết các vụ xung đột, khi có vụ xung đột nào xảy ra liền được Cục Cảnh sát Paris điều động tới. Các anh có ý kiến nào hay không? Kai quay sang đám thủ hạ của mình hỏi. Ba người đều lắc đầu không trả lời. Robert liền lên tiếng nói, cục trưởng. Chỉ có sếp mới có quyền hạ lệnh. Kai vừa muốn ngay lập tức giải quyết vấn đề của đoàn người biểu tình, lại vừa không muốn chịu trách nhiệm trong vụ việc này nên suy ngẫm một lúc liền nói, chuyện to như thế này hơn nữa lại có thể dẫn đến hiệu ứng liên hoàn khác. Tôi nghĩ tôi nên hỏi ý kiến của ngài thị trưởng thành phố cái đã, phải để cho ngài thị trưởng hạ lệnh mới được. Nghĩ vậy, Kai liền đi đến bên bàn nhấc điện thoại lên gọi cho thị trưởng thành phố nói, thưa ngài thị trưởng. Bọn người Trung Quốc rất là cố chấp, xem ra chúng ta không đáp ứng yêu cầu của chúng thì không thể nào giải quyết vấn đề được. Chúng ta không thể nào đáp ứng được yêu cầu của bọn họ, vì đây là điều lệ đã đặt ra rồi, không phải ai nói là sửa được ngay đâu. Trong điện thoại vang lên tiếng của ngài thị trưởng Bách Trăng ở đầu dây bên kia. Vậy xin ngài thị trưởng hãy hạ mệnh một ảnh cai nhân lúc này liền đưa ra yêu cầu của mình, nếu như thị trưởng hạ lệnh thì các vấn đề xảy ra sau đó sẽ không phải là trách nhiệm của ông ta nữa. Ông ta chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Tôi là thị trưởng thành phố chứ không phải là cục trưởng cục cảnh sát, cái này nằm trong phạm vi quyền lực và nghĩa vụ của ngài, thưa ngài cục trưởng Kai. Lẽ nào ngài cảm thấy bản thân mình không đủ năng lực giải quyết vấn đề này hay sao? Bách Trăng cũng là một con cáo già trong chính trị rồi,
sao mà không hiểu được thâm ý của cai chứ? Xin ngài thị trưởng cứ an tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn nhất. Cai vội vã đáp lại. Tôi ngồi chờ tin tốt lành của các anh, nói xong liền dập điện thoại xuống. Cai dĩ nhiên không thể để cho thủ hạ của mình biết được mình vừa bị lãnh đạo cho một vố như vậy, ông ta liền ngẩng cao đầu tiến đến bên Robert nói, Robert, người Trung Quốc có câu bắt giặc phải bắt tướng giặc trước phải không? Vâng thưa ngài, Robert đáp, vậy anh hiểu ý của tôi là gì rồi chứ? Vâng thưa ngài, tôi đã hiểu, Robert đáp, tốt lắm, anh đi tìm cái thằng tướng cướp đó rồi bắt lại cho tôi cục trưởng Cai ra lệnh nói. Vâng thưa ngài cục trưởng. Robert nhận lệnh liền nói, vậy nhưng bọn chúng làm loạn thì sao ạ? Làm loạn, sơ lâu, đội chống bạo động của anh cũng nên chuẩn bị một chút đi, có tình hình gì thì cứ việc hành động. Cai ngoái đầu sang sơ lâu nói. Vâng thưa ngài cục trưởng, sơ lâu trầm giọng đáp. Có lẽ, chỉ có bạo lực mới giải quyết được vấn đề bạo lực. Cai lạnh lùng nói. Chương 508, không lui. Một trò chơi hay, một nước cờ cao. Tên béo da trắng ngồi trước tivi cười lên ha hả nói, người Trung Quốc từ trước đến giờ thường là không thiếu thông minh nhưng bọn họ lại không thừa sự dũng cảm. Hiện giờ khó khăn lắm mới có một tên vừa có đầu óc lại vừa dũng cảm xuất hiện làm đối thủ của chúng ta, thật là thú vị. Thú vị vô cùng. Sao vậy thưa ông Wade? Ông có hứng thú với hắn ta sao? Antoine lắc lắc ly rượu vang hảo hạng trong tay mình, mỉm cười nói. Trên chiếc bàn ở trước mặt ông ta có đặt một chai rượu Lefort de Lecter từ năm 1961 trị giá 1.600.000 đô la Mỹ, vậy mà chỉ trong chớp mắt nó đã được ba người này cạn sạch. Làm về ngành y dược thì bọn họ chưa bao giờ biết được cảm giác khát tiền ra sao cả, ngay cả Bill Gates cũng đã từng phát ngôn rằng sau này người có thể vượt qua mặt ông lên đứng đầu những người giàu nhất trên thế giới chắc chắn là những người làm về các ngành di truyền học và y dược. Đúng vậy, nhưng tiếc rằng nhân tài lại không thể phục vụ cho chúng ta. Wade nhìn lên hình Tần Lạc hiện lên trên TV, rồi lắc đầu tiếc rẻ nói. Vẫn còn chưa ra giá mà đã nói là không mua được hay sao thưa ngài Wade? Antoine phản đối nói, trên cái thế giới này lẽ nào không có vật gì là không thể dùng tiền để mua được hay sao? Ngay cả đến tư tưởng của ngài thị trưởng thành phố mà chúng ta còn mua được nữa là, như vậy thì còn có cái gì mà chúng ta không mua được cơ chứ? Cái này chúng ta đúng là không thể mua được. Gã Đan Mạch có nước da ngăm sẫm màu ơ ne trầm ngâm lên tiếng. Gã ngồi im lặng suốt từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, nhưng đột nhiên khi nghe Antoine nói vậy thì đột ngột chen vào, Wade và Antoine khi nghe gã nói vậy thì cùng một lúc quay sang nhìn ơ ne. Ồ, lẽ nào ngài ơ ne có cao kiến gì hay sao? Antoine nói, ông ta tin rằng mỗi một con người đều có giá cả riêng của nó, chỉ khác biệt ở chỗ là người này có giá cao, còn người kia có giá thấp mà thôi. Cái mà hắn cần thì chúng ta không bao giờ đáp ứng được. Ơ ne nói. Chúng ta không thể nào đáp ứng được ư. Có tiền một à đáp ứng được hết, tiền có thể mua được hết cả những thứ mà hắn cần. Antoine ngông cuồng nói. Là người xuất thân quyền quý, có cha là ông chủ của tập đoàn y dược to nhất ở Âu Châu, từ nhỏ đã cơm no áo ấm, chăn gấm nệm êm, quan hệ toàn là với những hàng vương công quý tộc có quyền có thế. Antoine cũng là vì có tiền nên mới có được thân phận như vậy, chính vì thế mà ý nghĩ của ông ta vô cùng kỳ quái. Cái mà hắn cần, chúng ta không thể nào mua được. Ơne vẫn một mực khẳng định. Hắn cần cái gì? Cái này thì chỉ có hắn ta mới biết được. Ơne chán nản nói. Antoine nghe vậy liền nhếch mép lên cười lạnh một cái rồi nói, thưa ngài Ơne. Ngài đến cả hắn muốn cái gì mà ngài còn không biết thì làm sao mà biết được chúng ta có bỏ tiền ra mua hắn được hay không? Ngài nói vậy có thấy mình hơi bị hoang đường không hả? Tôi đã xem qua các tư liệu về hắn, hắn khác người khác rất nhiều. Ơne nghe Antoine nói móc mình như vậy cũng không hề tức giận, gã vẫn vô cùng bình tĩnh lạnh giọng đáp lại. Hai vị, thưa hai quý ngài, bây giờ không phải là lúc chúng ta tranh luận với nhau về vấn đề này. Wade mỉm cười đứng ra giảng hòa nói, bây giờ người Trung Quốc cũng đã xuất chiêu rồi, bọn chúng cũng đã xuất ra con át chủ bài của chúng rồi. Cái chúng ta cần làm bây giờ là suy nghĩ nên tiếp chiêu ra sao? Thưa ngài Wade, đây không phải là việc mà chúng ta phải suy nghĩ, mà nó thuộc về ngài thị trưởng thành phố. Antoine vô cùng tự tin nói, tôi tin chắc rằng ngài thị trưởng thành phố sẽ không bao giờ làm trái ỷ với lương tâm của mình đâu. Bao nhiêu năm kinh nghiệm hợp tác mách bảo cho tôi biết rằng Beck Trăng là một nhà chính trị gia đáng để chúng ta tin cậy. Vậy nhưng... chúng ta làm sao biết được ngài thị trưởng thành phố sẽ dùng phương pháp gì để xử lý tình hình hiện nay cơ chứ? Những thủ đoạn gì có lợi cho chúng ta, là hòa giải hay là trục xuất đây?
chúng ta bây giờ phải nghĩ xem kết quả của hai phương pháp này sẽ đem đến hậu quả cho chúng ta ra sao mới được. Dĩ nhiên là sử dụng bạo lực rồi. An Toàn nói, phải để cho cái bọn người Trung Quốc đó biết rằng đây là nước Pháp, là Paris. Đã là điều lệ của nước Pháp thì nên để cho nước Pháp đưa ra điều lệ, chứ không phải là bọn chúng. Vậy nhưng, nếu như dùng bạo lực trục xuất thì sẽ làm dấy lên công luận phản hồi lại, đến lúc đó chúng ta giải quyết ra sao đây? Wade nói, các ông cũng nên biết rằng tôi là một người đàn ông rất ưa thích sự khiêm tốn, chừng mực, tôi không hy vọng bản thân tôi, hoặc là tập đoàn của tôi bị quá nhiều bài báo quan tâm một cách quá chu đáo. Bọn nhà báo là một bọn không hề có đạo đức nghề nghiệp gì cả, bọn chúng chỉ biết viết nhăng viết cuội, kêu ca lăng nhăng như những con điếm thối tha vậy. Vậy nhưng, chúng ta không thể nào đồng ý với yêu cầu của bọn chúng được. An Toàn nói, người Trung Quốc dạy cho chúng ta biết một điều rằng, đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh cướp thì nên giết chùm trước. Erne nói, hai người kia nghe Erne nói vậy thì bỗng chốc hiểu ra vấn đề liền cười lên sung sướng. An Toàn vừa cười vừa nói, thưa ngài Erne, qua buổi tối của ngày hôm nay, tôi mới phát hiện ra rằng ngài thật là một nhân vật rất là thú vị. Ngài nói không sai chút nào, đây đúng là một đối sách vô cùng tuyệt diệu. Tôi nghĩ là tôi cần phải gọi vài cú điện thoại cái đã. Cuộc điện thoại đầu tiên là gọi cho Cục trưởng Cục Cảnh sát, tôi muốn chắc rằng ông ta đã nghe qua câu nói này của ngài, và thấu hiểu hàm ý của nó ra sao. À còn nữa, tôi phải gọi cho Sơ Lâu một cú. Ông ta không phải là một người đàn ông lịch lãm cho lắm, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng ông ta có thể thô lỗ hơn một chút nữa. Người Trung Quốc cũng chẳng có tính đoàn kết gì cả. Chỉ cần bắt kẻ cầm đầu trong vụ gây rối này thì bọn chúng sẽ tức khắc tan rã mà thôi. Wade nói, vậy nhưng, thưa ngài An Toàn tôn kính, ngài có chắc là ngài sẽ gọi cú điện thoại này không vậy? Ngài nên biết rằng, tôi thật sự không hy vọng những người bên ngoài trông thấy bóng hình của những tập đoàn Tây Dược hoạt động ở đây chút nào cả. Cái này thì dĩ nhiên là tôi hiểu chứ. Vậy thì tôi sẽ tìm người nào đó đáng tin cậy để thông báo vậy. Ai? Tại sao chúng ta làm việc gì lại cứ không thể tìm được cảm giác làm việc trôi chảy, thuận lợi thế nhỉ? An Toàn đưa mắt lên nhìn Tần Lạc trên TV nói, cũng giống với hắn ta, đứng ở đỉnh cao nhất thường thì hay nhận được lời khen ngợi. Hoặc là những nắm đấm. Cái này thì có quan hệ gì với nhau cơ chứ? Tôi chỉ cần một kết cục thắng lợi, chỉ có vậy mà thôi. Erne nói. U. Trong căn phòng cửa đóng kín mít, khói bay lượn lờ. Một người phụ nữ mặc một bộ đồ quân đội kiểu Pháp ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa, nàng ta đi đôi bốt đen cao cổ, bên hông có đeo một sợi xích sắt màu vàng chói lọi, chiếc áo khoác trên người của nàng lúc này đều không cài khuy mà phanh hẳn ra làm lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong. Chiếc áo sơ mi của nàng buông hở hai nút cúc trông vô cùng bất cần và phong cách, mái tóc dài lượn sóng, xõa xuống ngang vai, trong tay cầm một điếu xì gà vừa dài vừa to, trông nàng không có dáng điệu của một quân nhân đứng đắn. Mà trông giống một nữ quân nhân đầu gấu thì đúng hơn. Hôm nay khác với mọi khi, nàng không nằm ở trong phòng của mình mà nghe quân khúc hùng hồn trai tráng nữa mà bật tivi lên xem tin tức buổi tối. Trên màn hình tivi lúc này đang phát sóng truyền hình trực tiếp người Trung Quốc tập trung trước tòa nhà văn phòng chính phủ Paris tiến hành biểu tình. Paris đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện cảnh tượng có quy mô lớn như thế này, chính vì vậy mà cánh báo chí, phóng viên đều vô cùng phấn khích. Vị nữ phóng viên dẫn chương trình cũng tỏ ra hết sức hưng phấn và hăng hái. Tuy nàng ta đang cố che giấu sự phân khích thái quá trong lòng, nhưng trên mép của nàng ta vẫn hiển hiện lên một nụ cười sung sướng. Thế nào rồi hả? Người phụ nữ vẫn dán chặt mắt vào màn hình tivi, đột nhiên lên tiếng. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát. Người đàn ông đứng ở sau lưng nàng dường như hiểu ngay nàng ta định hỏi điều gì, nên trả lời gọn lỏn không cần suy nghĩ. Để Erne đi lo liệu đi. Ông ta là người rất có năng một ực, người phụ nữ đó nói. Vâng thưa phu nhân, người đàn ông kia đáp. Vương tử Philip đang ngồi cặm cụi viết lách, đây là một tấm thiệp viết cho người nhà, tuy thời bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, điện thoại email đều là các phương tiện hữu ích và nhanh gọn nhưng gia tộc Philip vẫn giữ một truyền thống đó là viết thư tay để liên lạc với nhau. Có lẽ bọn họ cho rằng đích thân dùng bút viết mới là biểu hiện tình cảm của bản thân mình một cách chân thật nhất. Philip muốn nói cho mẹ của anh biết rằng anh ta vừa gặp được một người con gái đã làm cho trái tim của anh ta phải rung động. Anh ta còn muốn nói cho cha của mình biết rằng anh ta muốn ông giúp đỡ công cuộc thúc đẩy Trung Y được hợp pháp hóa sử dụng tại Âu Châu. Trong thời gian này, bên ngoài căn phòng bỗng nhiên có những tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, hai nhịp dài một nhịp ngắn, tiếng gõ cửa như một bản hòa tấu vui tai, không làm cho người ta giật mình,
cũng không nhẹ nhàng yếu ớt đến mức để cho người ta không nghe thấy. Calai, cứ vào đi, vương tử Philip lên tiếng đáp. Calai là người thân cận nhất bên cạnh Philip, từ khi anh trưởng thành và hiểu biết đến giờ Calai luôn luôn ở bên cạnh anh ta, thời đó ông ta còn chưa già đến mức độ thế này. Quả nhiên, Calai đầu tóc bạc phơ đẩy cửa bước vào, ông ta cúi người một cách trang trọng trước vương tử Philip rồi nói, thưa hoàng tử điện hạ. Người Trung Quốc tại Paris đang tụ tập ở quảng trường chính phủ biểu tình. Ồ, Philip nghe vậy liền mỉm cười nói, xem ra bọn họ đã tặng cho ngài thị trưởng thành phố Bắc Trăng một luồng gió đông mát mẻ rồi đây. Có lẽ là như vậy, Calai đáp, vậy nhưng, tình hình song phương lúc này vô cùng khẩn trương. Vương tử Philip nghe vậy thì ngập ngừng một chút rồi nói, Calai, mở tivi ra cho ta xem. Vâng thưa vương tử điện hạ. U, Tần Lạc, sức khỏe của anh vẫn còn yếu lắm, hay là để em ở phía sau đẩy xe cho anh. Lệ Khuynh Thành nói, gió đông đã thổi lên rồi, cái chúng ta cần làm bây giờ là chỉ cần ngồi chờ kết quả mà thôi. Không được phép rút một ui, Tần Lạc nói. Vậy nhưng, nơi anh đang đứng là nơi hứng gió chịu sào, đến như lúc nữa mà xảy ra xung đột thì anh ngồi xe lăn thế này sẽ đối phó ra sao? Lệ Khuynh Thành cười khổ nói, để em đẩy xe cho anh. Anh muốn chạy cũng chẳng chạy được. Anh muốn xem kết quả, Tần Lạc lắc lắc đầu nói, khi chưa biết được kết quả ra sao thì anh không thể nào chạy được, anh không bao giờ rút lui. Vậy nhưng, anh hiểu ý của em là gì? Tần Lạc cắt ngang lời của Lệ Khuynh Thành mỉm cười nói, nhưng em không hiểu ý của anh. Ý của anh là gì vậy? Lệ Khuynh Thành khó hiểu nói. Vụ việc ngày hôm nay đều do tay em đạo diễn hết cả, vậy nhưng anh cũng có quyền sửa đổi kịch bản. Tần Lạc cười nói. Robert lại một lần nữa dẫn đám người đến trước mặt của Tần Lạc, anh ta đứng nhìn Tần Lạc ngồi bên xe lăn nói, Tần Lạc tiên sinh. Anh có chắc là anh sẽ duy trì tiếp tình trạng mãi như thế này không? Tôi đã nói rồi, các anh ở đây là tụ tập biểu tình bất hợp pháp, là phạm tội. Nếu như anh không ra lệnh cho đoàn người giải tán thì chúng tôi sẽ bắt anh. Riley, cô phiên dịch giúp tôi đi. Riley biết Robert lúc này đang định làm gì nên cô ngay lập tức phiên dịch lại cho Tần Lạc nghe. Không lui, Tần Lạc đáp lại một cách gọn lỏn. Nghe Riley phiên dịch xong, Robert tức giận quát, vậy thì thưa Tần Lạc tiên sinh. Tôi sẽ làm đúng theo như bộ luật hình sự của nước Pháp, đó là bắt giữ anh. Mau còng hai tay của anh ta lại. Mấy viên cảnh sát Paris lúc này đang nhăm nhăm nhe nhe đợi lệnh, khi nghe được lệnh xong bọn chúng liền xông tới trước mặt Tần Lạc. Chương 509, đổ máu bên lề đường. Mấy viên cảnh sát cao ngạo kia vốn đã ngứa mắt tên nhãi danh người Trung Quốc này lâu lắm rồi, nên cho dù bọn chúng nghe không hiểu Tần Lạc nói gì, nhưng bọn chúng ghét nhất ánh mắt sắc lẹm cùng với thái độ ương ngạnh của hắn. Đây là đâu chứ? Là Paris. Còn bọn họ là ai vậy? Là người Trung Quốc. Đây là địa bàn của người khác nên phải tuân thủ quy luật. Nếu như không tuân thủ thì bọn họ phải có nghĩa vụ chỉ dạy, giảng giải cho người ta hiểu. Nghe được chỉ thị của Robert, mấy gã cảnh sát Paris được thể xông tới. Đứng im, Lệ Khuynh Thành hét lên, nàng vốn đứng ở sau lưng của Tần Lạc, nhưng trong lúc Tần Lạc gặp phải chuyện nguy hiểm nhất nàng chạy lên chắn ngay trước mặt hắn, dùng tiếng Pháp nói, mấy người định làm gì vậy? Anh ấy đã phạm vào tội gì hả? Phạm vào tội tổ chức tụ tập bất hợp pháp, lúc nãy chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi đấy. Mấy gã cảnh sát vì thấy có một người con gái đẹp như Lệ Khuynh Thành đứng chắn ngay trước mặt Tần Lạc, vì sĩ diện nên đã giải thích cho Lệ Khuynh Thành hiểu, chứ bọn họ không hề hành động thô lỗ như lôi nàng kéo sang một bên chẳng hạn. Đây không phải là tụ tập bất hợp pháp, tất cả đều là tình nguyện. Mấy người các anh vẫn không hiểu được là cố ý tụ tập gây sự với tình nguyện khác nhau chỗ nào hay sao? Thành thật xin lỗi, trong mắt của chúng tôi thì mấy người bọn họ đúng là đang cố tình tụ tập làm loạn. Những yêu cầu của bọn họ, chúng tôi không thể nào đáp ứng được. Robert nói, đưa anh ta đi. Thời gian càng kéo dài, thì tình thế càng bất lợi với bọn họ, đoàn người tụ tập càng đông thì các nhà báo, phóng viên kéo đến cũng càng đông. Không cần làm phép toán thống kê, Robert cũng có thể hiểu được rằng, Paris lúc này đang là tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Là một nhân viên làm việc trong Paris, anh ta buộc phải giải quyết đoàn người biểu tình này trong thời gian ngắn nhất có thể. Nếu không, anh ta và cục trưởng của anh ta sẽ thành kẻ thất nghiệp ngay lập tức. Cái gã đầu hói kia không phải là một nhà lãnh đạo biết dũng cảm đứng lên nhận trách nhiệm về phần mình chút nào. Sếp đã hạ lệnh như vậy rồi, mấy gã cảnh sát cũng không còn nể mặt người đẹp đứng trước mặt mình và cũng không còn phong thái lịch lãm của các thân sĩ Paris nữa. Bọn họ cho hai viên cảnh sát tách Lệ Khuynh Thành ra khỏi chỗ Tần Lạc,
còn hai người khác thì cướp lấy chiếc xe lăn của Tần Lạc. Ngăn chặn bọn chúng lại, đừng để bọn chúng đem thần y đi. Dâu Xồm hét toáng lên. Qua những sự việc vừa xảy ra vừa rồi thì Dâu Xồm cũng đã rất có uy tín trong đoàn người biểu tình. Chính vì vậy mà khi anh ta lên tiếng hò hét như vậy, những người biểu tình lập tức xông đến bên mấy gã cảnh sát đang muốn cướp đoạt chiếc xe lăn của Tần Lạc. Cảnh sát Paris rất thiện chiến, nhưng bọn họ vẫn không thể nào chống cự được với đoàn người Trung Quốc đông đảo. Đoàn người biểu tình Trung Quốc lúc này như một bức tường thành vững chãi nắm chặt lấy chiếc xe lăn của Tần Lạc không muốn buông tay. Đội trưởng đội phòng chống bạo động Sơ Lâu sau khi nhận được điện thoại liền đến bên cạnh Robert hỏi, xem ra các anh không có cách gì đưa hắn ta đi được rồi, có cần sự giúp đỡ của chúng tôi không? Robert nghe vậy liền chần chừ một lúc rồi nói, cứ chờ một chút đi, các anh một khi mà ra tay thì sự việc sẽ đi theo một hướng khác, vô cùng nghiêm trọng. Sơ Lâu nghe vậy liền nhún vai lên một cái, tỏ vẻ bất cần nói, vậy thì tôi cùng với mấy người anh em của mình đứng xem trò vui vậy. Robert lúc này lại gọi Riley đến để cho cô dùng tiếng Trung nói chuyện với đám người biểu tình Trung Quốc, nói cho bọn họ biết cản trở cảnh sát làm việc là phạm pháp. Riley nghe xong liền cất giọng the thé lên nói, nhưng mặc cho cô ả đứng nói nửa ngày trời rồi mà đám người biểu tình vẫn trơ ra như khúc gỗ, chẳng có ý rời đi gì cả, người nào tranh thì cứ tranh, người nào muốn đoạt lấy chiếc xe lăn từ tay cảnh sát thì cứ đoạt. Người nào chửi rủa vẫn cứ đứng chửi rủa. Hai bên lúc này ở vào thế rằng co rất căng thẳng, Tần Lạc thì vẫn ngồi trên xe lăn ở ngay giữa bọn họ, cả hai bên đều muốn kéo hắn về phía mình nhưng đều không thành công. Thế là hắn cứ mắc kẹt ở giữa như vậy. Nhanh, cướp lấy người, không quan tâm đến cái xe đẩy nữa. Robert hạ lệnh, mấy thằng ngu, bọn mày cứ tranh nhau cái xe lăn để làm gì hả? Mấy gã cảnh sát lúc này mới sực tỉnh. Bọn họ đúng ra là nên bắt lấy Tần Lạc chứ không phải chiếc xe đẩy mông đít của hắn, thế là cùng một lúc cả lũ liền buông chiếc xe đẩy ra, rồi bắt đầu giành lấy Tần Lạc. Dâu Xồm cùng đoàn người biểu tình làm gì có chuyện buông tha cho bọn cảnh sát ra đi yên bình được, thế là mười mấy người đàn ông nối tay hình thành một bức tường người, dùng thân thể của mình che chắn ngay trước mặt của Tần Lạc, thấy phía trước bắt đầu có dấu hiệu xảy ra bạo động, thế là mấy người Trung Quốc ở phía sau xông dần lên trước. Trong lúc giằng co với nhau, thì có mấy tên cảnh sát bắt đầu ra tay mạnh hơn lúc trước, và mấy người biểu tình Trung Quốc thấy vậy cũng ra tay đáp trả, cả hai bên liền xông vào một trận chiến không khoan nhượng. Thấy đám thủ hạ của mình bị cả đám biểu tình Trung Quốc bu vào hội đồng đến hẹn lại lên, Robert lúc này mới biết được là anh ta không có đủ người để ngăn chặn cuộc biểu tình. Robert liền quay người sang phía Sơ Lâu đang đứng ở phía đằng xa nhìn mình với con mắt khinh khỉnh, xem ra, tôi vẫn cần tới các anh đến dẹp loạn giúp rồi. Rất vui lòng được cống hiến sức lực cho quý ngài. Sơ Lâu cười ha hả đáp. Anh ta nói xong liền đội mũ lên đầu, đi găng tay cẩn thận rồi lăm lăm chiếc rùi cui trong tay quay sang đám lính phòng chống bạo động của mình ra lệnh, đánh. Đánh cho chúng nó một trận thừa sống thiếu chết. Nói xong, Sơ Lâu liền chạy thẳng lên phía trước tiên, sau đó vung côn vụt thẳng vào vai của một thanh niên người Trung Quốc. Anh chàng thanh niên này không kịp phòng bị nên lãnh trọn cả một đòn vào vai ngã rúi rụi ở dưới đất kêu lên oai oái. Thấy đồng bào của mình bị đánh mà mình không được ra tay cứu trợ nên mấy tên cảnh sát phòng chống bạo động cũng đã sớm ức chế từ trước rồi, chính vì vậy mà khi nhận được mệnh lệnh, cộng thêm với việc sếp của mình ra tay tàn độc như vậy, cả lũ đều như hổ thêm cánh, vung gậy xông vào đám người biểu tình vụt côn chan chát. Đoàn người biểu tình này chủ yếu là người nhà của người bệnh, hoặc là bệnh nhân của Tần Lạc, bọn họ là những công dân Trung Quốc định cư tại Pháp. Sức khỏe cũng như thể lực làm sao mà đọ lại được với những viên cảnh sát chống bạo động được rèn luyện bài bản, cơ thể săn chắc được. Chính vì vậy mà khi đội chống bạo động vừa xông lên thì đám người biểu tình đã bị đánh cho tơi tả, tháo chạy co cờ. Những đường côn vung lên quất xuống vun vút, không ngừng có người Trung Quốc ngã xuống kêu gào thảm thiết, họ ngã xuống rên rỉ rồi thì lại nhận thêm những cú giẫm đạp từ những đôi giày khủng bố của đội cảnh sát chống bạo động, làm cho cảnh tượng trở nên vô cùng thê lương. Vì Sơ Lâu từ trước đến giờ dẫn dắt đội quân chống bạo động đánh đâu thắng đó nên không một ai có thể chống chọi lại được những bước tiến dồn dập của đội quân cảnh sát. Lúc này, mục tiêu của bọn chúng chính là thần y Tần Lạc đang được đoàn người biểu tình che chở. Sơ Lâu cũng vừa nhận được điện thoại là phải ỉ dạy cho tên thần y Trung Quốc kia một bài học đích đáng, và tên thần y Trung Quốc này vừa vặn cũng là người mà hắn không thích. Cố lên, tất cả đều cố lên, không được để bọn chúng bắt thần y của chúng ta đi. Dâu Xồm gào thét lên một cách điên dại, trên người của anh ta máu me loang lổ, đầu anh cũng đã bị rách toạc, vậy nhưng anh ta vẫn đứng vững ở top người đầu tiên trong nhóm biểu tình. Đánh,
Sơ Lâu vừa múa chiếc rùi cui trong tay mình vừa gào thét. À à à à! Đám cảnh sát chống bạo động hét lên hưởng ứng lời kêu gọi của Sơ Lâu, sau đó chúng lao lên như những con thú bị điên vung rùi cui đập túi bụi. Cứ như vỏ cây lâu ngày bị mưa dầm làm cho chóc vỏ, đoàn người biểu tình ngã gục xuống như chuối, rồi lại đứng dậy rồi lại bị đập cho ngã rúi rụi. Đây là thủ đoạn để đối phó với phần tử khủng bố, đây chẳng khác gì một cuộc đổ sát, một cuộc hành hạ. Con, mẹ, chúng mày, cánh tay trái của Râu Sồm lúc này đã bị đánh gãy, toàn bộ phần vai buông thõng xuống, lủng lẳng còn cánh tay còn lại của anh ta thì bị đội cảnh sát chống bạo động chế ngự lại chỉ còn mỗi cách gào mồm lên chửi, sau đó dùng hết sức bình sinh của mình húc đầu vào đầu của viên cảnh sát chống bạo động ở sát bên cạnh mình. Bốp, rốp. Râu Sồm đập đến đầu tan máu chảy ngất lịm trong đống máu ở dưới đất. Sau khi bị một cú húc mạnh như vậy nên viên cảnh sát kia cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt, quay người hai vòng rồi đập đầu sang một đồng đội ở bên cạnh. Khuôn mặt của lão Uông lúc này cũng máu me be bét, ông chen ra từ trong đoàn người đẩy xe của Tần Lạc đi rồi nói, Tần Lạc tiên sinh. Để tôi đưa cậu đi trước, bọn cảnh sát này nó bị điên rồi. Tôi không thể đi được, Tần Lạc nói, tôi mà đi rồi, thì tất cả sự hy sinh của mọi người sẽ trở nên vô nghĩa. Tần Lạc đưa mắt ra nhìn những đồng bào của mình đổ gục xuống như cây chuối, trong lòng đau như dao cắt, hắn ngẩng cao đầu lên, như vậy sẽ làm cho hắn trở nên kiên định, dũng cảm hơn bao giờ hết. Ít ra, hắn cũng cố nhịn không cho hai mắt đỏ ngầu rơm rớm nước mắt của mình chảy ra bên ngoài. Hắn sẽ khóc và không sợ khóc, nhưng hắn không thể để cho người nước ngoài trông thấy sự yếu hèn của hắn được. Nếu tôi đi thì trận đòn mà bọn họ đang phải chịu sẽ mất đi giá trị của nó. Tần Lạc trầm giọng, nghiến răng ken két gằn ra từng chữ một. Vậy nhưng, lão Uông chưa kịp nói xong câu thì đầu của lão bỗng nhiên ong lên một tiếng, cả một chiếc rùi cui vụt thẳng vào đầu của lão, lão Uông đổ gục xuống ngay dưới chân của Tần Lạc. Cuối cùng, những người đứng chắn trước mặt Tần Lạc đã bị đội sát chống bạo động hạ gục. Tần Lạc lúc này cô đơn lẻ bóng ngồi trên chiếc xe đẩy, hắn bây giờ trơ trọi dưới ánh mắt ác độc tàn bạo của đám cảnh sát. Cứ như là đã được thương lượng trước, tất cả các thành viên trong đội chống bạo động đều vòng qua người của Tần Lạc tiếp tục thẳng tiến lên phía trước, bọn họ chỉ đẩy đám người tụ tập này ra khỏi bên ngoài của quảng trường, đến lúc đó đám người biểu tình sẽ tự tan rã hết. Không có một người Trung Quốc nào không sợ chết, cũng không có người Trung Quốc nào vì cái lý do hoang đường này mà tìm đến cái chết cả. Người Trung Quốc không hề thiếu khí cốt, nhưng đó là ngày xưa. Sơ Lâu lúc này tay cầm rùi cui đi đến bên Tần Lạc, anh ta không hề động thủ đánh hắn, mà gỡ bỏ cái mũ trên đầu của mình xuống trước. Có người muốn tôi đến hỏi thăm anh đấy, Sơ Lâu mỉm cười nói với Tần Lạc. Tôi không biết anh là ai, cũng không biết anh đang nói cái gì. Nhưng tôi sẽ nhớ cái mặt này của anh, Tần Lạc bình thản nói. Hắn không hề hoảng sợ, cũng không hề lo lắng, vì đây là kết cục mà hắn đã dự đoán được từ trước rồi, anh là người cầm đầu bọn họ. Cũng chính là anh đã hạ lệnh cho thủ hạ của anh đánh người, và anh cũng là người dẫn đầu trong vụ tàn sát đẫm máu này. Và anh cũng là người ra tay tàn độc và nhẫn tâm nhất. Cũng giống như Tần Lạc, Sơ Lâu chẳng hiểu hắn đang nói cái gì nữa. Thật là đáng tiếc, tôi rất muốn nói chuyện với anh, tiếc rằng anh không hiểu tiếng Pháp, một thứ tiếng cao quý nhất trên thế giới này. Goodbye. Sơ Lâu nói xong liền vung cây rùi cui trong tay của mình lên nhắm thẳng vào đầu của Tần Lạc quất mạnh xuống. Bốp. Làm cho mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc, đó chính là cú đập toàn lực này của Sơ Lâu lại bị Tần Lạc đưa tay lên đón đỡ được. Tần Lạc đưa đôi bàn tay lên đỡ lấy cú đập ngàn cân của Sơ Lâu. Hai mắt của Sơ Lâu mở to ra kinh hãi, há hốc mồm kinh ngạc. Sơ Lâu lúc này cố gắng lấy cây rùi cui trong tay của Tần Lạc ra một cách điên cuồng, nhưng mặc cho hắn ta dùng bao nhiêu là sức lực thì vẫn không thể nào rút được cây rùi cui ra. Anh ta không thể nào hiểu nổi nguồn sức mạnh nào đang giúp đỡ người đàn ông ngồi trên xe lăn lúc này nữa, cho dù anh ta có cố gắng đến đâu thì cây gậy vẫn nằm gọn trong tay của đối phương. Mẹ mày, muốn chết hả? Sơ Lâu căm phẫn gào lên, anh ta đưa tay lên lấy hết sức giật mạnh ra phía sau, cuối cùng cũng rút đọc cây rùi cui ra khỏi tay của Tần Lạc. Sơ Lâu sau khi rút được nó ra thì lại một lần nữa giơ cao nó lên vụt thẳng xuống, chiếc rùi cui xé gió đập thẳng xuống đầu Tần Lạc. Lần này, Sơ Lâu đã rút kinh nghiệm từ lần trước, anh ta ra tay rất nhanh, không hề cho đối phương có cơ hội kịp đưa tay lên đỡ lấy cây rùi cui đang đà đập xuống này. Lần thứ nhất, Tần Lạc dùng tay đỡ được. Lần thứ hai, Tần Lạc lại dùng tay đỡ được. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Sơ Lâu như bị phát điên,
cây dùi cui trong tay của anh ta không ngừng vung lên rồi lại vụt xuống. Chương 510, chiếc tai đẫm máu. Lệ Khuynh Thành bị hai viên cảnh sát kéo ra hẳn bên ngoài, khi nàng cố gắng ngoái đầu lại nhìn Tần Lạc thì chẳng may trông thấy cảnh Sơ Lâu đang giơ cái dùi cui lên nện thẳng vào đầu của hắn. Lệ Khuynh Thành thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, một dòng máu nóng đổ dồn lên não của nàng. Tần Lạc đang bị đánh. Bọn chúng đang dùng một phương thức dã man, tàn ác để ức hiếp Tần Lạc. Đúng vậy, trong trái tim của mọi người thì Tần Lạc là thần y, là thần tượng, là một người đàn ông đầy nhiệt huyết, là người có thể đem đến cảm giác an toàn cho người khác. Vậy nhưng, trong trái tim của Lệ Khuynh Thành thì Tần Lạc là một anh chàng rất hay thẹn thùng mắc cỡ, tính tình lại cổ quái, và thường hay có những hành động khác thường thu hút con mắt của những người xung quanh, một anh chàng đáng để cho nàng phải nâng niu và bảo vệ. Đau đớn, xót xa, xót thương đến tận xương tủy. Cứ như là bị cả rổ ớt bôi hết lên mắt vậy, đôi mắt của Lệ Khuynh Thành lúc này đỏ ngầu, nước mắt chảy xuống như mưa. Bao nhiêu năm rồi, nàng chưa bao giờ rớt nước mắt như thế này cả. Đã lâu lắm rồi nàng không còn nhớ là mình đã khóc khi nào nữa. Không được đánh anh ấy. Chúng mày là một lũ khốn nạn, bọn cặn bã. Lệ Khuynh Thành điên cuồng giãy giụa như tẩu hỏa nhập ma gào thét một cách điên dại. Vốn là một con người khéo ăn khéo nói. Vậy mà bây giờ nàng còn văng tục chửi bậy để phát tiết nỗi phẫn uất trong lòng, nhưng Lệ Khuynh Thành đã phạm phải một sai lầm hạ đẳng, đó chính là mấy gã người Pháp này chẳng hiểu nàng nói gì nữa. Vậy nhưng, phản xạ đầu tiên của nàng là dùng tiếng Trung để chửi bọn cảnh sát chống bạo động, vốn từ vựng dùng để chửi thề trong tiếng Pháp không thể nào phong phú bằng tiếng Trung được, cũng không thể nào để cho Lệ Khuynh Thành chửi thành một bài trôi chảy, chính vì vậy mà nàng mới dùng tiếng Trung để chửi. Hai tay của nàng lúc này đã bị hai tên cảnh sát giữ chặt lấy rồi kéo lê đi, Lệ Khuynh Thành không thể nào bỏ chạy được nữa, nàng nhân lúc một viên cảnh sát đang dán cặp mắt của hắn ta vào bộ ngực đồ sộ đang rung lên từng hồi của mình liền đưa chân đạp vào giữa háng của gã một cú trời giáng. Viên cảnh sát kêu lên một tiếng thê thảm, sau đó ôm lấy hạ bộ của mình nằm vật vã. Một cánh tay được giải thoát, Lệ Khuynh Thành lập tức thừa cơ phản kích. Nàng liền quay sang tên cảnh sát bên cạnh khi gã chưa kịp khóa tay của nàng lại đã tặng cho hắn một cái tát như trời giáng vào mặt. Trong lúc cơn giận đang bùng bùng nổi lên, thì Lệ Khuynh Thành đã cho thêm gã hơn chục cái tát nữa, làm cho gã đơ mặt chẳng kịp có phản ứng gì. Gã cảnh sát chống bạo động này bị hành động của Lệ Khuynh Thành đánh cho đơ hết mặt ra, gã thậm chí còn quên cả né tránh, chỉ biết giơ mặt ra mà chịu trận. Chờ cho đến khi gã tỉnh lại, thì Lệ Khuynh Thành đã chạy mất hút ở rất xa rồi. Gã cảnh sát lúc này cũng chẳng buồn đuổi theo, mà chỉ đứng im một chỗ thở hắt ra. Đúng là một con điên, gã cảnh sát nhổ một ngụm máu tươi trong miệng ra chửi. Lệ Khuynh Thành sau khi tát vào mặt gã cảnh sát kia xong liền chạy thẳng đến chỗ của Tần Lạc. Tần Lạc lúc này lại giơ tay lên đỡ lấy chiếc dùi cui nện xuống như mưa của Sơ Lâu. Lệ Khuynh Thành cảm thấy ruột đau như cắt, người phồng lên như trướng hơi vậy, trông nàng giống như một người vì ăn nhiều quá không tiêu hóa được mà phát phì ra. Lại giống như một quả bóng bay chỉ cần chạm vào một cái là nó nổ tung lên. Toàn bộ thân thể của nàng căng phồng lên, và trong đó chứa đựng toàn là sự tức giận, và căm thù. Lệ Khuynh Thành chạy thẳng đến phía sau của Sơ Lâu muốn liều chết với anh ta ngay lúc này. Nhưng rất nhanh nàng lại chững người lại. 3 năm võ tàu không bằng một chầu củ đậu, nàng bây giờ cần có trong tay một thứ vũ khí có thể kết liễu kẻ thù, cho tới tận lúc này Lệ Khuynh Thành vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí. Nàng quanh quẩn nhìn trên mặt đất, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể làm vũ khí được cả. Thế là nàng liền quỳ xuống, gỡ đôi giày cao gót của mình ra cầm lên tay. Nàng bây giờ nhanh nhẹn như một con thỏ, rất nhanh chạy đến đằng sau của Sơ Lâu mà anh ta không hề phát hiện ra. Sơ Lâu lại giơ cái dùi cui trong tay của mình lên định đập xuống đầu của Tần Lạc một cái nữa, cũng cùng lúc này thì Lệ Khuynh Thành cũng dồn toàn bộ sức mạnh của nàng lên đôi giày cao gót ở trong tay nện thẳng nó xuống đầu của Sơ Lâu. Sơ Lâu đang hưởng thụ cảm giác hành hạ người khác, hoàn toàn không để ý sau lưng mình có người. Cốp! Chiếc gót sắc nhọn của chiếc giày cao gót trong tay Lệ Khuynh Thành cắm thẳng xuống đầu của Sơ Lâu, giống như có một chiếc đinh vừa đâm xuyên qua óc của anh ta vậy. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Sơ Lâu ôm lấy đầu mình gào lên đau đớn, sự đau đớn này dường như vượt quá sức chịu đựng của anh ta. Đồ súc vật, đồ chó đẻ! Lệ Khuynh Thành vẫn chưa nguôi cơn giận. Lại cầm chiếc giày cao gót lên gõ tiếp vào đầu của Sơ Lâu. Chát! Sơ Lâu tay cầm dùi cui đánh bạt sang một bên, như là người ta đánh gôn vậy, chiếc giày cao gót trong tay của Lệ Khuynh Thành bị đánh hất văng ra xa.
Sự đau đớn làm cho Sơ Lâu biến thành một con thú hoang hung tợn, sự đau đớn làm cho hắn trở nên hung hãn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Sơ Lâu căm hận cầm dùi cui phang thẳng vào bắp chân dưới của Lệ Khuynh Thành một cú trời giáng. Bốp! Bắp chân dưới của Lệ Khuynh Thành lãnh trọn cú nện, toàn thân đau như búa bổ, nàng mất thăng bằng ngã luôn xuống. Đồ con điếm, đồ con thối tha! Sơ Lâu ôm lấy cái đầu đang ròng ròng chảy máu của mình, dùng những từ ngữ cay độc, hạ cấp nhất có thể để chửi rủa Lệ Khuynh Thành, mày muốn chết để tao cho chúng mày cùng chết. Nói xong Sơ Lâu liền vung chiếc dùi cui phang thẳng vào đầu của Lệ Khuynh Thành đang lóp ngóp bò dưới đất vì đau đớn. Lần diễu hành chống bạo động nào mà chẳng có vài người phải bỏ mạng. Đây là kết quả mà chính phủ và dân chúng đều có thể chấp nhận được. Sơ Lâu lúc này đã nhận được mệnh lệnh giữ lại Tần Lạc, còn việc đập chết một người phụ nữ thì chẳng có gì ghê gớm cả, cùng lắm là lấy cái cớ lỡ tay là xong, mấy ông bạn nhiều tiền kia chắc chắn sẽ giúp anh ta giải quyết những rắc rối sau này. Bốp! Một tiếng bốp khô khốc vang lên, đó là tiếng chiếc dùi cui của Sơ Lâu va chạm vào phần cơ thể người vang lên một cách ghê rợn. Vậy nhưng, chiếc dùi cui của anh ta không phải là đập vào sọ của Lệ Khuynh Thành, mà là tấm lưng của Tần Lạc. Cẳng tay của Tần Lạc lúc này đã sưng tấy đỏ ửng hết cả lên, có thể nói là Tần Lạc lúc này cũng không biết tình trạng cánh tay của mình ra sao nữa, ít nhất thì hắn cũng không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó, đau đớn, tê tái hay bất kỳ một cảm giác nào khác. Vậy nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, nỗi căm hận cùng với sự kiên cường không chịu khuất phục của hắn làm cho hắn có thêm sức lực, làm chỗ dựa cho hắn hết lần này đến lần khác chịu đựng cơn mưa dùi cui của Sơ Lâu. Khi Lệ Khuynh Thành bổ cả chiếc giày cao gót vào đầu của Sơ Lâu, Tần Lạc còn không kịp có bất kỳ một phản ứng nào, cho dù Sơ Lâu đã gục ngã xuống đất dưới cú nện của Lệ Khuynh Thành, hắn vẫn không ngừng đưa tay lên hạ tay xuống như cái máy tự động để đỡ đòn. Nhưng khi hắn nhận thấy Sơ Lâu không còn vung dùi cui lên vụt nữa mà ôm đầu lăn lộn dưới đất kêu gào, thì hắn mới trông thấy dáng bộ hung hăng của Lệ Khuynh Thành. Vậy nhưng, Lệ Khuynh Thành rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của Sơ Lâu, chưa đầy một hiệp nàng đã bị hắn phang một cú trời giáng vào cẳng chân, khuỵu người ngã xuống. Trong lúc thập tử nhất sinh như vậy, Tần Lạc liền chồm lên từ chiếc xe lăn ôm chầm lấy Lệ Khuynh Thành. Hắn dùng cơ thể của mình đỡ lấy cú đập của Sơ Lâu. Lệ Khuynh Thành đã được an toàn, Tần Lạc cũng yên tâm hơn. Sơ Lâu thấy cú nện của mình không thể nào kết thúc được tính mạng của con điếm thối tha đó thì bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt, anh ta lại cầm dùi cui phang thẳng vào đầu Tần Lạc. Chát! Tần Lạc dường như dự cảm được trước tình hình, hắn quay người lại giơ cả hai cánh tay của mình lên chộp được luôn chiếc dùi cui trong tay của Sơ Lâu. Tiếp theo sau đó, hai cánh tay của hắn dùng lực duỗi thẳng ra, phóng người lao về phía trước như tư thế của một con cá chép vọt lên khỏi mặt nước ôm chầm lấy thân hình của Sơ Lâu. Sơ Lâu chưa kịp gỡ Tần Lạc ra khỏi người mình, thì anh ta phát hiện ra cơ thể của mình đã bị Tần Lạc ôm gọn lấy, không khác gì người chết vớ được cọc. Tần Lạc túm chặt lấy cơ thể của Sơ Lâu không muốn buông tay, tựa như cơ thể của Sơ Lâu là một phần của cơ thể hắn vậy. Tiếp theo sau đó Tần Lạc liền há miệng lên cắn thẳng vào tai của đối thủ. Chiếc dùi cui trong tay của Sơ Lâu rơi luôn xuống đất, sau đó hắn há miệng lên kêu gào thảm thiết một cách điên cuồng. Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tấm rèm hất vào bên trong phòng làm cho đồ đạc, giường chiếu, cũng như thân hình của Tần Lạc như được phủ lên một tấm chăn bằng vàng chói lọi. Gương mặt thanh tú, nước da trăng trẻo, hai hàng lông mày dài đậm, đôi môi mỏng, một màu đen nhạt lưu lại dưới cằm vỉa đã hai ngày chưa cạo râu. Ngũ quan của hắn dưới ánh nắng chứa chan hiện lên với những đường nét rõ ràng vô cùng và làm cho người khác phải thương hại. Trong lúc hắn nhắm mắt ngủ say như thế này, trông hắn đúng là thánh thiện như một đứa trẻ vậy. Tần Lạc bị sức nóng của ánh sáng làm cho thức tỉnh. Khi hắn vừa mới mở mắt ra, liền bắt gặp một đôi mắt khác đang đắm đuối ngắm nhìn hắn. Đó là một đôi mắt đẹp tuyệt trần, hai con ngươi long lanh đen nhánh, rọi rõ hình ảnh của hắn ở trên đó. Một đôi mắt hai mí kèm với đôi lông mi dài cong vút, lông mày thì cứ như được một họa sĩ cao tay nào đó vẽ lên vậy, dĩ nhiên là đôi mắt đó không có bất kỳ dấu dao kéo nào cả, mà nó vốn dĩ đã như thế. Bốn con mắt cứ thế ngắm nhìn nhau một hồi lâu, không một ai trong hai người chịu lên tiếng cả. Không sao là tốt lắm rồi, cả hai người đồng thanh thốt lên. Cả hai thấy vậy đều sững người kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nhìn nhau mỉm cười. Chuyện sau đó ra sao? Tần Lạc lên tiếng hỏi, hắn không nhớ là bản thân hắn hôn mê lúc nào nữa, dường như khi đó hắn và gã cảnh sát người Pháp đó đang ôm lấy nhau, và hắn còn cắn vào tai của gã ta nữa. Còn sau đó ra sao, thì hắn không biết nữa.
Anh muốn hỏi về chuyện gì? Lệ Khuynh Thành mỉm cười hỏi, chuyện biểu tình. Tình hình đồng bào ra sao? Phản ứng của chính phủ Pháp thế nào? Phản ứng của chính phủ Trung Quốc nữa? Hay là tình hình của gã người Pháp bị anh cắn cho đứt tai hả? Tần Lạc nghe xong thì trợn tròn mắt lên kinh hãi nói, anh cắn đứt tai của gã người Pháp đó hả? Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành gật gật đầu nói, trông anh nho nhã lịch thiệp thế này mà không ngờ lại có hành động dã man, thô bạo như vậy đấy. Tình trạng hiện giờ của gã người Pháp đó ra sao rồi? Tần Lạc bất đắc dĩ nói, khi đó là lúc thập tử nhất sinh, hắn làm sao còn có thể giữ được phong thái lịch lãm, phong độ thân sĩ như mọi khi được cơ chứ? Hai chân thì mất sức, hai tay thì không nghe lời, ngoại trừ cái miệng ra thì hắn còn dùng cái gì được nữa? Còn thế nào nữa? Dĩ nhiên là mất tai rồi, anh cắn nứt tai người ta xong rồi mà vẫn ngấu nghiến không chịu nhả ra, bác sĩ khó khăn lắm mới nghĩ ra cách để cạy miệng anh ra để lấy cái tai đó. Vậy nhưng cái tai đã bị anh nhai cho nát bét rồi, không thể khâu vào cho gã người Pháp kia được nữa. Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc đã từng nghe nói ở nước Mỹ cũng đã từng xảy ra vụ việc này, đó chính là tay găng hạng nặng Mike Tyson đã ngoạm nứt tai của Holyfield, khi đó bản thân hắn cảm thấy ghê tởm Mike Tyson, nhưng không ngờ bây giờ hắn lại hành động chẳng khác gì Mike cả. Nghĩ tới việc mà mình cắn nứt tai của người khác, lại còn nhai nó đến giữa nát như vậy, Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy lợm giọng buồn nôn kinh khủng. Có phải anh thấy buồn nôn không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Có chút, Tần Lạc buồn bực đáp. Đám truyền thông cũng đã đem sự việc này đăng tải lên khắp diễn đàn trên toàn thế giới rồi, có một vị trung y người Trung Quốc ngoạm nứt tai người khác, xem sau này còn có cô gái nào còn dám hôn anh nữa không? Lệ Khuynh Thành cười giỡn. Toàn thế giới đều biết chuyện này rồi. Tần Lạc cả kinh hỏi. Vậy thì Lâm Hoán Khê đã biết rồi. Bối Bối cũng biết rồi. Vương Cửu Cửu dĩ nhiên là biết rồi. Ly cũng sẽ biết nốt, và cả Văn Nhân Mục Nguyệt cũng biết nữa. Tất cả học sinh của mình đều biết cả. Tần Lạc nghĩ đến đây thì thấy chán nản vô cùng, chết quách đi cho rảnh nợ, không có fan, không có người ái mộ, yêu mến, vậy thì hắn chịu khổ chịu sở như thế này để được cái gì cơ chứ? Nhưng mà em không thấy ghê là được. Lệ Khuynh Thành mỉm cười, sau đó nàng cúi người chồm lên phía trước đè Tần Lạc ra hôn luôn vào đôi môi của hắn một cách cuồng nhiệt. Chương 511, biểu lộ của yêu tinh. Không biết bị cái gì kích thích, Lệ Khuynh Thành xuân tình bừng bừng phấn chấn. Sau khi cái lưỡi thơm tho quấn lấy tại trong khoang miệng của Tần Lạc, nàng còn giơ tay tiến vào trong chăn, đi lục lọi cái mệnh căn của Tần Lạc. Rất thần kỳ, nàng nhẹ nhàng chạm vào một cái thứ kia vừa rồi còn mềm nhũn nằm úp sấp như là một bắp ngô nướng chín, lập tức liền ngẩng đầu đứng thẳng lên cứng rắn như cái mâu. Lệ Khuynh Thành hơi ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc, nói, còn may. Chỗ này chưa có bị đánh hỏng, vẫn còn có thể dùng được. Không ai đánh qua chỗ này, Tần Lạc nói, hắn cảm thấy bị Lệ Khuynh Thành chơi đùa như thế, nán lại một chút nữa sợ rằng dục hỏa đốt người sẽ không có cách nào khác giải quyết tốt hậu quả, nữ nhân này đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Hắn muốn giơ tay đem tay của Lệ Khuynh Thành từ bên trong của quần lôi ra tới, nhưng mà lại phát hiện hai tay của mình căn bản là không nghe sai khiến. Không được cử động, thấy động tác của Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành vội vàng đưa tay ấn hắn, tay anh bị thương rất nghiêm trọng, sợ rằng cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, cái gì cũng đều không được làm, cả lái máy bay đều không được. Lệ Khuynh Thành thấy Tần Lạc không nói lời nào, vừa cười hi hi vừa nói, anh cũng không cần lo lắng như thế, nếu như ngươi thực sự có cái gì nhu cầu mà nói, có thể tìm em mà. Lần trước không phải chúng ta phối hợp rất tốt sao? Có thể đem việc nam nữ nói thành thản nhiên vô tư mà giải quyết việc chung như thế, cũng chỉ có yêu tinh này mới có phần bản lĩnh này. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Tần Lạc lo lắng hỏi. Loạn thành rối tung, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Khuôn mặt tinh xảo quyến rũ kia không bị bất cứ cái thương tổn gì, ngay cả một chút vết tích bị thương cũng không có, Tần Lạc hơi yên lòng. Nữ nhân này, luôn luôn hiểu được chiếu cố tốt cho chính mình. Mặc dù tại dưới tình huống ác liệt nhất, nàng cũng có thể tìm được cách có cục diện có lợi nhất. Làm sao lại thành hỗn loạn? Đám người theo chúng ta biểu tình, bọn họ không có việc gì chứ? Tần Lạc lo lắng nhất chính là đám đồng bào bị cảnh sát chống bạo động đả thương. Bọn họ là bởi vì mình, bởi vì trung y mới làm việc này, nếu như bọn họ nguyện ý giống như trước đây, giống như con đà điểu như nhau đem đầu chôn ở trong hạt cát, vậy sẽ gặp phải cảnh ngộ bạo lực đến mức nào? Chúng ta thường nói, mọi người tự quét tuyết trước cửa, chớ để ý xương trên ngói nhà người khác, bọn họ có thể lựa chọn không tham dự vào. Yên tâm đi, những người bệnh đều được đưa vào bệnh viện rồi.
Lệ Khuynh Thành nói, chuyện ầm ĩ lớn như vậy, chính phủ Pháp khẳng định phải đứng ra hòa giải, đêm qua sau khi anh hôn mê, thị trưởng Paris cũng đi ra, cũng may là hắn xuất hiện đúng lúc, nếu không phải vậy mà nói, anh đã có thể gặp nguy hiểm. Anh cắn đứt cái lỗ tai của tên hỗn đản kia, thuộc hạ của hắn thiếu chút nữa đem anh nghiền nát. Hắn đã cứu ta, Tần Lạc hỏi. Lệ Khuynh Thành khinh thường cười nhạt, nói, hắn cũng hại anh. Nếu như không có sự cho phép ngầm của hắn, đám cảnh sát chống bạo động kia thực sự dám ra tay với người biểu tình sao? Pháp là một quốc gia dân chủ, năm nào không có mấy lần biểu tình chứ? Lúc người nước Pháp biểu tình, một bên hô khẩu hiệu, một bên cùng cảnh sát phụ trách duy trì trị an nói chuyện phiếm đánh rắm, một chút bầu không khí căng thẳng cũng không có. Vì sao khi chúng ta biểu tình liền gặp phải chuyện như vậy? Philip Vương Tử không phải là bạn tốt của thị trưởng Paris sao? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Là Philip Vương Tử đưa tới cho Lệ Khuynh Thành tờ giấy, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông phong, bọn họ mới chuẩn bị trận gió to này. Lại không nghĩ rằng, lại đem người một nhà cũng đánh cho bị thương. Thật khiến người ta hoài nghi, phương diện này có thể có gian xảo gì khác hay không? Lệ Khuynh Thành nói, có thể, Philip cũng bị người đùa giỡn một chút. Hứa hẹn của chính trị gia cùng giám thối có cái gì khác nhau sao? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào con mắt của Lệ Khuynh Thành. Nói, Philip cũng là chính trị gia. Làm sao không nghi ngờ hắn cùng thị trưởng Paris cùng nhau hãm hại chúng ta? Thứ nhất, hắn không có cái động cơ này. Thứ hai, cho dù có động cơ, hắn cũng không cần làm rõ ràng như thế. Thứ ba, em tin tưởng vào mị lực của mình. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói như vậy, anh có thể ghen hay không? Có chút đi, Tần Lạc nói, em trái lại rất tin tưởng. Em tín nhiệm anh nhất. Lệ Khuynh Thành giơ tay nắm lấy bàn tay quấn đầy băng gạc của Tần Lạc, thâm tình nói, trên thế giới này, anh là nam nhân duy nhất em nguyện ý tin tưởng. Nữ nhân thì sao? Lệ Khuynh Thành bĩu môi, nói, em không tin bất luận nữ nhân nào. Em hiểu rõ nữ nhân, cho nên em sẽ không tin tưởng nữ nhân. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc, nói, vốn em cho rằng mình cũng hiểu rõ nam nhân. Hiểu rõ toàn bộ tất cả nam nhân trên thế giới. Thế nhưng sau khi gặp phải anh, em phát hiện em nhìn không thấu được anh. Nhìn không thấu được tôi, còn nguyện ý tín nhiệm tôi sao? Em cũng hiểu được đó là rất kỳ quái. Lệ Khuynh Thành cười khanh khách, có thể là em thấy anh đẹp trai, em không biết chừng là mê trai cũng nên. Em không phải nói Philip Vương Tử so với anh càng đẹp mắt hơn sao? Tần Lạc hỏi. Chung quy quan trọng là có một thứ tự đến trước và sau mới đúng. Em trước tiên đem tiểu nam nhân anh ăn tươi. Rồi sẽ lại suy nghĩ có nên đi ăn hắn hay không đi. Nữ nhân này, tóm lại có thể nói cho người khác á khẩu không trả lời được. Dừng lại một chút, Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói, đây là kịch bản sau khi anh sửa chữa. Tần Lạc biết Lệ Khuynh Thành nhất định sẽ hỏi cái này, biểu tình thản nhiên nói, đúng vậy. Em cảm thấy thế nào? Không được tốt lắm, thật sự là cực kỳ thối nát, em đã thấy sáng kiến chó nhất. Lệ Khuynh Thành phê bình công kích không lưu tình chút nào nói. Anh rõ ràng dự liệu được tất cả điều này. Anh có thể tách ra, anh không cần chịu đòn, em nghĩ không rõ chính là, vì sao anh phải làm ra sự lựa chọn ngu xuẩn như vậy, chỉ là một chuyện công tác mà thôi, cũng đem mạng của mình ra đánh bạc. Cái này đáng giá sao? Đáng giá, Tần Lạc gật đầu nói. Ánh mắt của hai người lần thứ hai đối diện, sau khi giằng co một trận, Lệ Khuynh Thành nói, được rồi. Em là một tiểu nữ nhân ích kỷ, không có lòng yêu nước lớn như anh. Không nhiệt tình giác ngộ cao giống anh như, em nghĩ không rõ chính là, anh đem mình đặt vào hiểm địa, anh muốn cái gì? Anh muốn tức giận, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ai tức giận, Lệ Khuynh Thành có chút gây sự hỏi. Của em, của anh em Paris, của đồng bào hải ngoại, cùng với tất cả đồng bào nước Trung Hoa, Tần Lạc nói, chỉ có tức giận mới có thể làm cho bọn họ đoàn kết đứng lên. Chỉ có tức giận, dân tộc này mới có thể vặn thành một sợi thẳng, mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Nếu không, bọn họ sẽ không quan tâm tới sự sống chết của Trung Y. Cho nên, anh làm cho mình bị đánh, anh làm cho tin tức mình bị đánh truyền qua các cơ quan thông tin tới các nơi trên thế giới. Anh muốn đem tất cả tức giận của người ủng hộ anh châm lên, làm cho tất cả người Trung Hoa trong nước đều có thể cùng đứng lên chống lại, làm cho chính phủ cũng phải tỏ ra thái độ cực mạnh mẽ cứng rắn. Bên trong cái kịch bản sau khi anh sửa chữa này, nam diễn viên thật đúng là có dã tâm bừng bừng a, đem mọi người đều tính toán vào. Bao gồm cả em, bao quát tất cả người thích anh. Đây là biện pháp tốt nhất, Tần Lạc vừa cười vừa nói, anh đọc cho em một bài thơ. Là bài thơ khi còn bé ông nội anh thường đọc cho anh nghe.
Nhiều năm đã trôi qua như vậy, nhưng anh vẫn còn nhớ kỹ. Bài thơ gì? Lệ Khuynh Thành hỏi, còn tưởng rằng tên nhà quê này ngoại trừ xem bệnh cứu người, cái thứ gì khác cũng sẽ không biết đó. Linh đài vô kế trốn thần thỉ. Gió táp mưa xa các cố hương. Ký ý Hàn Tinh Thuyên bất sát. Ta lấy ta máu tiến hiên viên. Trên mặt của Tần Lạc mang theo tiểu ý, nhớ kỹ từng câu một, lúc đó đọc tới ta lấy ta máu tiến hiên viên, tim không hiểu sao đập tăng tốc, cảm thấy thân thể có loại cảm giác rất sung mãn rất phong phú. Em nói xem, hiện giờ ở thời đại này, còn có người nào nguyện ý ta lấy ta máu tiến hiên viên không? Không có, Lệ Khuynh Thành khẳng định nói, em dám đánh cuộc, có 80% người trên thế giới không biết bài thơ này. Người biết bài thơ này, 80% lại không hiểu ý tứ của nó. Ta nguyện ý, Tần Lạc vừa cười vừa nói, ánh mắt trong suốt thẳng thắn thành khẩn, giống như là đang nói một câu bé nhỏ không đáng kể. Quá ngốc, Lệ Khuynh Thành thẳng thắn bình luận. Đúng vậy, Tần Lạc nghiêm túc gật đầu, tại trong mắt người khác, anh chính là một thằng cực kỳ ngu ngốc. Chẳng lẽ tại trong mắt của anh cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh sao? Không có, Tần Lạc lắc đầu, anh cũng hiểu được mình là một thằng ngốc. Biết sai có thể sửa, chính là đứa trẻ ngoan. Anh không định sửa, Tần Lạc nói, anh biết lời nói của anh, chuyện anh làm sẽ làm cho người chế nhạo, bọn họ khẳng định cũng giống như em, sau lưng chửi anh quá ngu ngốc. Lệ Khuynh Thành cắt đứt lời hắn nói, Sứ Thành đúng nói, đừng đem em cùng bọn họ đặt cùng một chỗ. Em là ngay mặt mà chửi ngu ngốc, còn sau lưng chưa từng có chửi qua. Dù sao đều là cùng một cái ý tứ, Tần Lạc nói, anh có tiền, không thiếu tiền. Anh cũng không thiếu nữ nhân. Ngày hôm nay làm sao em lại nhiều như vậy? Tần Lạc vô cùng kinh ngạc nhìn Lệ Khuynh Thành, nói. Cùng Lâm Hoán Khê mà so sánh với, Lệ Khuynh Thành quả thực là một nữ nhân tương đối nhiệt tình sôi nổi. Lúc bọn họ cùng một chỗ, cũng là Lệ Khuynh Thành chiếm vị trí chủ đạo ủy. Tất cả đề án nội dung cùng đi hướng nào đều là do nàng tới dẫn đường, Tần Lạc là bị động phối hợp. Nhưng mà, chưa từng có giống như ngày hôm nay như vậy, Tần Lạc nói một câu, nàng liền đáp trả một câu. Có chút cảm giác gấp gáp cùng không kiêng nể gì cả. Thật sao? Lệ Khuynh Thành sửng sốt, hỏi. Thật, Tần Lạc khẳng định gật đầu. Bởi vì, ánh mắt của Lệ Khuynh Thành chuyển rời đến nơi khác, như là đang tự hỏi một cái vấn đề quan trọng lớn gì đó. Một lúc lâu, nàng mới nói ra, có thể cùng anh ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, loại cảm giác này thật tốt. Nàng giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Tần Lạc, động tác rất cợt nhả, thế nhưng nàng lại rất chăm chú. Lúc anh vừa ngã trên mặt đất, em còn tưởng rằng anh đã chết. Lệ Khuynh Thành nhấp miệng, cười khẽ, anh nói đi, nếu như đã chết, thế thì em làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vẻ mặt Tần Lạc mờ mịt. Thấy hình dạng không hiểu phong tình mờ mịt của người này, Lệ Khuynh Thành cả giận nói, lão nương thật vất vả mới coi trọng một người nam nhân, liền không còn như thế, anh nói em phải làm sao bây giờ? Chương 512, nghe, có người khóc. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Lệ Khuynh Thành. Không nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn hướng mình biểu lộ vào lúc này. Trước đây, Tần Lạc chưa bao giờ xác định được cảm tình của Lệ Khuynh Thành đối với mình, cũng không có biện pháp suy đoán tình cảm chân thực trong lòng nàng. Mặc dù hắn cùng Lệ Khuynh Thành vẫn bị vây trong một loại trạng thái quan hệ rất mờ ám rất thân mật, thế nhưng hắn vẫn không có tự tin lắm. Vì nữ nhân này quá khó khăn để nắm lấy, bản thân của nàng chính là một cái mê cục. Đây là nàng lần đầu tiên ra bản thân tiếng lòng của ra bản thân thẳng thắn như vậy. Thẳng thắn làm cho Tần Lạc cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh nhất định rất kỳ quái, vì sao em lại mù mắt mà nhìn tới loại tiểu hài tử xấu xa chưa đủ lông đủ cánh, cả lông mao cũng chưa mọc đủ toàn bộ đi. Lệ Khuynh Thành thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tần Lạc, khóe miệng không khỏi hơi cong lên. Nam nhân này nhỏ hơn so với chính mình vài tuổi, trí tuệ có đôi khi thông minh đến đáng sợ, hắn như là một người từng trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm sống. Bảo tồn ký ức mà lần thứ hai ở thời đại này bắt đầu một lần nữa trên thế giới này. Hắn có rất nhiều tư tưởng, không phù hợp với chỉnh thể tư duy thói quen của người tuổi trẻ như hắn. Mà hắn làm chuyện, hắn gánh chịu trách nhiệm, cũng không phải giống như là trách nhiệm của một hài tử phải gánh vác. Nhưng mà, có đôi khi lại phản ứng chậm chạp, như là một tiểu nam hài thật thà học cấp 2 vậy. Đặc biệt là giác ngộ về mặt tình cảm, càng muốn so với người thường chậm hơn một vài nhịp. Có điều là, Lệ Khuynh Thành thích thấy hắn lộ ra loại dáng dấp biểu tình tự hỏi như này. Nàng cảm thấy Tần Lạc lúc này cùng Tần Lạc đứng ở trên đài cao sục sôi diễn thuyết là như nhau, đều là Tần Lạc chân thực nhất đáng yêu nhất. Anh không có kinh khủng như vậy chứ? Tần Lạc bất đắc dĩ nói.
cái gì gọi mà mù mắt nên mới nhìn mình. Tại trong hành nghiệp trung y này, mình cũng xem như là người tuổi còn trẻ nhất, đẹp trai nhất, có nữ nhân tuyết trắng nhất theo đuổi từ trước tới nay trong lịch sử đi bằng. Bằng. Cũng có chút, nói anh khinh khủng như thế là em tự chửi phẩm vị của em quá thấp. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, tuy rằng anh bị thương. Thế nhưng, chuyện đang phát triển dựa theo phương hướng mà anh mong chờ chiếm được đó. Bên ngoài thế nào rồi? Tần Lạc hỏi, rốt cục nói tới chính đề, hắn cũng hiểu được bây giờ không phải lúc liếc mắt đưa tình. Lệ Khuynh Thành không có trả lời, mà là thúc xe đẩy đi tới phía trước, cầm lấy điều khiển từ xa ở tủ đầu giường mở tivi đặt trên tường. Thẳng đến lúc này, Tần Lạc mới phát hiện Lệ Khuynh Thành ngồi ở trên xe đẩy. Vừa rồi hắn vẫn nằm, chỉ có thể thấy được khuôn mặt cùng bộ ngực của nàng, chưa từng chú ý tới nửa thân dưới của nàng. Chân của em làm sao vậy? Tần Lạc lo lắng hỏi. Không có gì, Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, anh Nhu không phải cần tức giận sao? Em bị thương có thể giúp anh tích lũy một chút tức giận hay không? Bác sĩ nói như thế nào? Tần Lạc hỏi, tràng diện đêm qua quá mức hỗn loạn, hắn cũng không rõ ràng lắm Lệ Khuynh Thành bị thương ra sao? Gãy xương. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt, Lệ Khuynh Thành hời hợt nói, nhìn đi, bên ngoài đều lộn xộn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Paris xảy ra vụ án người Hoa bạo động, cảnh sát tiến hành trấn áp đúng lúc. Đây là sự kiện kích động cùng nhau có mục đích có tính âm mưu. Người biểu tình Trung Quốc gợi ra xung đột, có bao nhiêu cảnh sát Paris duy trì trật tự bị thương. Ai có thể cho cái lỗ tai của cảnh sát sơ lâu một cái công đạo? Giới truyền thông của Pháp trước hết phản ứng qua, trước tiên đã đem chuyện tình lần này định tính. Đem tất cả trách nhiệm đều đổ cho người Trung Quốc biểu tình tại quảng trường thành phố, đồng thời đem định nghĩa của việc biểu tình lần này làm thành một thứ âm mưu, phần tử ác ý gây xích mích tụ tập. Gạch nối dài gạch nối dài. Mà trong một ít kênh truyền thông của các đài đưa tin khác đưa tin phần nhiều là tin nửa vời, tại Paris xảy ra sự kiện người Hoa biểu tình quy mô lớn. Song phương phát sinh xung đột kịch liệt, cảnh sát Pháp dùng gậy sắt đối đãi di dân nước ngoài, kỳ thị chủng tộc phi thường nghiêm trọng, thành viên Liên minh châu Âu phong tỏa sử dụng thuốc trung y, người Hoa phẫn nộ chống lại, Hoa hạ thần y đùa giỡn lưu manh, cắn đứt cái lỗ tai của cảnh sát Pháp. Các tiêu đề trên được tuyên bố đối với lần giao đấu ác liệt này. Thế nhưng, truyền thông của nước Trung Hoa trú tại Paris trước tiên liền đem tin dữ này truyền quay về trong nước. Đồng bào Trung Hoa biểu tình tại Paris gặp phải cảnh ngộ bị cảnh sát Paris đánh tàn bạo. Biểu tình hợp pháp, vì sao bị bọn họ phẫn nộ giơ lên gậy cảnh sát? 170 người bị thương, 3 người chấn thương sọ não, bọn họ không phải khủng bố phần tử. Thiên tài thần y Tần Lạc đẫm máu tại Paris, bị cảnh sát Pháp đánh cho nằm viện. Các tờ báo chủ lưu có lượng phát hành lớn nhất trong nước như Trung Hoa Nhật Báo, Hoa Hạ Thanh Niên Báo, Tàn San Phượng Hoàng, Nam Phương cuối tuần trước tiên đã đem tin tức này đều lên tít đầu cùng với đăng tải lên các trang web, trong lúc nhất thời nhiều người tập hợp, cùng với vô số người trợ giúp. Tiếp đó, mấy nhà truyền thông in tê lớn nhất tổng nước như Võng Dịch, Siêu Hồ, Tân Lãng, Xí Nga Đằng cũng tiến hành đưa tin chuyên đề đối với việc này. Các nhà truyền thông in tê khác cũng đều đăng lại theo vào, đồng thời lấy phương thức tin tức đứng đầu tập trung đăng tải, trong lúc nhất thời, trên in tê có vô số người ủng hộ, tổng số tin nhắn lại vượt quá ngàn vạn bài. Chúng ta lương thiện, nhưng không có nghĩa là chúng ta mềm yếu. Chúng ta chờ mong hòa bình nổi lên, nhưng không có nghĩa là chúng ta không dám sử dụng vũ lực. Tiến lên ủng hộ, người Trung Hoa, đánh đi. Đánh nước Mỹ, ta quyên một tháng tiền lương. Đánh Nhật Bản, ta quyên một năm tiền lương. Đánh nước Pháp, ta quyên một cái mạng. Chống lại LV, chống lại Gucci, chống lại Pháp Hóa, chống lại Gia Gia Phúc. Hai cụm từ Tần Lạc bị đánh cùng Paris cảnh sát đại nhân then chốt này trở thành từ ngữ hot đứng đầu trên mạng tìm kiếm, phân biệt chiếm vị trí thứ nhất cùng thứ nhì. Nếu như không có nam nhân kia tham dự mà nói, chuyện này cùng rất nhiều tin tức khác sẽ như nhau, mọi người xem thấy liền nổi giận, phẫn nộ liền mắng, mắng xong rồi quên, chúng ta không nên phí nước bọt vì một việc, rồi tai nạn mới sẽ lại phủ xuống. Tại đây trong quốc gia thần kỳ này, luôn luôn có chuyện xuất hiện trùng lặp tới khiêu khích lòng thương cảm cùng tự tôn và lòng thương hại của nhân dân. Nhưng mà, bởi vì hắn là diễn viên của chuyện này, chuyện liền trở nên phức tạp lên. Tần Lạc. Bởi vì Tần Lạc, tất cả chuyện này đều biến thành khác hẳn đi. Người anh hùng quốc dân vừa đánh cho giới y của Hàn Quốc đại bại kia, người được vạn người ra sân bay tiếp đón, người có hàng trăm ngàn fan cuồng nhiệt kia lại bị đánh vào viện tại Parisian,
điều này làm cho tất cả người thích và ủng hộ hắn thành hơi bị điên cuồng. Hoa Bắc, siêu nhân Võng Sao. Võng Sao vốn là một chỗ náo nhiệt, tiếng động lớn rầm rĩ, nơi nói chuyện phiếm, hát hò, xem phim, tổ đội đánh Dota, đủ loại thanh âm giao hòa cùng một chỗ, coi như là một loại hợp âm cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, bởi vì không gian của Võng Sao tương đối kín, bên trong khói thuốc lượn lờ, thực sự không phải một nơi làm cho người ta cảm thấy thư thái sáng khoái. Nhưng mà, bây giờ chính là doanh nghiệp đang trong thời kỳ đỉnh cao, trong Võng Sao lại yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Không có ai nói chuyện, không ai hát, không ai xem phim, không ai chơi trò chơi, cũng không có người hút thuốc, khách nhân trong Võng Sao tụm năm tụm ba tụ lại cùng một chỗ, trầm mặc không tiếng động cùng nhìn thống nhất vào một màn ảnh. Vô số đồng bào Trung Hoa bị đẩy ngã, bị côn cảnh sát đánh trúng, bị giày da của bọn họ dẫm lên, bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đau nhức, tiếng hô, tiếng mắng chửi khó nghe. Tiếp đó, hình ảnh chuyển tới trên mặt một thanh niên ngồi xe đẩy. Thanh niên có khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt cố chấp, tuy rằng hắn ngồi ở xe đẩy trên, cũng không gấp không nóng nảy, vẫn duy trì vẻ mặt trấn định tự nhiên. Một cảnh sát Pháp mang theo gậy cảnh sát đội mũ giáp đi tới trước mặt của hắn, tên cảnh sát không có lập tức động thủ, mà là trước tiên gỡ mũ giáp xuống quay về Tần Lạc nói cái gì đó. Bởi vì khoảng cách của người quay cách quá xa, ngay cả máy móc cũng không có biện pháp ghi lại thanh âm tràn ngập cảm giác tội ác của hắn. Tiếp đó, hắn bắt đầu động thủ. Hắn giơ cây gậy to trong tay lên cao, một gậy đập tới hướng đầu của Tần Lạc. Thấy một màn như vậy, con người của mọi người co rụt lại, thân thể căng ra quá chặt chẽ, ngay cả thở mạnh cũng đều quên. Phanh! Làm cho người ta ngạc nhiên chính là, nam nhân thoạt nhìn nhu nhược kia lại giơ lên tay phải tiếp được một gậy này. Đúng vậy, hắn giơ tay ngăn như vậy, liền cầm lấy cây gậy cảnh sát kia côn. Có người hoan hô, có người trầm trồ khen ngợi. Còn có người hàm chứa nước mắt kích động vỗ tay, Võng Sao lúc này mới vang lên một ít thanh âm. Tên cảnh sát Pháp kia phẫn nộ rồi, hắn dùng lực đem gậy cảnh sát từ trong tay của thanh niên thanh tú nhổ ra, sau đó như là một con trâu điệt, dáng vẻ không muốn sống quơ lấy gậy sắt dính đầy máu tươi trong tay. Một lần, hai lần, hai lần, hắn mỗi khi đập một cái, thanh niên thanh tú kia đều nhấc tay ngăn một cái. Một vẻ mặt dữ tợn, cơ thể vặn vẹo, một vẻ mặt bình tĩnh. Trong mắt lại chứa đựng tia máu cửu hận. Oa, một nữ hài tử cuối cùng không nhìn được màn tàn nhẫn, thô bạo này nữa, phẫn nộ, ủy khuất, làm cho trong lòng nàng nghẹn khuất đến khó chịu, che miệng khóc lớn lên. Ba, có người dùng hết sức đập bàn phím, sau đó đem bàn phím hung hăng đập tại trên màn hình. Màn hình của máy vi tính sau khi vang lên ca 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 một hồi, rồi thoáng cái biến thành màu đen. Có người đập nát điện thoại di động của mình. Có người đã ném đi đồng hồ đeo tay của mình, còn có người kích động không kềm chế được, chạy tới cửa la to. Kỳ quái chính là, bà chủ xinh đẹp của Võng Sao lại có thể không đứng ra ngăn cản đám gia hỏa tùy ý phá hư đồ đạc. Nàng ngồi ở trước bục kinh doanh, một bên nhìn màn hình một bên gạt nước mắt, dùng thanh âm cực kỳ thống khổ kêu, Tần Lạc, Tần Lạc, Tần Lạc đáng thương của em. Cái clip này do một phóng viên nước Mỹ lén quay được, gọi là vi thính, có người trong lúc xem được. Nhất thời tung lên thế giới Inter. Số lượng người xem quá 100 triệu, lượng tải về quá 1000 vạn lần. Chương 513, phẫn nộ sẽ lây truyền. Fan của Tần Lạc trên toàn cầu ủng hộ rầm rộ, có người truyền tải tin tức có liên quan tới người Trung Hoa biểu tình ở Paris tới các đài đưa tin, còn có người tuyên truyền lên kênh truyền hình clip người Trung Hoa bị đám cảnh sát bất lương đánh đập. Một bạn có tên Nick Ma Thuật Sư Thiên Tài trên mạng Thiếp Ba tuyên bố một cái topic. Ta không sợ lấy ác ý lớn nhất tới suy đoán người khác. Ta là một người tôn trọng dân chủ cùng tự do. Ta và rất nhiều người trong các ngươi như nhau, đem Paris coi là một trong những thành phố xinh đẹp nhất trên thế giới. Ta thậm chí ngây thơ nghĩ, ta muốn đến chỗ đó để gặp gỡ tân nương của ta. Nhưng mà, chuyện này xảy ra đã phá hủy giấc mộng tốt đẹp của ta. Lúc nghe thấy tin người Trung Hoa biểu tình tại Paris lại bị đánh này, ta khóc. Thấy Tần Lạc một lần lại một lần nhấc tay phản kích. Ta khóc không thành tiếng. Không nên hoài nghi, ta một nam nhân đã gần 30 tuổi lại ngồi ở trong phòng làm việc khóc đến giống như là một đứa trẻ. Không có đồng nghiệp nào chê cười ta. Bọn họ sau khi xem qua đoạn clip kia, việc duy nhất có thể làm chính là lau nước mắt cùng trầm mặc. Tần Lạc là thần tượng của ta, ngay thẳng chính nghĩa. Hắn không chỉ có là thần tượng, bởi vì hắn gây cho ta, ngoại trừ hưởng thụ trên thị giác ra, còn cấp cho ta một loại tinh thần. Một loại tinh thần mà ta không có,
tinh thần mà toàn bộ dân tộc chúng ta đã ở từ từ đánh rơi mất. Hắn một lần lại một lần giơ tay lên tay, tuy rằng yếu ớt, thế nhưng, hắn không có khuất phục, hắn vẫn một mực phản kích. Đúng vậy, hắn một mực phản kích, không có tức giận, thẳng đến khi cùng tên cảnh sát cầm thú kia đồng quy vu tận. Hắn bị thương đến dã rời, hắn không thắng, thế nhưng, trong lòng ta, hắn cũng không có thua. Hắn sẽ không thua. Ta không biết hắn nói cái gì đó, ta thậm chí không biết nên làm như thế nào để phát tiết sự phẫn nộ của mình. Tay ta gõ chữ đang run rẩy, lòng cũng đang run rẩy, nhớ lại hình ảnh hắn nhấc tay đón đánh, lại có thể cảm giác được lòng đang đau nhức. Lần đầu tiên hiểu được đau lòng, đối tượng khiến cho đau lòng lại là một người nam nhân. Ai có thể nói cho ta biết, bây giờ phải làm sao? Cái topic này phát đi lên, lập tức đã có được số người xem cao mua tới đỉnh điểm. Cứ như vậy, bài viết này tại trong lòng đông đảo mọi người trổ hết tài năng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Bài số 2 có người trả lời, người đau lòng hắn, chứng minh người yêu hắn. Thương hắn liền nói cho hắn, thương hắn hãy cho hắn. Bài 3 trả lời, người trả lời bài số 22 quá ngu ngốc. Lúc này ngươi không nói giỡn thì sẽ chết à. Chủ topic hỏi chính là làm sao phát tiết phẫn nộ trong lòng, nói thật, cảm giác bây giờ của ta cùng lâu chủ như nhau. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phía có người cũng nói, nếu chúng ta tự xưng là fan của Tần Lạc, chúng ta nên làm chút chuyện nhỏ vì Tần Lạc. Đúng vậy, tôi kiến nghị mọi người chống lại hàng pháp tập thể. Hack trang web của bọn họ, tại trên trang web chính phủ của bọn họ, phủ lên quốc kỳ của chúng ta. Bọn họ không phải cấm chúng ta biểu tình sao? Bọn họ không phải đánh đồng bào của chúng ta sao? Có người nào cùng tôi cùng nhau đi hay không? Ngày mai đi tới cửa ra gia phúc siêu thị của Pháp Thị Uy. Không đi vào, cũng không đi ra ngoài, lại càng không mua bất cứ cái gì cả, chúng ta sẽ đứng chắn trước cửa. Để cho khách của bọn họ không vào được. Vốn đây chỉ là một cái đề nghị nhỏ bé không đáng kể, người đăng topic cũng không phải người quản lý hay hội viên cống hiến cao của diễn đàn Thiếp Ba. Nhưng mà, kiến nghị của hắn thoáng cái liền được vô số người ủng hộ cùng tán thành. Vì vậy, admin Phil Bạt khi còn sống cùng phải uống nước sôi lập tức trang bị thêm thăm dò đầu phiếu, kết quả, có 17 vạn người đồng ý đi tới cửa ra ra Phúc Thị Uy. Nói làm liền làm ngay, admin hạ lệnh, vào lúc 7 giờ tối, lúc mà ra ra Phúc buôn bán đông nhất, tất cả các fan đến cửa các chi nhánh của ra ra Phúc tụ hợp. Tuy rằng Thiếp Ba cũng có tới hơn 10 vạn hội viên đăng ký, gần 100 vạn khách xem. Nhưng mà, sau khi người thực sự phân bố đến các thành phố, thì lại ít đến đáng thương. Minh Hải, một thành phố nhỏ ở phía nam. Cửa của Gia Gia Phúc, mười mấy người giơ biển chống lại hàng Pháp đứng chung một chỗ. Nhân số của bọn họ quá ít, lực lượng của bọn họ là yếu ớt, bọn họ không đủ để lay động địa vị của Gia Gia Phúc, cũng không có năng lực cản trở các đồng bào đi vào mua sắm. Việc bọn họ có thể làm, chỉ là đứng kiên quyết, một lần lại một lần hô khẩu hiệu. Trong đó, còn có bảo vệ của Gia Gia Phúc tới xua đuổi, còn có cảnh sát Trung Quốc tới khuyên can. Nhưng mà, bọn họ không có động đậy gì, cũng không rời đi. Bây giờ chính là lúc toàn bộ fan của Tần Lạc trên thế giới bắt đầu hành động, làm sao bọn họ có thể thối lui được chứ? Từng người không ngừng phát truyền đơn cho người đi qua đường, kể lại cho bọn hắn giải thích cảnh ngộ của người Trung Hoa đang ở Paris. Trải qua nỗ lực của bọn họ, mười mấy người biến thành 20 mấy người. 20 mấy người biến thành hơn 40 người. Phẫn nộ là có thể lây lan. Khi số người vượt hơn 100, liền có hiệu quả của đoàn người tụ tập. Bọn họ không cần chủ động đuổi theo vội vàng giới thiệu cho người khác nữa, mà là có rất nhiều người chủ động đi tới hỏi tình hình. Vì vậy, có các đôi tình nhân lúc hết giờ làm dắt tay nhau đi mua sắm gia nhập vào bọn họ, có người mẹ trẻ đi mua sữa cho con gia nhập bọn họ, có đại thúc đại bá đi mua rau gia nhập bọn họ, còn có các ông bà già đầu tóc hoa râm đi ra cửa tản bộ cũng gia nhập bọn họ. Nhiều người có sức mạnh lớn, cửa của Gia Gia Phúc thực sự bị ngăn chặn. Trên sân rộng trước cửa, người tụ tập lại càng ngày, nhưng mà tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài, không ai đi vào mua sắm. Mấy người trước đó không nghe khuyên bảo mạnh mẽ đi vào mua sắm, tại lúc bọn họ nghĩ là thắng lợi trở về nhà, liền phát hiện cửa bị ngăn đến chặt chẽ, căn bản là không đi ra được. Yến Kinh báo cáo thắng lợi. Thiên Tầm báo cáo thắng lợi. Dương Thành báo cáo thắng lợi. Không ngừng có người báo cáo tin tức tốt lên Thiếp Ba. Cửa các chi nhánh của Gia Gia Phúc khắp nơi đều kín người hết chỗ. Số lượng hàng bán được, một con số lẻ. Không chỉ có siêu thị của người nước Pháp mở gặp phải cảnh lạnh nhạt, tại một ít thành phố phồn hoa lớn hơn một chút,
các cửa hàng xa xỉ phẩm của bọn họ cũng gặp phải phiền phức. Có người vẽ tranh hay viết chữ lên cửa của bọn họ, có người chửi bới những thằng chó lắm tiền vào các cửa hiệu này mua sắm, còn có một đứa trẻ nam nhỏ chạy đến cửa hàng độc quyền bán AV. Vào bên trong cửa hàng phun ra nước tiểu, sau khi xong việc, bố mẹ nó kéo nó bỏ chạy mặt cười. Hiển nhiên, bọn họ là cố ý. Hành động của các fan tần lạc trên toàn cầu được vô số người hưởng ứng cùng ủng hộ, như là quả cầu tuyết lăn đi, cổ sóng chiều càng cuốn càng lớn, thoáng cái làm cho ngoại hối xuất khẩu cùng thu nhập từ hàng hóa của Pháp rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Yến Kinh, Đại học Y khoa Thủ đô. Trong phòng học yên tĩnh, mọi người đều ngơ ngác ngồi đó. Không được, chúng ta phải làm cái gì đó mới được, không thì tôi tức muốn điên lên rồi. Tôi thật muốn cầm dao chạy tới Pháp, con mẹ nó thằng nào dám khi dễ Tần lão sư, tôi cùng hắn liều mạng. Cửu cửu tỷ, chị nói một câu đi, bình thường có chuyện gì đều là chủ ý của chị nhiều nhất, chị nói một ý kiến đi, chúng ta đều ủng hộ chị. Vương cửu cửu giống như là không có nghe được, ngồi dại ra, con mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm tivi trên tường của phòng học. Đoạn hình ảnh kia đã sớm được phát tin xong, bây giờ trên màn hình là hoa tuyết không ngừng lóe ra. Nhưng mà, nàng vẫn không có bất luận cái phản ứng gì. Giống là linh hồn bị hút mất vậy, thân thể của nàng đã không thuộc về thế giới này. Nhưng mà, vì sao Long lại đau nhức như thế? Một giọt nước mắt tích rơi đi ra, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Tất cả mọi người chứng kiến một màn này, đại tỷ Vương cửu cửu không sợ trời không sợ đất của bọn họ. Lại rơi nước mắt giống như là một cô gái nhỏ. Gạch nối dài gạch nối dài. Trước đây, bọn họ nào dám đem nàng coi là con gái a? Cho dù nàng là nữ nhân, cũng cho rằng nàng không phải là một nữ nhân bình thường. Cửu cửu tỷ, chị không nên khổ sở, Tần lão sư không có việc gì đâu. Tiểu Hoa lôi kéo tay của Vương cửu cửu, thanh âm trầm thấp kêu lên. Trước đây, nàng cũng thầm mến Tần Lạc, thế nhưng, nàng biết nàng cùng Tần Lạc là không có khả năng. Liền chủ động tự giác rời khỏi. Khi nàng biết Vương cửu cửu thích Tần Lạc, tuy rằng khổ sở, vẫn cổ vũ nàng nỗ lực tranh thủ. Về sau, nàng có được tình yêu của mình, nhưng mà cái loại tình cảm mông lung kia, làm thế nào cũng không thể quên được. Cho dù bỏ qua mặt tình cảm này, chỉ là thân phận của một thầy giáo tới giảng, Tần Lạc vẫn có được sự kính yêu của tất cả các học sinh. Vương cửu cửu lau nước mắt, nói, đúng vậy, có cái gì pa hia khóc chứ? Thực sự là quá không có cốt khí. Cửu cửu tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Các bạn muốn làm gì bây giờ liền làm như vậy. Vương cửu cửu một bên thu thập đồ, một bên vừa nói. Vậy còn chị? Tôi đi Paris, Vương cửu cửu nói, nếu như có hai người cùng đi tại bên người hắn mà, hắn sẽ không sẽ bị người đánh. Vương cửu cửu nói xong, thanh âm lại nghẹn ngào. Nghĩ đến hoàn cảnh một côn nện xuống của tên cảnh sát kia. Vương cửu cửu có loại cảm giác như vỡ tim đau đến chết đi sống lại. Nhưng mà, không có nhưng mà, Vương cửu cửu dứt khoát nói rồi, tôi không hề nói thương hắn, thế nhưng, tôi nhất định phải thấy hắn. Đó chính là yêu, Tiểu Hoa nhỏ giọng nói. Vương cửu cửu cầm túi sách rời đi, làm bộ không có nghe được. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thùng thùng. Cửa phòng làm việc bị người gõ vang, đợi khoảng một phút đồng hồ, không đợi bất cứ kẻ nào đáp lại, cửa của gian phòng liền bị người đẩy ra. Mã Duyệt mặc đồ đen đeo kính đen đi giày đen đi đến, đưa văn kiện trong tay đưa đến trên bàn làm việc, cung kính báo cáo nói, tiểu thư, ở chỗ này có một ít tình hình gần đây của Tần Lạc tiên sinh tại Paris, có lẽ ngài nên xem một chút đi. Đi ra ngoài, văn nhân Mục Nguyệt nói, nàng ngồi ở trên ghế làm việc xoay, lưng quay về phía bên ngoài. Đang nhìn qua cửa sổ lớn trong phòng làm việc mà thưởng thức thế giới bên ngoài. Mã Duyệt không kêu một tiếng, xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Khi tay nàng cầm tới nắm cửa, chuẩn bị mở rộng cửa đi ra, lại nghe được một câu hầu như là không thể nghe thấy tiếng, trở về. Mã Duyệt lần thứ hai lui trở về, vẫn như cũ cung kính đứng ở trước bàn làm việc. Tôi rất tức giận, văn nhân Mục Nguyệt không có xoay người, thanh âm bình tĩnh nói. Tôi biết, Mã Duyệt nói, nghĩ thầm. Xem ra chính mình lại chậm một bước, tiểu thư đã biết được tin tức có liên quan tới hắn. Chỉ cần là chuyện có liên quan tới hắn, tiểu thư luôn luôn là người biết đầu tiên. Thậm chí tin tức tập hợp được so với tiểu tổ trí não bọn hắn còn muốn nhanh hơn. Như vậy đúng không?
Sai, Mã Duyệt quả quyết nói. Vì sao? Tiểu thư là đại não của tập đoàn Văn Nhân, ngài không thể bị bất luận cái tâm tình gì ảnh hưởng, chúng ta cùng châu Âu, đặc biệt là Pháp có rất nhiều mặt làm ăn quan trọng. Cô cảm thấy tôi là người máy sao? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Mã Duyệt sửng sốt, nói, không phải. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, thủ tiêu tất cả hợp đồng làm ăn cùng Pháp. Cự tuyệt các chủ tịch tập đoàn Pháp tới chơi, cự tuyệt thu mua cổ phần của công ty LULEI. Rõ, Mã Duyệt tuy rằng biết những mệnh lệnh này của chủ nhân là cực kỳ không hợp lý, sẽ làm công ty tổn thất trầm trọng. Nhưng mà, điều nàng có thể làm, chỉ có là tuân lệnh. Chương 514, khó thở. Sau bữa trưa, biệt thự Lâm ra. Lâm Hoán Khê mặc một bộ trường bào màu trắng ngồi ở trên sofa, bối bối như là một con mèo nhỏ co rút lại nằm trong lòng của nàng. Lâm Thanh Nguyên ửng ực uống trà, muốn dùng nước trà nóng hổi này để đè nén sự phẫn nộ trong lòng xuống. Nhưng mà, nước trà này không những không có dập tắt được lửa giận của hắn, trái lại như là lửa cháy đổ thêm dầu, đem lửa giận của hắn hoàn toàn châm lên. 3. Lâm Thanh Nguyên đập mạnh chén trà trong tay xuống bàn trà thủy tinh, tức giận nói, quá phận. Thật sự là quá đáng. Làm sao bọn họ lại dám ra tay đánh người? Bọn họ thế nào mà dám ra tay đánh người chứ? Là ai cho bọn hắn quyền lợi đó, là ai cho bọn hắn quyền lợi như vậy? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bối bối đầy nước mắt, một bộ dáng khả ái đáng yêu. Khóc nói, vì sao bọn họ đánh cha? Cha bị thương, đáng thương quá, con muốn cha, ô ô ô. Vẻ mặt của Lâm Hoán Khê nhẹ như nước, vẫn duy trì trầm mặc. Kể cả khi nhìn đến hình ảnh Tần Lạc bị tên cảnh sát kia một lần lại một lần đánh xuống sau đó hai người ôm cùng một chỗ ngã lăn trên đất, cũng không có bất cứ cái xung động gì trên mặt. Tựa như là một cương thi không máu không thịt không có cảm tình. Sau khi nghe được tiếng khóc của bối bối, nàng mới phản ứng, đem nàng ôm lấy càng chặt thêm một chút, dịu dàng nói, bối bối không khóc. Cha không có việc gì. Ra ra, người xấu kia vì sao muốn đánh cha? Bối bối xoay đầu qua nhìn Lâm Thanh Nguyên hỏi. Tại trong lòng của tiểu hài tử, người thân của mình đều là người tốt, mà người cùng người nhà của mình phát sinh xung đột mâu thuẫn đều là người xấu. Bởi vì bọn họ là người xấu, công phu nén giận của Lâm Thanh Nguyên còn không bằng cháu gái, sắc mặt của hắn xanh xám, thân thể tức giận đến run rẩy. Người xấu làm việc, sẽ vì tiền, sẽ vì quyền. Luôn luôn có lý do. Vì sao các chú cảnh sát không bắt bọn họ? Bộ dáng của bối bối rất là kỳ quái hỏi. Bọn họ chính là cảnh sát. Cảnh sát cũng có thể đánh người sao? Bối bối lộ vẻ ngây thơ chất phác hỏi. Lâm Thanh Nguyên cười khổ. Có một ít đạo lý, là không có biện pháp giải thích rõ ràng cho tiểu hài tử. Hắn ngồi vào bên cạnh người Lâm Hoán Khê, giơ tay vuốt ve cái đầu nhỏ của bối bối, nói, chờ bối bối trưởng thành, liền sẽ hiểu. Bây giờ con còn nhỏ, không hiểu đâu. Chờ con trưởng thành, sẽ không chữa bệnh cho bọn hắn. Bối bối tức giận nói, ai bảo bọn họ đánh cha. Lâm Thanh Nguyên cười gật đầu, nói, đúng, một người quên cừu hận là đáng thẹn của, ai đối với con tốt, con liền tốt gấp bội đối với hắn. Ai đối với con không tốt, con liền không tốt gấp bội đối với hắn. Lâm Thanh Nguyên nhìn ánh mắt dại ra cùng vẻ mặt như hàn băng của cháu gái, trong lòng khẽ thở dài. Hắn hiểu rõ đứa cháu gái này của hắn, càng là lúc khổ sở, lại càng là biểu hiện ra lạnh lùng. Nàng kiêu ngạo, rồi lại mẫn cảm, nàng sợ thụ thương, lại rất dễ thụ thương. Để che giấu tâm sự của mình, cũng chỉ sẽ giả bộ làm như không có việc ấy. Đây là một đứa trẻ ngốc không biết diễn kịch, chỉ cần là người hơi hiểu nàng một chút sẽ biết, tâm sự của nàng được biểu hiện hoàn toàn rõ qua vẻ mặt. Từ một chút phương diện mà nói, nàng quả thực không bằng nữ nhân họ Lệ nhạy bén khéo léo kia. Nếu như nói nàng là một khối băng cứng, Lệ Khuynh Thành chính là một viên cầu thủy tinh trơn tru. Băng cứng dễ bị va chạm làm tổn thương góc cạnh. Mà quả cầu thủy tinh lại có thể tại bất cứ cái địa phương nào tiến lui như thường. Hoán Khê, cháu đi Paris xem sao đi. Lâm Thanh Nguyên nói, Tần Lạc bị thương, bên người không có người chăm sóc không tốt. Không cần, Lâm Hoán Khê nói, bên người hắn có người chăm sóc rồi. Lâm Thanh Nguyên tự nhiên biết bên người của Tần Lạc có người chăm sóc cho hắn. Hắn cũng thấy hình ảnh tại lúc Tần Lạc gặp phải nguy hiểm, nữ nhân kia đã liều mình cứu giúp, nhưng mà, cũng là bởi vì điều này, hắn mới lo lắng. Người ngoài nào có thể chăm sóc tốt bằng vợ của mình chứ? Cháu gần đây cũng không có việc gì, đi xem sao. Cháu ở nhà chăm sóc bối bối, Lâm Hoán Khê nói. Bối bối giao cho ta, không có việc gì, Lâm Thanh Nguyên nói, ta giúp cháu đặt vé máy bay đi Paris.
Không cần, Lâm Hoán Khê đem Bối Bối đặt ở trên sofa, cô ta hướng trên lầu đi qua tới. Ai, đứa trẻ này, Lâm Thanh Nguyên ôm Bối Bối, lần thứ hai thở dài nói. Vào gian phòng, Lâm Hoán Khê đóng cửa phòng lại, thân thể có chút mệt mỏi tựa ở trên ván cửa. Một lát sau, nàng mới khôi phục tinh thần lại một chút, đi tới trên bàn lấy điện thoại di động ra bấm một cái dãy số, thanh âm bình tĩnh nói, tuyên bố trong văn kiện nội bộ, làm cho tất cả bác sĩ của Trung y nghiệp đoàn hướng Bộ Y tế yêu sách. Yêu cầu quốc gia nghiêm phạt hung thủ đánh bị thương người. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Loảng xoảng. Cửa phòng bị người đẩy ra, Ly mặc áo da đen quần da đen đi đến. Vẻ mặt của nàng nghiêm túc, biểu tình lãnh liệt, cả người hung hăng thế tiến công 10 phần, như là một con dao nhỏ xuất ra khỏi vỏ. Nàng không có dung sức thả nhẹ tiếng bước chân của mình, giày dẫm lên sàn nhà bằng gỗ mộc làm vang lên rung động khanh khách. Ly, chị nói với em rồi, bước đi thì không nên phát ra thanh âm nặng như vậy. Đây là một cái thói quen rất nguy hiểm. Trên sofa, một nữ nhân cũng mặc áo da đen quần da đen, chỉ là vóc người so với Ly càng phong mãn càng xinh đẹp hơn đang ở hít mây thả khói. Tay trái cầm thuốc của nàng chỉ có 4 cái ngón tay, cái ngón út bị cắt đứt tới gốc bàn tay. Tròn tròn nhẵn nhụi, giống như là bị người một đao cắt mất. Cũng có người nói cho chị rồi, hút thuốc là một cái thói quen rất nguy hiểm. Chị vẫn không có từ bỏ. Ly đứng ở trước mặt của nữ nhân, không chút nào tỏ ra yếu kém phản kích. Nữ nhân cười khổ, nói, hảo muội muội, em cũng đừng đâm chọc tỉ tỉ của em nữa. Từ khi chị chấp hành nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng chưa có hút thuốc, cả ngày nhai kẹo cao su, sau khi trở về mới thả lỏng một chút. Em muốn đi Paris, Ly nói, tốc độ của nàng nói sang chuyện khác là nhanh như vậy, đột ngột như vậy. Căn bản là không làm cho bất cứ người nào có cơ hội gì giảm sóc. Không được, nữ nhân kia nói, nàng đứng lên, lay động cái mông đi tới trước mặt của Ly, có chút suy nghĩ nhìn Ly. Bị con người câu hồn kia của nàng nhìn chằm chằm, Ly cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng biết nàng ta là một nữ nhân thông minh đến cỡ nào, nàng là đại não cùng hạch tâm của Long Tức. Nàng luôn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm sự của người khác. Ly, không phải một nữ nhân thích bị người ta nhìn xem thấu. Chí ít, nàng không hy vọng bị người trước mặt vạch trần. Tuy rằng chuyện Lan Đình chết bởi vì Long Vương cưỡng chế mà từ từ dẹp loạn, nhưng mà dù sao em cũng là hung thủ đả thương chết người. Nữ nhân kia giải thích nói, lúc này lại cho em đi Paris, có ít người lại sẽ muốn nhảy ra công kích Long Vương cùng Long Tức. Em phải đi, Ly nói, một loại giọng nói không cho cự tuyệt. Em phải ở lại, nữ nhân cũng nhíu mày nói, chị lấy thân phận đội trưởng Long Tức ra lệnh cho em. Nếu như em dám vi phạm, chị có quyền đem em trục xuất ra ngoài. Hai người mắt to đối mắt to, mắt lạnh đối mị nhãn, bầu không khí dần dần trở nên ngưng động lại. Tôi đi, một thanh âm sợ hãi của nam nhân nói lên. Nam nhân vẫn ngồi ở trong góc phòng của gian phòng, nếu như không phải hắn đột nhiên phát ra tiếng, hầu như là bị mọi người lãng quên mất. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lúc mấy người Trương Bác, Triệu Tử Long cùng Võ Dũng Tú chạy tới bệnh viện. Tân Lạc nằm ở trên giường bệnh cùng hai người bệnh khác ngồi ở trên xe đẩy, đang thảo luận kế hoạch cùng bước đi hành động kế tiếp. Tân Lạc, anh thế nào nào rồi? Trương Bác tiến lên nhìn cột băng gạc trên tay Tân Lạc, quan tâm nói. Đại hán mặt đen đầu tóc tán loạn này, gương mặt tiều tụy, trong mắt tràn đầy tơ máu, nói vậy hắn đêm qua cũng không có nghỉ ngơi cho tốt. Không có việc gì, Tân Lạc nói, hắn cũng là bác sĩ, vừa rồi tự mình cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Tuy rằng thương thế của hắn nghiêm trọng, nhưng không chạm đến trong xương. Nếu như có thể dùng thấu tâm lương trong thái ất thần châm đem nhiệt độc trong tay khu trừ hết mà nói vậy tốc độ khôi phục sẽ càng đem nhanh chóng. Đương nhiên, đó là giả thiết nếu tay hắn lúc này có thể dùng châm mà nói. Không có việc gì là tốt rồi, Triệu Tử Long nói, bên ngoài rất loạn, tất cả mọi người đều quan tâm tới thương thế của anh. Chân của Lệ tiểu thư bị thương ra làm sao? Võ Dũng Tú nhìn Lệ Khuynh Thành ngồi ở trên xe đẩy hỏi. Lúc đó sau khi Tần Lạc hôn mê, Lệ Khuynh Thành cũng cùng nhau nhập viện. Bởi vì không muốn làm cho bên ngoài biết được thân phận nhạy cảm người biểu tình của bọn họ, cho nên bọn họ vẫn im lặng cho đến bây giờ mới tới thăm. Trong đó Triệu Tử Long đã tới một chuyến, thế nhưng lúc đó Tần Lạc còn chưa tỉnh lại. Cảm tạ, tôi cũng không có việc gì. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên.
Trương Bác nói, chỉ là bị bảo tiêu của mọi người cùng người của Cục Cảnh sát Paris phái tới ngăn cản lại. Cục Cảnh sát Paris, bọn họ đã ở cửa. Tần Lạc hỏi. Tất nhiên, Võ Dũng Tú nói, sự kiện lần này dưới sự thao túng dư luận truyền thông, không có nhắc lên sóng gió gì ở Paris. Thậm chí người nước Pháp đều cho rằng kẻ sai là chúng ta, thế nhưng tại các địa phương khác, đã khơi dậy oán giận cùng lên án của vô số người. Đặc biệt là Trung Quốc, thế cục bây giờ khó có thể khống chế, đã có vài cuộc vận động quy mô lớn, các người chính là nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió, là vai chính cho mọi người nhìn chăm chú trong sự kiện này, các phóng viên tất nhiên muốn trực tiếp phỏng vấn lấy tư liệu từ các người. Mà chính phủ Pháp lo lắng mọi người nói đâm tới phía bọn họ không hy vọng thấy phát triển thành như vậy, tất nhiên phải giúp chặn phóng viên lại. Đương nhiên, bọn họ dùng lý do đường hoàng, lo lắng đám truyền thông đến quấy rối việc nghỉ ngơi của Tần Lạc tiên sinh. Triệu Tử Long lộ ra vẻ mặt tức giận nói bổ sung. Em họ của cậu bây giờ thế nào rồi? Tần Lạc hỏi. Trong lần du hành này, đại hán râu rậm phụ trách tổ chức cùng xông pha tại tuyến đầu kia làm cho Tần Lạc khắc sâu trong ký ức. Về sau hắn cũng ngã xuống dưới gậy của cảnh sát chống bạo động Paris, bây giờ chưa rõ sống chết. Hắn hôn mê mấy giờ? Triệu Tử Long nhất kiêu ngạo nói, sau khi tỉnh lại, lại đứng ở đầu tiên trước đội ngũ. Lại đứng ở trước mặt đội ngũ. Tâm thần Tần Lạc khẽ động, bọn họ còn ở bên ngoài. Đúng vậy, bọn họ đang đợi anh trở lại. Triệu Tử Long vừa cười vừa nói, không thấy anh tỉnh lại, không có được kết quả, bọn họ sẽ không rời đi. Từ đêm qua đến bây giờ, bọn họ kéo lê thân thể thương tàn ốm đau kiên trì đến bây giờ vẫn không chịu rời đi, chính là vì đợi được mình tỉnh lại, chính là vì có được kết quả bọn họ muốn. Ngực như là bị một tảng đá lớn ngàn cân chặn lại vậy, mỗi một lần hô hấp cũng đều khó khăn như vậy. Chương 515, một đám ngốc. Tần Lạc quay sang nhìn về phía Lệ Khuynh Thành, tức giận nói, tại sao em lại không nói sớm? Lệ Khuynh Thành vẫn tỉnh táo, hơn nữa còn có liên hệ với bên ngoài. Nàng không có khả năng không biết tình huống bên ngoài. Em biết anh sẽ làm ra cái phản ứng gì, bọn họ thì không biết. Lệ Khuynh Thành cười khổ, anh bị thương rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói, tốt nhất không nên tùy tiện xuống giường. Bây giờ thế cục đã ổn định. Chúng ta có thể an nhàn ở tại bệnh viện, đem con bài chưa lật tích lũy được trong lần này đánh ra đi. Anh có thể nghỉ ngơi cho tốt, người sốt ruột phải là bọn hắn. Đỡ tôi đứng lên, Tần Lạc nói. Quả nhiên, Lệ Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, cũng không cần nóng nảy nhất thời. Vũ Dũng Tú nói, đại sứ quán cũng đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để xuất kích đó. Cho tới bây giờ còn chưa có lên tiếng, cũng là đang chờ đợi phản ứng của phía Paris. Tần Lạc. Anh trở lại nghỉ ngơi đi. Trương Bác cũng khuyên nhủ, tốt nhất là nên nghe lời bác sĩ. Tôi cũng là bác sĩ vậy. Tần Lạc nói, bệnh nhân của tôi đều ở bên ngoài. Tôi phải đi ra ngoài. Nhưng mà... Không có nhưng mà, Tần Lạc nói với giọng không cho cự tuyệt, đỡ tôi đứng lên. Ba người liếc nhau, đều quay sang nhìn về phía Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành thở dài, nói, các anh nhìn tôi cũng vô dụng. Dìu hắn đứng lên đi. Hắn đã quyết định. Cho dù là tôi cũng là không có biện pháp thay đổi. Vì vậy, Vũ Dũng Tú đi tới góc tường tìm một cái xe lăn, Trương Bác cùng Triệu Tử Long đem Tần Lạc từ trên giường đặt lên xe. Triệu Tử Long đẩy xe Tần Lạc, Trương Bác đẩy xe Lệ Khuynh Thành, đoàn người rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, hướng ra phía ngoài đi đến. Tiên sinh, xin đợi chút, các anh muốn đi đâu? Một người y tá trung niên đeo mắt kính bước nhanh chạy tới, hỏi. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Vũ Dũng Tú dùng tiếng Pháp nói. Không, các anh tạm thời không thể rời khỏi. Y tá sốt ruột nói. Nàng nhận được mệnh lệnh, phải đem những người này coi chừng. Nếu như bọn họ chạy đi, nàng không có cách nào ăn nói với thủ trưởng của mình. Vì sao chúng tôi không thể ra đi? Vũ Dũng Tú nói, trước khi nói, lén mở thiết bị ghi âm tổng tay áo ra. Nếu như có thể có được một ít tin tức yêu sách mà nói. Thứ này sẽ thành chứng cứ có tác dụng nhất khi bọn họ phản kích chính phủ Pháp, chẳng lẽ các ông muốn giam cầm chúng tôi? Đây không phải giam cầm, thanh âm của một người nam nhân truyền tới. Quan chức cảnh sát cao cấp Robert tiên sinh của Cục Cảnh sát Paris mang theo phiên dịch viên Riley đã đi tới. Chúng tôi không có ý giam cầm các ngài, chỉ là bản thân Tần Lạc tiên sinh bị trọng thương, cần phải được trị liệu một cách tốt nhất. Thân thể anh ta còn chưa có tốt, lúc này cần hảo hảo nghỉ ngơi. Thân thể có tốt hay không, là do Tần Lạc tiên sinh quyết định. Vũ Dũng Tú nói. Không, phải là do bác sĩ tới quyết định. Robert nhìn Tần Lạc trên xe đẩy, cười ha hả nói,
tôi vừa hỏi qua bác sĩ, tay của Tần Lạc tiên sinh đã bị thương tới mức sưng phù nghiêm trọng, hơn nữa phía sau lưng cũng đã bị đòn nghiêm trọng, lúc này chính là không nên tùy tiện đi lại mới tốt. Miễn làm ảnh hưởng đến vết thương, rước lấy một ít phiền phức không cần thiết. Cái gì là phiền phức không cần thiết? Lệ Khuynh Thành lạnh lùng vừa cười vừa nói, chẳng lẽ nói, bây giờ chúng tôi bị thương đều là cần thiết sao? Lệ tiểu thư, cô cũng hiểu rõ, trong hỗn loạn, gặp phải một ít thương tổn cũng không thể tránh được. Robert nhìn Lệ Khuynh Thành, vẻ mặt chân thành giải thích, nói, trước đó tôi đã luôn miệng khuyên can, mong muốn các ông có thể giải tán lần tụ hội bất hợp pháp này. Nhưng là các ông không nghe ý kiến của tôi, hơn nữa có một ít phần tử bất hợp pháp tham dự vào trong đó, tiến hành công việc khiêu khích cùng kích động. Để giữ gìn trật tự trị an của Paris, để hai nước hữu nghị, chúng ta bất đắc dĩ phải làm ra công tác xua đuổi như vậy. Đúng vậy, đây là điều mà phía chính phủ Paris cùng giới truyền thông của Pháp nhất trí khi đối ngoại. Là người Trung Quốc chủ động tập kết gây náo loạn, trong đó lại có một ít phần tử bất hợp pháp có dã tâm tại trong đám người tham dự, bọn họ đem mình vào vị trí của một phía bị động bất đắc dĩ, bọn họ chỉ là thực hiện chức trách của mình, để bảo toàn trị an của Paris. Hắn đang nói cái gì đó? Tần Lạc hỏi, hắn nghe không hiểu tiếng Pháp, chỉ nhìn thấy môi của Robert máy động, phát ra âm thanh cào nhào. Nhưng mà, hắn chính là một câu nói cũng nghe không hiểu rõ. Hắn nói chúng ta không nên đi ra ngoài, để tránh khỏi bị thương tổn không cần thiết. Lệ Khuynh Thành phiên dịch. Hắn là ai vậy? Cảnh sát, Lệ Khuynh Thành nói, giống như là một quan chức cảnh sát. Tần Lạc nói, đi thôi, không nên lãng phí thời gian, để cho thị trưởng của bọn họ tới nói chuyện cùng chúng ta. Hắn nói cái gì? Robert hỏi đứng Riley đứng ở bên cạnh hắn. Hắn cũng đồng dạng nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Này, điều hắn nói không phải thân thiện. Riley mặc cảnh phục xấu hổ nói. Riley, nói cho tôi biết. Mỗi một câu nói của hắn, cô đều phải phiên dịch cho tôi nghe. Tôi vừa rồi đã cùng cô thảo luận qua vấn đề này. Chẳng lẽ không đúng sao? Robert nói. Đúng vậy, tiên sinh, hắn nói, đi thôi. Không nên lãng phí thời gian, để cho thị trưởng của bọn họ tới nói chuyện cùng chúng ta. Riley nhận được mệnh lệnh, đem lời Tần Lạc nói phiên dịch y nguyên cho Robert. Sắc mặt của Robert nổi lên âm trầm, tên này quá kiêu ngạo, thật đúng là không coi thôn trưởng là cán bộ. Muốn nói chuyện cùng thị trưởng của chúng ta sao? Hừ, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Robert cảnh quan, tôi là quan sự vụ Vũ Dũng Tú của Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris. Vũ Dũng Tú rút thẻ chứng minh công tác của bản thân từ trong túi ra đưa cho Robert. Đợi sau khi đối phương tiếp nhận chăm chú kiểm tra xong, Vũ Dũng Tú nói, ý tứ của Tần Lạc tiên sinh, ông đã rất rõ ràng. Hắn muốn đi ra ngoài, đương nhiên, các ông cũng không có quyền giam cầm tự do của hắn. Robert tự nhiên không muốn thả bọn họ đi ra ngoài, bọn họ vừa ra, đám phóng viên truyền thông kia sẽ như là ruồi nhìn thấy đường mật, đem bọn họ bao quanh vây ở chính giữa. Truyền thông Pháp còn tốt, bọn họ sẽ hướng bầu không khí về dư luận mà nước Pháp cần. Thế nhưng, đám truyền thông của các nước khác trú tại đây làm cho bọn họ rất là đau đầu. Xin lỗi, tôi nghĩ, tôi có quyền lực hạn chế tự do của Tần Lạc tiên sinh. Robert nói, có thể các ông quên hoặc là có ý định quên. Tần Lạc tiên sinh phạm tội cố ý đả thương người, nhân viên cảnh vụ ưu tú sơ lâu tiên sinh của chúng ta tại khi duy trì trật tự thì lọt vào công kích ác ý của Tần Lạc tiên sinh, bị hắn hung ác độc địa cắn đứt cái lỗ tai, bây giờ sơ lâu tiên sinh vẫn đang nằm trong bệnh viện. Ở trước khi vụ án được giải quyết xong, nghi phạm không thể rời khỏi phạm vi quan sát của cảnh sát. Ánh mắt của Vũ Dũng Tú lãnh liệt, nói, Robert tiên sinh, Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, là tự làm ác, không thể sống. Sơ lâu là tên bại hoại trong cảnh sát Paris, hình ảnh hắn đánh đập quần chúng vô tội truyền bá khắp trên thế giới, tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái khuôn mặt đáng ghê tởm kia của hắn, chẳng lẽ các ông còn muốn nói giúp người như thế hay sao? Chẳng lẽ đây là phong độ mà cảnh sát các ông quảng cáo dùm beng hay sao? Chân lý nắm giữ tại trong số ít người, có thể người bên ngoài có điều hiểu lầm đối với sơ lâu tiên sinh. Thế nhưng, hắn vẫn đang là kiêu ngạo của giới cảnh sát chúng ta. Robert già mồm át lẽ phải nói. Không biết là tên phóng viên chết tiệt nào quay được một đoạn hình ảnh lấy lộ tuyến công kích của sơ lâu làm mục tiêu, đoạn hình ảnh đem tất cả sự hung ác tàn bạo của sơ lâu lộ ra trước toàn bộ công chúng trên thế giới. Đặc biệt là đoạn clip hắn hung bạo đánh Tần Lạc làm cho người xem tức giận, nó thành công đem chính phủ Paris đổ lên mặt đối lập với toàn bộ thế giới. Thậm chí, ngay cả dân chúng của một vài nước hàng xóm châu Âu cũng đều không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi của hắn,
đặt cho hắn một cái biệt hiệu là báo sói. Nhưng mà, đứng ở lập trường của chính phủ Paris, bọn họ phải kiên định cho rằng Slow làm những chuyện như vậy là chính xác. Chỉ là thủ đoạn hơi quá mức một chút mà thôi. Nếu không, bọn họ bằng là phủ định chính mình. Ông xác định muốn giam cầm Tần Lạc tiên sinh. Vũ Dũng Tú hỏi lần thứ hai. Tôi là theo nếp phá án. Xin thứ lỗi, Robert kiên trì nói. Vậy được rồi, Lệ Khuynh Thành nói, Triệu Tổng, anh đem Tần Lạc đuổi về phòng bệnh, tiếp nhận sự tạm giữ của cảnh quan tiên sinh. Rõ, Triệu Tử Long đáp ứng. Hắn nhìn thoáng qua Lệ Khuynh Thành, sau đó đẩy xe Tần Lạc trở lại. Tôi có thể đi ra ngoài chứ? Lệ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Robert hỏi. Đương nhiên, Robert nói, Lệ tiểu thư có thể đi bất cứ địa phương mà cô muốn đi. Thời gian sau, phiền phức ngài tự mình tiễn Tần Lạc tiên sinh đi ra. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Sợ là làm cho cô thất vọng rồi, Robert nói. Gặp lại. Robert cười cười, nghiêng người cho bọn Lệ Khuynh Thành từ bên người đi qua. Khi Trương Bác đẩy Lệ Khuynh Thành đi ra bệnh viện, đi qua đường phố, đi tới sân rộng của thành phố thì bị một màn trước mắt làm cho cảm động. Trên sân rộng vẫn đang đứng đầy người, thậm chí so với tràng diện đêm qua còn muốn lớn hơn một chút. Có người biểu tình trải qua một phen đánh đập bạo lực vẫn kiên trì không lùi bước, có người bị thương nhập viện rồi khi tỉnh lại, lần thứ hai tới tụ hợp, có học sinh cùng đồng bào Trung Hoa nghe thấy chuyện tình nguyện đi tới, còn có không ít người xem náo nhiệt. Đội ngũ hình vuông này xếp thành hàng chỉnh tề, không nói một lời, chỉ là trầm mặc nhìn người Trung Quốc ở phía trước, bọn họ như là một bức tượng điêu khắc, cùng đợi người mà bọn họ muốn gặp được kia, cùng đợi cái kê qua xa xa không hẹn kia. Đương nhiên, trường hợp như vậy tự nhiên không thể thiếu phóng viên truyền thông. Khiêng máy quay máy chụp to nhỏ, thậm chí các phóng viên mở ra xe phỏng vấn xe cùng phi cơ trực thăng tin tức xoay quanh tại bốn phía, trên trời dưới đất, tìm kiếm tất cả tin tức cho rằng có thể truyền phát được. Bọn họ thấy Lệ Khuynh Thành đi ra, lập tức có vô số phóng viên truyền thông xông tới vây quanh. Đại hán râu rậm trên đầu còn cột băng gạc, trên băng còn chảy ra vết máu, hét lên quát một tiếng, lập tức một đám thanh niên Trung Hoa tuổi còn trẻ cường lực xông lên đi ra. Bọn họ làm thành tường người đem xe đẩy của Lệ Khuynh Thành bảo hộ ở chính giữa, đem toàn bộ đám phóng viên muốn phỏng vấn kia chắn ở bên ngoài. Lệ Khuynh Thành quay về phía hắn mỉm cười, nói lời cảm tạ. Đại hán râu rậm nhếch môi cười to, cả một câu nói cũng không có nói ra. Bờ môi của hắn chảy máu, bị rách ra một đạo lại một đạo lỗ hổng nhìn thấy mà giật mình. Có một ít cảm tình, không cần ngôn ngữ để biểu đạt, mà là dùng huyết mạch tới truyền thừa. Hắn cùng nàng như nhau, trong cơ thể đều chảy dòng máu của rồng. Rồng, rồng chân chính, rồng dương nanh múa vuốt bay lượn trên 9 tầng trời. Xe đẩy của Lệ Khuynh Thành vẫn được Trương Bác đẩy lên trước tiên đoàn người mới ngừng lại. Nàng nhìn nam nhân đầu quấn băng đầy máu mà vẫn kiên trì không đi, nhìn lão nhân tay bó bột mà kiên trì không lùi, nữ nhân hốc mắt hãm sâu mệt mỏi nhưng vẻ mặt vẫn quật cường, còn có các người khác mặt tức giận dơ cao quốc kỳ. Không biết làm sao, nhìn thấy trường hợp như vậy, Lệ Khuynh Thành liền cảm thấy trong lòng đau đớn. Như là kích động, như là cảm hoài, hoặc như là khổ sở, còn nhiều hơn nữa là ủy khuất. Dân tộc hiền lành này, thực sự không nên phải gánh chịu nhiều đau khổ như vậy. Lệ Khuynh Thành muốn nói cái gì đó, muốn đem việc Tần Lạc bị giam nói cho bọn hắn. Nhưng mà, lời nói đến bên mép, lại nghẹn ngào. Lệ Khuynh Thành tự nhận là vì tư lợi mà làm việc, không có lòng nhiệt tình yêu nước gì lại cảm thấy yết hầu như bị vật gì đó chẹn lại. Mọi người cùng hắn, viên mắt Lệ Khuynh Thành ướt át nói, một đám ngốc. Chương 516, thả người. Kinh nghiệm cuộc sống của Lệ Khuynh Thành cùng Tần Lạc là hoàn toàn khác nhau, một người tuy rằng thân mang bệnh tật, nhưng lại không cần lo áo cơm, có được sự quan tâm yêu quý của gia đình, rất ít tiếp xúc với mặt tối của xã hội. Một người bị gia môn trục xuất, lưng đeo huyết hải thâm cừu, lang thang trôi giạt tự tìm đường sống, thấy được tình người lạnh nhạt cùng với vô số mặt muôn hình muôn vẻ xấu xa ghê tởm của con người. Tần Lạc tuy rằng không có đi học, thế nhưng lại đọc đủ thứ thi thư, chịu sự giáo dục truyền thống của gia đình. Mà Lệ Khuynh Thành lớn lên tại trong trường đời, lăn lộn vượt qua mọi khó khăn chông gai, chém 6 tướng, cuối cùng mài thánh sắc xảo, trở thành hỏa điểu phượng hoàng ngày hôm nay. Trải qua cuộc sống khác nhau, cũng dẫn mục tiêu phát triển cũng khác nhau. Tần Lạc yêu Trung Y, yêu quốc gia này, cho nên, hắn lựa chọn chính là con đường hành y cứu người. Đại nhân đại hiệp, vì nước vì dân, làm cho mình trở thành một đời danh y đúng lương tâm. Mà Lệ Khuynh Thành cho rằng đại thế không thể đỡ. Chỉ có thuận theo tự nhiên mới có thể sống được thoải mái,
để ý làm gì đạo đức với niềm tin sói mòn, dù cho long trời lở đất hồng thủy ngập trời, ta tự mình nhanh nhẹn chạy đi, tất cả cùng ta có quan hệ gì đâu. Thế nhưng, sau khi tiếp xúc với Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành lại thay đổi một cách vô ý thức. Từ trước không tiếp thu rồi đến tiếp thu, lại đến bây giờ đây tràn ngập nhiệt huyết giúp đỡ. Nàng vì nỗ lực thay đổi của người mà vỗ tay hoan hô, vì thành tích bọn họ đạt được mà cảm động. Tại trong quốc gia này, luôn luôn có vài người đứng thẳng lưng tại khi óng gió kéo tới như vậy. Nhân số không nhiều lắm, thế nhưng chỉ một tia lửa cũng có thể trở thành đám cháy. Tất cả điều này, đều là bởi vì Tần Lạc. Thanh âm của Lệ Khuynh Thành cũng không lớn, bởi vì nguyên nhân nghẹn ngào, tiếng nói còn có chút khàn khàn, cho nên, người có thể nghe được nàng nói chuyện cũng không nhiều lắm. Cũng chỉ vài người ở bốn phía nàng cùng với một vài đồng bào biểu tình ở gần nhất trước mặt. Đại hán râu rậm nhếch môi cười cười, cười như thế một cái, máu trên miệng cũng trào ra nhanh hơn càng nhiều. Hắn tìm người cầm tới một cái loa, nói, dùng cái này hô đi. Chúng ta nhiều người, không có tiếng lớn, người phía sau không nghe được. Cảm tạ, Lệ Khuynh Thành tiếp nhận loa, nói. Hắc hắc, đều là đồng bào. Đại hán râu rậm xua tay nói. Lệ Khuynh Thành mở microphone, lớn tiếng nói, Tần Lạc đã tỉnh lại. Hắn biết mọi người còn chờ ở bên ngoài, trong lòng phi thường cảm kích. Cự tuyệt sự ngăn cản của chúng ta, kiên quyết muốn chúng ta đẩy ra gặp mặt cùng mọi người. Tình trạng của hắn không tốt lắm, hai tay cùng cánh tay đều sưng phù kịch liệt, bác sĩ bảo hắn hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn nói, bệnh nhân của tôi đều ở bên ngoài, tôi phải là cùng bọn họ cùng một chỗ. Thanh âm của Lệ Khuynh Thành đi qua microphone truyền đi ra ngoài, bay về phía đoàn người rộng khắp. Phía sau nghe không rõ ràng lắm, liền được người phụ trách ở phía trước giải thích cho bọn họ. Thần y Tần Lạc, đại hán râu rậm giơ nắm tay hô to. Người này thật sự là một thiên tài tổ chức, ánh mắt xem xét thời thế cùng với nắm chặt thời cơ tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất lưu. Hắn luôn luôn có thể cho phối hợp đúng lúc nhất chuẩn xác nhất. Thần y Tần Lạc, có người đáp. Thần y Tần Lạc. Vô số người kêu to tên của Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành dâng trào cảm kích liếc mắt nhìn đại hán râu rậm, đối phương không có chú ý tới vẻ mặt của nàng. Hắn đang đi đầu kêu to, một chút cũng không giống như là một người có trách nhiệm, mà như là một fan chân chính cuồng nhiệt của Tần Lạc. Mệt nhọc đến loại mức độ này, coi như là tận lực làm hết chức trách. Lệ Khuynh Thành đợi khi tiếng hô của mọi người hơi yếu đi, mới lần thứ hai giơ loa ra nói, thế nhưng, hắn không có cách nào đi ra. Vì sao không thể ra? Bởi vì bị thương rất nghiêm trọng sao? Không có vấn đề gì. Chúng ta chờ ở bên ngoài. Bảo thần y hảo hảo nghỉ ngơi đi, thần y nghỉ ngơi tốt, mới có thể giúp chúng ta chữa bệnh. Khán giả không rõ chân tướng cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là bởi vì nguyên nhân thân thể bị thương mà Tần Lạc không có biện pháp đi ra. Cảnh sát Paris lại đem hắn giam cầm, nói hắn liên quan đến vụ án cùng nhau ác ý đả thương người, đúng. Bọn họ chỉ ra chính là tên cảnh sát bị Tần Lạc cắt đứt lỗ tai kia. Lệ Khuynh Thành nói, toàn bộ mọi người trên thế giới đều rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn lại đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái. Lệ Khuynh Thành vừa dứt lời, lập tức vang lên tiếng phản kích kịch liệt. Con mẹ nó, chúng ta đều xem qua đoạn hình ảnh kia, tên cảnh sát cầm thú kia giơ gậy sắt đả thương người, thần y chỉ là bị động phòng thủ, thế này coi như là tội ác ý đả thương người sao? Đây là tội vu khống. Vu khống trần trụi, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hung thủ đả thương người, trừng phạt nghiêm khắc cảnh sát đó. Hắn làm ra chuyện thân người đều phẫn nộ như vậy, cảnh sát Paris còn đang che chở, đó chính là tố chất của cảnh sát quốc tế bọn họ sao? Làm cho bọn họ thả người, làm cho bọn họ lập tức thả người. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói. Tụ tập thành hai chữ ngắn gọn có lực nhất, thả người. Thả người. Thả người. Thả người. Lệ Khuynh Thành tâm tình kích động ngồi tại chỗ, nhìn bị đồng bào Trung Hoa bị châm lên lửa giận, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Các bạn khán giả thân mến, tôi là phóng viên Obama Kato của Mỹ Quốc TV, tôi đưa tin hiện trường tại quảng trường phủ thị chính thành phố Paris, mọi người xem thấy rồi, tôi bây giờ đang đứng ở trước cửa phủ thị chính Paris. Kiến trúc phía sau tôi chính là tòa nhà chính phủ Paris. Đêm qua, hai vạn người Trung Hoa đã tụ họp ở quảng trường trước phủ thị chính Paris, yêu cầu chính phủ Paris dành cho bọn họ quyền lợi sử dụng thuốc trung y hợp pháp. Phóng viên chia của đài truyền hình Hy Lạp làm người đưa tin hiện trường.
sự kiện người Trung Quốc biểu tình đêm qua, cuối cùng phát triển hướng về tình trạng ác liệt nhất. Cảnh sát chống bạo động của Paris cùng người dân Trung Quốc xảy ra xung đột kịch liệt, cảnh sát Paris bị thương 6 người, một người chấn thương sọ não, người dân Trung Quốc bị thương hơn mấy trăm người, nhiều người chấn thương sọ não. Thẳng đến lúc này, phía chính phủ Pháp cùng phủ thị chính Paris vẫn đang bảo trì thái độ trầm mặc đối với việc này. Một vị quan chức không muốn tiết lộ tên tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi đã nói với thái độ cứng rắn, chuyện này bọn họ làm là hợp pháp hợp lý. Không vì yêu cầu vô lý của người Trung Quốc mà cúi đầu. Gạch nối dài. Tắt TV đi, Kai có chút bực bội nói. Mái tóc thưa thớt của hắn có chút tán loạn, xem ra hắn đã có vài ngày không có hảo hảo để ý tới chúng nó. Robert cầm lấy điều khiển từ xa, bấm cái nút tắt TV đi. Thanh âm từ trong TV liền ngừng lại, nhưng mà ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng, thả người chói tai. Thực sự là chết tiệt, Kai đập mạnh một cái xuống bàn, nói. Là ai nói cho tôi biết người Trung Quốc là năm bè bảy mảng? Là ai nói cho tôi biết muốn bắt giặc phải bắt vua giặc trước? Vì sao đến bây giờ người Trung Quốc còn chưa lui? Vì sao bọn họ vẫn còn đứng ở đó không đi? Bọn họ không lùi, sẽ có phóng viên, sẽ có truyền thông, chúng ta chính là tiêu điểm của toàn bộ thế giới. Mọi người đều đang bôi đen chúng ta là hình tượng xấu xí tồi tệ. Robert cùng vài người lãnh đạo khác của Cục Cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặc không nói gì. Người lúc đó nói người Trung Quốc là một đám tan rã cùng với định ra đại kế bắt giặc phải bắt vua giặc trước đều là vị cục trưởng đại nhân này. Thậm chí, để xua đuổi đám người dân Trung Quốc này, hắn còn ra lệnh cho Rilo dẫn đám cảnh sát chống bạo động tiến hành công kích. Bây giờ thì chế giễu, không có đạt được hiệu quả như dự tính, đám người Trung Quốc bất khuất kia còn kiên trì không chịu đi, nhìn tư thế này, xem ra là muốn cùng bọn họ đối kháng tới cùng. Thấy các thuộc hạ của mình cũng không trả lời. Cục trưởng Kai bắt đầu điểm tướng. Hắn nói với Robert, Robert cảnh quan, chuyện này vẫn đều là do anh phụ trách. Nhìn vào cục diện bây giờ, anh có cái ý kiến hợp lý hữu hiệu gì hay không? Cục trưởng tiên sinh, năng lực của tôi còn thiếu, vẫn đều là tại dưới sự lãnh đạo cùng chỉ huy sang suốt anh minh của ngài mà làm việc. Robert nói, hắn trước tiên đem trách nhiệm đẩy đi hết, hắn chính là không muốn gánh lấy tội danh hạ lệnh cảnh sát chống bạo động công kích. Hắn không nhìn tới con mắt của Kai. Cũng không để ý tới sắc mặt âm trầm xuống của hắn, cúi thấp đầu nói, tôi xem ra, lần này thái độ của người Trung Quốc rất kiên quyết. Không giống như là dễ dàng rời đi giống như lúc trước như vậy, trừ phi, chúng ta có thể thỏa mãn một ít yêu cầu của bọn họ. Ý của anh là nói đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Cai cục trưởng nói, Robert tiên sinh, chúng ta không phải thị trưởng tiên sinh, lại càng không phải là tổng thống. Chúng ta không có quyền lợi đáp ứng yêu cầu của bọn họ như vậy. Đúng vậy. Robert thẳng thắn nói, cho nên, tôi nghĩ hẳn là đem loại tình huống này hướng thị trưởng tiên sinh báo cáo. Hắn sẽ có thể hiểu được tâm tình bất đắc dĩ lúc này của chúng ta. Không phải chúng ta không muốn giải quyết, mà là chúng ta không có quyền giải quyết. Kai trầm mặc, nghĩ thầm, cũng quả thực hẳn là nên tìm thị trưởng tiên sinh đứng ra giải quyết vấn đề. Yêu cầu của bọn họ, vốn là không nằm trong phạm vi chức quyền của mình. Chỉ là, thị trưởng tiên sinh nguyện ý ở phía sau chấp nhận sao? Như vậy bọn họ bây giờ kêu thả người là có ý tứ gì? Kai hỏi. Bọn họ yêu cầu thả Tần Lạc. Robert trả lời. Tần Lạc, hắn bây giờ ở bệnh viện đi. Vì sao anh cự tuyệt không cho hắn đi ra? Đúng vậy, hắn an dưỡng tại bệnh viện. Hắn vừa muốn đi ra, bị tôi cự tuyệt. Bên ngoài có nhiều phóng viên truyền thông như vậy. Tôi không hy vọng hắn nói ra lời nói bất lợi ya đối với chúng ta. Robert nói. Nhưng mà, chúng ta có thể giam hắn cả đời sao? Kai hỏi. Robert nhìn Kai, có chút không rõ lắm suy nghĩ trong lòng lúc này của thủ trưởng hắn. Nếu như chánh án của chúng ta cho rằng hắn có tội, liền có thể phán hắn hình phạt nặng. Robert nói. Kai đứng lên từ trên ghế, đi tới trước cửa sổ, nhìn tình cảnh bên ngoài. Thanh âm thả người không dứt ở bên tai, hơn nữa càng ngày càng vang dội, giống như những người này có khí lực vô cùng vô tận vậy. Chúng ta không thể cho đám phóng viên ác miệng này chế tạo chủ đề mới nữa. Kai nói, thả người đi. Nhưng mà, nếu như chúng ta thả người, vậy là cho bên ngoài một cái tín hiệu, Tần Lạc là bị động phòng vệ, toàn bộ hành vi của Sơ Lâu đều là sai lầm. Một gã phó cục trưởng phản đối nói. Tên chó điên Sơ Lâu ngu xuẩn này. Kai hổn hển mắng, ai nói ta chuẩn bị đem hắn vô tội mà thả ra. Tôi đồng ý cho hắn đi ra ngoài, thế nhưng, Robert tiên sinh, phiền phức anh tự mình đi qua áp giải hắn đi ra ngoài sao?
Robert B. I. nghĩ, lời nói của nữ nhân kia quả nhiên ứng nghiệm. Chương 517, tôi muốn nói. Bởi vì cửa phủ thị chính bị quần chúng biểu tình cùng phóng viên truyền thông vây kín, thị trưởng Paris Bertrand tiên sinh cũng chỉ có thể ở nhà mà gặp khách. Tại trong thư phòng lắp đặt thiết bị xa hoa của hắn, mấy nam nhân đang trầm mặc ở trong khói thuốc lượn lờ. Thị trưởng tiên sinh, tôi nghĩ, chúng ta đều phạm vào sai lầm khinh địch an toàn ra nói, tôi cùng Trung Quốc người từng có tiếp xúc, bọn họ đều là rất không có cốt khí. Nói ăn khép nép, hơn nữa dễ thỏa hiệp, lần này cùng trước đây không giống nhau. Đúng vậy, Weiss cũng phụ họa quan điểm của Antoine, có chút suy nghĩ nói, biểu hiện lần này của người Trung Quốc thật sự là quá ngoan cường. Cứ như vậy, liền đem chúng ta đặt vào hiểm địa. Bây giờ, đến phiên bọn họ tiến công, chúng ta phòng thủ. Loại cảm giác này thực sự là làm cho tôi cảm thấy sỉ nhục. Erne nói luôn luôn ngắn gọn rõ ràng. Bertrand nhìn mấy tên đứng đầu ngành dược ngồi ở trước mặt, nói, đêm qua tôi nhận được điện thoại của Tổng thống tiên sinh. Hắn cho tôi thời gian một ngày để giải quyết cái vấn đề vướng tay chân này. Các vị, ai trong các vị có thể cho tôi một cái ý kiến đủ tốt hay không? Tôi nghĩ, hẳn là đàm phán cùng quan viên đại sứ quán của bọn họ. Dùng cả lý cả tình đi nói với bọn họ, luật này là các thành viên của Liên minh châu Âu cùng hợp lại chế định, phía chính phủ Paris chính phủ thực sự vô lực thay đổi, xin bọn họ hiểu cho, đồng thời tới hỗ trợ giải tán quần chúng biểu tình, có thể sẽ có kỳ hiệu. Chúng ta đều biết. Người Trung Quốc đối với quan viên của bọn họ có sự sợ hãi trời sinh. Có câu nói như thế nào nhỉ? À, dân không đấu cùng quan. An toàn lập tức liền đem biện pháp tốt mà mấy người bọn họ thương lượng nói đi ra. Các ông cũng cho rằng làm như vậy có hiệu quả. Bertrand rút ra một điếu xì gà, sau đó con mắt nhìn chằm chằm Weiss cùng Erne hỏi. Weiss cười ha hả nói, thị trường tiên sinh, ngài còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Tôi chuẩn bị đáp ứng có điều kiện với yêu cầu của bọn họ. Bertrand nói. Không được, ba vị thần sĩ ngồi ở đối diện hắn đều cùng kêu lên. Bertrand đã dự liệu được tình cảnh như vậy, vẻ mặt của hắn bình tĩnh hỏi, vì sao không được? An toàn đứng lên, nói, thị trưởng tiên sinh, chúng ta lần trước đã cùng trao đổi qua về vấn đề này. Nguyên nhân ngài hiểu rõ, chúng tôi càng rõ ràng hơn. Thuốc Tây là thuốc duy nhất có thể cứu mạng người. Là thứ duy nhất có thể xuất hiện ở châu Âu hay là chợ của Trung Quốc. Chúng ta không cho phép sử dụng thuốc trung y tại Liên minh châu Âu. Này là điểm mấu chốt của chúng ta. Bây giờ ngài muốn bỏ lệnh cấm, bằng là đem nỗ lực thúc đẩy thống nhất thị trường của chúng ta lần trước đập tan, làm cho tất cả nỗ lực của chúng ta đều cho về số 0. Tôi không đồng ý, tôi sẽ không cho phép ngài làm như vậy. Đúng vậy, Weiss nói tương đối uyển chuyển, Bertrand tiên sinh, ngài là thị trưởng tôn quý của Paris. Là nhân vật trong cuộc tổng tuyển cử sang năm có khả năng trở thành tổng thống Pháp nhất. Làm sao ngài có thể khuất phục ở trên vấn đề đó như vậy chứ? Ngài phải đem lại cho người trong nước lòng tự tin rồi rào cùng tác phong hành sự cứng rắn mạnh mẽ. Ngài không thể làm cho người cử tri ủng hộ ngài thất vọng à? Bertrand cười cười, nói, các vị tiên sinh, các ngài quên một cái tiền đề, nếu như tôi không thể tại trước thời gian một ngày đêm giải quyết được cái vấn đề rắc rối này. Tôi sẽ phải đối mặt với số phận phải từ chức, các vị nói tới cử tri ủng hộ cùng với tổng tuyển cử sang năm, các thứ phiếu bầu kia đối với tôi đã không còn có được bất luận cái ý nghĩa gì. Ba người đều trầm mặc. Quả thực, nếu như Bertrand không thể đem việc biểu tình lần này xử lý cho tốt, hoặc là làm cho nó trở nên càng thêm ác liệt. Như vậy, rất có thể hắn phải đối mặt với việc xử phạt và mất đi chức thị trưởng Paris. Nói vậy, tổng tuyển cử tổng thống sang năm cùng hắn có cái quan hệ gì nữa chứ? Tôi phải cho bọn hắn một cái công đạo mới được. Bertrand bổ sung nói, việc này là tạm thời. Tôi cũng phải lui bước một chút. Nếu không, chẳng lẽ vẫn để cho đám người Trung Quốc kia đứng ở chỗ đó sao? Antoine còn muốn nói, lại bị Weiss dùng ánh mắt ngăn trở. Đúng lúc này, cửa gian phòng vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, Bertrand kêu lên. Người đẩy cửa mà vào chính là phu nhân của thị trưởng, nàng hướng về ba vị khách nhân mỉm cười tỏ vẻ áy náy. Sau đó nói với Bertrand, Joseph tiên sinh cùng Dep tiên sinh tới. Bọn họ muốn nói chuyện với anh. Joseph, Dep, bọn họ tới đây làm cái gì? Antoine cau mày nói. Joseph là người đứng đầu xí nghiệp bách hóa lớn nhất của Pháp, mà Dep nắm trong tay ba tập đoàn buôn bán xa xỉ phẩm nổi tiếng trên toàn bộ thế giới. Bọn họ cũng là nhân vật cực kỳ quan trọng của Paris, là lực lượng không cho bỏ qua. Bertrand nói với vợ, mời bọn họ vào ngồi tại phòng khách, anh sẽ tới ngay. Đợi cho sau khi vợ đóng cửa rời khỏi, Bertrand mới vừa cười vừa nói,
màn vui này càng ngày càng náo nhiệt. Joseph tại trong thị trường Trung Quốc bởi vì sự kiện lần này mà đã bị sự công kích mạnh mẽ, việc buôn bán của Depp cũng bị ảnh hưởng rất lớn, nói vậy, mục đích viếng thăm của bọn họ cùng các ngài là hoàn toàn trái ngược. Các vị tiên sinh, các ngài cảm thấy tôi bây giờ nên làm cái gì? Phải biết rằng, bọn họ cùng các ngài như nhau, cũng nắm giữ phiếu bầu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Robert lần này đi tới phòng bệnh của Tần Lạc thì tâm tình đè nặng áp lực. Nữ nhân thông minh kia đem tất cả việc này đều tính toán được, giống như nàng chính là thần thao túng thế giới. Hắn rất muốn tùy tiện tìm một thuộc hạ đi làm chuyện này, nói vậy, chỉ ít biểu hiện ra, mình không có thua. Chỉ ít chứng minh, suy đoán của nàng có một chút sai lầm, cũng không phải mình đích thân đem Tần Lạc cho đẩy đi. Nhưng mà, cuối cùng hắn quyết định tự mình tới. Nam nhân phải có khí phách chịu thua, trốn tránh chỉ là chứng minh mình không thông minh bằng nàng. Hắn gõ gõ cửa, sau đó đi đến. Các ngài có thể đi ra. Robert nhìn Tần Lạc ngồi ở xe đẩy nói. Hắn được đẩy tới bên cửa sổ, muốn thông qua tấm kính nho nhỏ kia mà tìm hiểu thế giới ở bên ngoài. Khoảng cách từ nơi này tới phủ thị chính có tới vài cây em, nhưng mà, tiếng quát tháo liên tiếp kia vẫn có thể xuyên thấu đến tận nơi đây. Nghe không thật rõ, nhưng lại thực sự tồn tại. Robert nghe thấy, hắn có thể nghe rõ ràng đi, nếu không, vẻ mặt của hắn sẽ không ngưng trọng như thế. Riley lập tức đem lời Robert nói phiên dịch thành tiếng Trung Quốc, nói, các ngài có thể rời khỏi. Tần Lạc lúc này mới xoay người, nhìn mấy người cảnh sát Pháp đứng ở trước cửa, cười hỏi, các ông nghe thấy được thanh âm bên ngoài không? Mấy người cảnh sát hai mặt nhìn nhau, trải qua sự phiên dịch của Riley, bọn họ mới hiểu được ý tứ của hắn nói. Nghe thấy, thế nhưng nghe mà không hiểu. Robert trả lời. Đó là đồng bào tôi đang hò hét, bọn họ đang hô các ông thả người. Tần Lạc không để ý đến Riley phụ trách phiên dịch, mà là nhìn Robert, nói, Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, là ác giả ác báo. Còn có một câu mà các ông cũng có thể nhớ kỹ, nhân tiện, thiên thu, người xấu trời phạt. Hắn nói cái gì? Robert chỉ là nhìn vẻ mặt của Tần Lạc, liền biết lời hắn nói sẽ không quá dễ nghe. Hắn nói, làm nhiều chuyện xấu, là tự mình muốn chết. Riley thấp thỏm trả lời. Robert gật đầu, nói, chúng ta ở vị trí khác nhau. Ở trong mắt tôi, các ngài làm chính là chuyện xấu. Hắn hướng Tần Lạc đi tới, Triệu Tử Long vội vàng che ở phía trước hắn, dùng tiếng Pháp hỏi, ông muốn làm gì? Tôi tiễn hắn đi ra ngoài. Robert nói, hắn có thể gặp đồng bào của hắn, cũng có thể đi làm việc mình muốn làm. Thế nhưng, hắn không thể rời khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Chí ít, tại trước khi quan tòa phán quyết xong, hắn không thể rời khỏi Pháp. Triệu Tử Long lúc này mới không ngăn trở nữa, mặc hắn đi qua thúc đẩy cái xe đẩy của Tần Lạc. Vừa đi tới hành lang tầng này, lập tức có một đám phóng viên xông lên muốn chạy tới phỏng vấn. Nhưng mà lại bị tương người do cảnh sát tạo thành chặn lại xuống tới. Bọn họ không có biện pháp đi qua. Bọn họ la to cái gì đó, còn cùng cảnh sát phát sinh xung đột cùng tranh chấp trên tứ chi. Tiêu Thất mất một khao ngơ thời gian rất lâu mới rời khỏi được đoàn phóng viên, bước nhanh đi tới bên người Tần Lạc, nhìn thoáng qua băng gạc trên bàn tay của Tần Lạc, mặt không biểu tình nói, xin lỗi. Không có vấn đề gì, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tại trước khi biểu tình, hắn đã nói qua, tại dưới tình huống mình không có nguy hiểm tới tính mạng, bất luận là phát sinh chuyện gì, cũng không cần xuất thủ cứu giúp. Sự thực chứng minh, người này thật đúng là một người nghe lời. Sau khi hai người nói vài câu đơn giản, Robert liền thúc xe đẩy từ một thang máy chuyên dụng khác đi xuống lầu. Đám phóng viên kia thấy nhân vật chính đi ra ngoài, liền như ong vỡ tổ tản ra. Xe đẩy càng gần, tầm nhìn càng ngày càng rộng, thanh âm thả người mãnh liệt mà ủy khuất kia, tuy đã khàn cả giọng nhưng càng ngày càng vang dội. Lòng của Tần Lạc theo đó sôi trào lên. Tiếng hô này là bởi vì mình mà dựng lên, bọn họ đang chờ đợi mình trở về. Thấy nhân vật chính lên sân khấu, vô số phóng viên mạnh mẽ tràn qua, nhưng bị cảnh sát Robert mang đến chắn bên ngoài. Hằng hà sa số những camera, máy quay, máy ghi âm, vô số ống kính của máy chụp ảnh nhắm ngay người thanh niên kia mà ghi hình, mọi người đều muốn đem ống kính chuyển rời đến chiếc xe đẩy đang đi chậm rãi kia. Nam nhân kia, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của thế giới. Hắn tới. Thần y đã trở về. Chúng ta thành công rồi. Gạch nối dài gạch nối dài. Khi đồng bào Trung Quốc trên quảng trường thành phố nhìn thấy Tần Lạc được thả ra tới, thoáng cái liền trở nên mừng như điên lên.
Bọn họ lần thứ hai la to, dùng phương thức đặc biệt của mình mà biểu đạt kích động cùng vui sướng của mình. Tần Lạc cũng lộ ý cười đầy mặt, chân thành thâm tình. Tôi muốn cùng bọn họ nói mấy câu, Tần Lạc quay sang nói với Triệu Tử Long. Triệu Tử Long nghe được, vội vàng chạy đến trong đám người tìm tới cái loa lớn đưa cho Tần Lạc. Robert ngăn cản Triệu Tử Long, nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc tiên sinh, tình huống hiện tại ngài cũng thấy đấy. Tràng diện đã rất hỗn loạn, vì an toàn của ngài cùng đồng bào của ngài, tôi nghĩ, hay nhất là ngài có thể uyển chuyển biểu đạt tình cảm của mình. Sau khi nghe được Riley phiên dịch, Tần Lạc vừa cười vừa nói, lúc tôi nói chuyện, chưa bao giờ dùng lời diễn thuyết mà người khác viết. Ông có thể không cho tôi nói chuyện, thế nhưng ông không thể hạn chế nội dung nói chuyện của tôi. Robert hơi bị chán nản, nhưng cũng không tiện tại trước mặt nhiều người như vậy mà thực sự đem cướp cái loa to đi. Chương 518, Nam nhân si tình. Hai tay của Tần Lạc bị bao trong băng gạc không thể sử dụng lực, không thể làm gì khác hơn là làm phiền Triệu Tử Long hỗ trợ giơ cái loa lên, đem cái loa đặt lên cạnh cái miệng của hắn. Tần Lạc nhìn quét qua toàn trường một hồi, ánh mắt từ trên mặt đông đảo đồng bào trước mắt đều xẹt qua một cái. Dừng một chút, nói, lúc còn rất nhỏ, tôi mắc phải một loại quái bệnh. Tôi rất sợ chết, cho nên, tôi liền theo ông nội học y. Vẻ mặt của Tần Lạc ôn hòa, cũng không có một chút dáng vẻ suy sụp tinh thần sau khi vừa trải qua tai nạn. Trên mặt mang theo ý cười ngượng ngùng, như là nói cho mọi người về mối tình đầu của mình vậy. Mọi người nhìn, tôi thực sự không phải một người vĩ đại bao nhiêu vô tư bao nhiêu. Tôi học y, chỉ là bởi vì tôi không muốn chết. Sự thẳng thắn của Tần Lạc, làm cho đoàn người phát ra tiếng cười thiện ý. Không có ai vừa ra đời đã nghĩ muốn hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, muốn vì nước vì dân, cúc cung tận tụy đến chết. Tần Lạc nhìn đồng bào, nói, nếu như ở trong lòng mọi người, tôi là một anh hùng mà nói, như vậy, kẻ anh hùng tôi đây cũng là bị bọn họ bức ra. Không có ác bá khi dễ người, thì làm sao lại có anh hùng cứu người? Mọi người nói đúng hay không? Tần Lạc cười hỏi. Đúng, vô số người trả lời nói. Có người la lớn. Ai thích không có việc gì tự nhiên tìm việc chứ? Nếu như không phải là bọn hắn cấm sử dụng thuốc trung y, thì làm sao chúng ta phải biểu tình? Bọn họ chính là khi dễ người Trung Quốc chúng ta, người nước Pháp biểu tình, bọn họ khách khách khí khí khuyên giải an ủi, nỗ lực giải quyết yêu cầu của bọn họ nói ra, người Trung Quốc du hành lại bị đòn, thế này tính là cái nước Cộng Hòa gì chứ? Đừng tự quảng cáo dùm beng mình, trước tiên chúng phải hướng đồng bào chúng ta mà xin lỗi đi. Tần Lạc xua tay, ý bảo mọi người bình tĩnh lại. Vừa cười vừa nói, khác nhau của anh hùng cùng cẩu hùng, chỉ là người sau tại khi bị đòn thì cầu xin tha thứ, còn người trước tại khi bị đòn thì phản kích. Không hơn. Tôi phản kích, tôi là anh hùng. Mọi người theo tôi cùng nhau phản kích, mọi người đều là anh hùng. Anh hùng không liên quan tới giới tính, không liên quan tới tuổi, không liên quan tới hình dáng, cùng khí chất, tiền tài, thân phận, địa vị đều không có liên quan gì, chỉ có liên quan với một thứ, đó là hành động. Tần Lạc mỉm cười nhìn về phía đông đảo đồng bào đứng ở trên quảng trường, tràn ngập tình cảm nói, lúc tôi vừa tỉnh lại, nghe nói mọi người vẫn còn đứng ở chỗ này, từ 6 giờ tối qua, cho tới gần 4 giờ chiều hôm nay, đã đứng hơn 21 giờ. Trong lúc đó còn gặp phải sự tập kích bạo lực cùng đánh đập của đám cảnh sát bất lương, trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ chua xót, lại cảm thấy kiêu ngạo thay cho mọi người. Có người nói người Trung Quốc hèn nhát, tôi không tin. Có người nói người Trung Quốc ích kỷ, tôi không tin. Có người nói người Trung Quốc không có tinh thần hy sinh, tôi cũng không tin. Có người nói người Trung Quốc là năm bè bảy đảng, mọi người có thể đứng ở chỗ này, chính là minh chứng tốt nhất. Thanh âm của Tần Lạc không cao, cũng không có cố gắng tận lực đi kích động mọi người. Trên mặt của hắn cười tủm tỉm, như là đang cùng người nhà nói việc trong nhà vậy. Nhưng mà, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, nghe chăm chú, nghĩ chăm chú. Không có ai nói chuyện, không có ai tranh cãi ầm ĩ, tâm tình của mỗi người đều không kìm lòng được bị han lây nhiễm. Tất cả mọi người đều biết, chúng ta sở dĩ đứng ở chỗ này, mục đích chỉ có một, yêu cầu Pháp giải trừ lệnh cấm đối với thuốc trung y. Cho người Trung Quốc quyền sử dụng thuốc trung y một cách hợp pháp. Cười cười, Tần Lạc nói, đương nhiên, bây giờ biến thành hai cái mục đích. Thứ nhất, chúng ta yêu cầu Pháp bãi bỏ lệnh cấm đối với thuốc trung y. Thứ hai, yêu cầu chính phủ Pháp hướng chúng ta xin lỗi vì hành vi bạo lực của cảnh sát Paris đêm qua, trừng phạt nghiêm khắc cảnh sát gây chuyện, đồng thời bồi thường cho các loại thương tổn của chúng ta. Tần Lạc nói, chính là hai yêu cầu này, cũng chỉ có hai yêu cầu này.
Nếu như bọn họ cự tuyệt bất luận một cái yêu cầu nào, tôi sẽ an vị ở chỗ này, một bước cũng không rời. Chúng ta cũng đứng ở chỗ này cùng anh, một bước cũng không rời. Đại hán râu rậm hô. Đúng, kiên trì đến cùng. Chúng ta muốn thuốc trung y hợp pháp, chúng ta muốn trừng phạt nghiêm khắc cảnh sát gây chuyện. Tần Lạc nói khiến cho lòng mọi người cộng hưởng mãnh liệt, vô số người kêu lên trong lòng quyết định, muốn cùng Tần Lạc cùng tiến cùng lui. Tôi không nói cảm ơn. Hai chữ này quá nhẹ. Tần Lạc vừa cười vừa nói, trung y là của chúng ta, cũng là của mọi người. Tôi tin tưởng chúng ta làm như vậy là đáng giá. Tần Lạc đem loa giao cho Triệu Tử Long, sau đó ngồi ở chỗ nhắm mắt dưỡng thần, không vận động, cũng không nói rời khỏi. Một bộ dáng như lão tăng nhập định. Tần Lạc tiên sinh, Riley nhìn Tần Lạc nói, ngài không nên lại kích động lòng căm thù của đồng bào, việc này đối với giải quyết vấn đề không có bất cứ sự trợ giúp gì. Chỉ là mang đến tai nạn cho bọn hắn. Tần Lạc liếc mắt nhìn nàng, nói, đêm qua cũng đã xảy ra tai nạn. Nếu như bọn họ vẫn đang không biết kẻ thù của mình là ai, thậm chí chưa từng nghĩ tới muốn trả thù mà nói, bọn họ liền hoàn toàn hết cứu. Các người muốn trả thù như thế nào? Riley không tức giận hỏi, đem người thương tổn các người ra đánh cho thỏa chí sao? Tần Lạc cười cười, nói, cô nói thẳng cho tôi biết, hành vi của chúng tôi có thể mang đến phiền phức cho các cô hay không? Không sai, thế nhưng, chỉ cần có thể mang đến phiền phức cho các người, chúng tôi sẽ kiên trì làm tiếp nữa. Cô không rõ, người Trung Quốc tuy rằng chịu đủ đau khổ cùng khi dễ, nhưng là trong xương của bọn họ là ngạo khí, là tuyệt đối không khuất phục. Vết thương của chúng tôi không thể vô ích, máu của chúng tôi không thể chảy không. Trung quy cuối cùng sẽ có người nước Pháp phụ trách chuyện này, chúng tôi nhất định phải đợi được kết quả. Người điên, Riley mắng. Tần Lạc cười cười, không làm đáp lại. Nếu muốn thành công, phải điên. Để thuốc trung y có được địa vị hợp pháp tại châu Âu, mình liền điên một hồi đi. Ta muốn, ngươi có, phải cho. Bởi vì Tần Lạc trấn thủ, quần chúng biểu tình trên quảng trường phủ thị chính không hề lớn tiếng lớn xôn xao tranh cãi ầm ĩ nữa. Thế nhưng, loại thủ vững trầm mặc này càng làm cho người ta cảm giác được áp lực hơn. Đúng lúc này, trên đường lớn phía tây nam của phủ thị chính, tại dưới sự bao quanh bảo hộ của hai chiếc xe màu đen một trước một sau chạy vùn vụt, một chiếc Rolls-Royce cực kỳ xa hoa chậm rãi chạy tới. Chiếc xe dừng lại tại góc của quảng trường phủ thị chính, cửa xe rất nhanh bị người đẩy ra, sau đó trong hai chiếc xe màu đen trước sau có bốn người nam nhân áo đen thân thủ nhanh nhẹn, bốn người phụ trách gác ở bốn phía, có bốn người khác tụ tập tại trước cửa xe Rolls-Royce, như là chúng tinh phùng nguyệt sao vây quanh trăng sáng, nghênh tiếp chủ nhân của bọn họ. Cửa xe bị người giật ra. Đi ra đầu tiên đó là người hầu Calai tóc bạc mặc áo đuôi tôm trên người, cổ thắt nơ hình con bướm. Sau khi hắn đi ra, cũng cùng các bảo tiêu khác như nhau, đứng hầu ở bên cạnh, hướng phía trong cửa xe cùng chờ đợi. Tiếp đó, vương tử Philip Anh Tuấn bất phàm mới đi ra. Hắn mặc một thân tây trang màu đen, quần áo bên tỏng màu trắng cùng với thắt một cái cà vạt màu đen. Điều này làm cho hắn có cảm giác trang trọng nghiêm túc, lại trang nhã tự nhiên chín chắn. Vương tử điện hạ. Người của chúng ta đã xác định được vị trí của Lệ tiểu thư. Calai khom người nói, nàng ở tại đầu tiên của đội ngũ phía trước. Nga, chúng ta liền đi qua đi. Philip gật đầu nói. Chỉ là bên kia có rất nhiều phóng viên súng lại. Nếu như vương tử điện hạ đi qua mà nói, có khả năng sẽ bị phóng viên vây khốn. Calai cẩn thận nhắc nhở nói. Như vậy là hay nhất. Philip cười ôn hòa, ta có thể đem kiện tin tức tốt đi qua ngòi bút của phóng viên truyền bá đi ra. Nói như vậy, có tính là giúp bọn hắn xé rách mở lỗ hổng đầu tiên hay không? Đúng vậy, chỉ là vương tử điện hạ phải hy sinh quá lớn một chút. Calai nói. Không, Calai, đây không coi là hy sinh. Philip nghiêm túc nói, hắn chỉ vào đoàn người trên quảng trường, nói, bọn họ mới là hy sinh lớn. Việc ta làm, chỉ là một việc đúng với một chính trị gia đạt tiêu chuẩn phải làm. Ta muốn, ta đem yêu cầu của ta phát đến trong nước. Những người kia trong vương thất nhất định rất thận trọng, hẳn đã cân nhắc lợi hại rồi. Nếu bọn họ đã đáp ứng rồi, vậy liền chứng minh làm như vậy đối với vương thất là có lợi, kinh tế của Trung Quốc mạnh mẽ quật khởi, quốc gia ngủ say nhiều năm kia hiện đang càng ngày càng cường đại, có thể, chúng ta cần sự hữu nghị của bọn họ. Thế nhưng, mong muốn ban đầu của vương tử điện hạ không phải là như thế này. Này có cái gì khác nhau sao? Philip hỏi ngược lại, đi thôi, chúng ta đi xem Lệ tiểu thư. Những tên thô bỉ này, làm sao có thể làm cho nàng bị thương chứ? Vương tử điện hạ, xin chú ý ngôn từ của ngài.
này có thể sẽ khiến cho ngoại giao nổi lên một cơn lốc. Không cần khẩn trương, Ca Lai, tiếng ta nói rất nhỏ, chỉ có ông mới có thể nghe thấy. Philip Tiêu Sái nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Quả nhiên, khi Philip mang theo đội ngũ bảo tiêu Hoa Lệ vừa xuất hiện tại tuyến đầu của đội ngũ biểu tình, liền như đại lục mới được phát hiện, các phóng viên xúm lại trong ba tầng ngoài ba tầng. Bọn họ không có biện pháp phỏng vấn được nhân vật chính lần này là Tần Lạc, đã sớm uất nghẹn khẩu khí. Không nghĩ tới lại làm cho bọn họ đợi được một vương tử, cái tin tức này một khi đăng, càng có thể hấp dẫn ánh mắt của công chúng. Phải biết rằng, một vương tử xuất hiện ở chỗ này, thì đã không phải là việc biểu tình bình thường, có khả năng còn có lực ảnh hưởng quốc tế. Philip vương tử, vì sao ngài lại xuất hiện tại trên quảng trường phủ thị chính này? Ngài tới muốn làm chuyện gì sao? Philip vương tử, ngài cảm thấy thế nào đối với người Trung Quốc tụ tập tại quảng trường biểu tình? Thụy Điển cũng là thành viên của Liên minh châu Âu, Philip vương tử cho rằng thuốc trung y có thể thu được địa vị hợp pháp ở châu Âu hay không? Philip vương tử, không thể không nói, Philip đã có kinh nghiệm nhìn quen tràng diện lớn như vậy, bị gần trăm phóng viên vây khốn cũng không chút không tỏ ra hoảng loạn. Hắn vẫn đang duy trì hình tượng phong độ tốt đẹp, thản nhiên cười nói, ta đến thăm bạn tốt Lệ Khuynh Thành của ta. Lần này nàng bị thương trong sự kiện biểu tình, ta phi thường khổ sở. Lệ Khuynh Thành, ai là Lệ Khuynh Thành? Tất cả phóng viên trong lòng đều nhanh chóng muốn tìm kiếm cái đáp án này. Nữ nhân được vương tử nhìn chúng, nàng đã không hề là nữ nhân bình thường. Chương 519, khởi đầu thắng lợi. Đoạn hình ảnh có người khóc do phóng viên Jim của báo Vấn đề Cuộc sống nước Mỹ quay chụp được dài đến nửa giờ. Nhân vật thu được giải thưởng nhân vật phản diện lớn nhất kia chính là cảnh sát chống bạo động sơ lâu dùng gậy sắt đánh quần chúng biểu tình cùng với Tần Lạc. Vẻ mặt đáng ghê tởm của hắn cùng với hành vi bạo lực của hắn làm người phẫn nộ khiến cho toàn bộ thế giới lên án, một đám biệt danh không quá than thiện được chụp lên đầu của hắn. Cảnh sát dã thú, bán thú nhân biệt danh này được gọi là bởi vì khi hắn giơ lên gậy sắt thì trông rất giống vai bán thú nhân trong một trò chơi chó điên phát cuồng. Cùng với lời chửi bới thuần túy gái điếm nuôi không mang theo bất luận cái ý nghĩa gì khác. Nhân vật giành được cảm tình của mọi người chính là thanh niên thanh tú đến từ nước Trung Quốc Tần Lạc kia. Nam nhân ngồi ở trên xe đẩy này đã bị hắn dùng gậy sắt đánh như mưa rền gió dữ, thế nhưng hắn lần lượt bằng vào đôi tay máu thịt kia của mình đi phản kích. Cuối cùng dưới sự phát cuồng, hắn lại có thể cắn nứt một cái tai của sơ lâu. Hành vi của Tần Lạc vốn là rất cầm thú rất dã man. Rất không phù hợp với phong độ than sĩ tiêu chuẩn của phương Tây. Nhưng mà, bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ được nguyên nhân kết quả của chuyện này, biết hắn là vì tự bảo vệ mình mới làm như vậy, cho nên, mọi người cũng không có tức giận gì đối với loại hành vi vô nhân đạo này của hắn, trái lại dành cho hắn sự tán thưởng cùng kính phục. Mà làm cho người ta chú ý nhất chính là nữ nhân Trung Quốc vinh quang cởi giày cao gót đập vào đầu sơ lâu kia. Nữ nhân này đẹp đẽ, khêu gợi, ngang tàng. Quyến rũ đến mức không có biện pháp dùng bất cứ một từ ngữ nào để hình dung, nàng vừa ra trận liền hấp dẫn sự chú ý của khán giả nam tính. Cho dù là nữ nhân cùng giới tính, cũng sinh ra đủ hảo cảm đối với nữ nhân này. Nàng tại giây phút nguy nan đứng ra cứu giúp, biểu thị nàng rất dũng cảm. Nàng tại khi phẫn nộ biết cởi giày của mình làm vũ khí, biểu thị nàng rất trí tuệ. Khuôn mặt tinh xảo cùng đường cong thú vị trên vóc người của nàng làm cho tất cả mọi người đều cùng chú mục. Một nữ nhân có dũng có mưu còn có một đôi ngực lớn, ngươi không vui sao? Cũng là bởi vì vi đoạn hình ảnh này nằm trong những mục biểu diễn xuất sắc ăn khách nhất, nên cho dù là ở châu Âu, cái tên Lệ Khuynh Thành này cũng phải không xa lạ. Cho nên, rất nhanh, đã có phóng viên nghĩ tới lai lịch của Lệ Khuynh Thành. Philip Vương Tử, ngài nói Lệ Khuynh Thành tiểu thư có phải là nữ nhân vì cứu thần y Tần Lạc mà bị thương hay không? Nàng là một người Trung Quốc, là nhân vật then chốt của lần biểu tình lần này. Philip vương tử lúc này tới thăm bạn, có thể khiến cho chính phủ Pháp suy đoán gì hay không? Nàng cùng Philip vương tử có quan hệ gì? Nàng có thể trở thành vương phi Thụy Điển hay không? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm, mỗi người đều chờ mong câu trả lời của Philip vương tử. Philip nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền mê người. Hắn nói, nàng gọi là Lệ Khuynh Thành, nàng đến từ Trung Quốc. Về phần nàng có đúng là nữ nhân cứu thần y kia hay không, các vị biết được so với tôi càng rõ ràng hơn. Chúng ta là trở thành bạn từ trước, sau đó mới xuất hiện sự kiện biểu tình lần này, tôi không cảm thấy việc tôi đến có cái ý nghĩa đặc biệt gì. Nàng là bạn của tôi đến thăm bạn của tôi bị thương, chuyện chính là đơn giản như vậy. Philip vương tử không nhìn ánh mắt nhắc nhở của Ca Lai,
tiếp tục nói, về phần nàng có thể là Vương Phi Thụy Điển hay không, cái này phải xem nhân duyên sau này. Nếu như nàng nguyện ý, tôi cũng có hảo cảm đối với nàng. Như vậy, chúng ta sẽ trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc. Các phóng viên trở nên điên cuồng. Mọi người đều cực kỳ hưng phấn không hiểu, người có camera nhanh chóng quay di động tới trước cửa, người có máy chụp ảnh liền lập tức bấm lia lịa, người không có camera không máy chụp ảnh, thậm chí móc ra điện thoại di động để tiến hành chụp ảnh rồi lưu lại. Philip Phương Tử biểu lộ trước mặt mọi người, hắn ái mộ cô bé lọ lem đến từ Trung Quốc. Tin tức như vậy, ở trên bất cứ một nhà truyền thông nào cũng đều cũng đủ để leo lên tin tức đầu đề. Bất kể nó là loại báo chí tiêu khiển hay là loại báo chí có tính thời sự. Philip Phương Tử, đây là ngài thẳng thắn có ý nghĩ yêu thương đối với nàng sao? Có phóng viên hỏi. Đúng vậy, lần đầu tiên mắt tôi nhìn thấy, đã bị khí chất của nàng mê hoặc. Tôi nghĩ, nàng hẳn là người mà tôi đợi kia. Philip Phương Tử, Lệ Khuynh Thành tiểu thư biết được tâm ý của Nagip hay không? Nàng là một nữ nhân thông minh, Philip hàm xúc nói. Vậy là có ý tứ là nàng biết ngài thích nàng sao? Như vậy, nàng đã đáp lại phần ý nghĩ yêu thương của ngài như thế nào? Nàng cự tuyệt. Lại có thể có nữ nhân cự tuyệt Vương Tử. Điều này quá là không thể tưởng tượng nổi. Vương Tử bị cự tuyệt mà vẫn còn yêu thắm thiết đối với nàng, này lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ca Lai khẽ thở dài, nghĩ thầm, có một vị Vương Tử như vậy, thật không biết là họa hay là phúc của Vương Thất. Philip như là rất hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi than thở của các phóng viên, vừa cười vừa nói, các vị, còn có một tin tức tốt muốn đi gặp mọi người tuyên bố. Cái tin tức tốt gì? Là Lệ tiểu thư chấp nhận lời cầu hôn của Philip Phương Tử rồi sao? Philip Phương Tử, nói mau đi, chúng ta đều đang chờ đó, tiếp tục làm cho chúng ta kinh ngạc đi. Philip cười cười, nói, trải qua sự thương lượng qua điện thoại của tôi cùng Vương Thất Thụy Điển. Chúng ta quyết định dành cho thuốc trung y quyền sử dụng hợp pháp tại Thụy Điển, Tần Lạc là một người bác sĩ ưu tú, nước Trung Quốc còn có rất nhiều bác sĩ ưu tú như vậy. Trung y, là một môn khoa học kỹ thuật thần kỳ, nó không nên tuyệt tích tại châu Âu, mà hẳn là nên tạo phúc cho đồng bào của chúng ta, cứu nhân dân của chúng ta khỏi sự đau khổ của bệnh tật. Gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Bách Trăng thị trưởng nhìn dáng dấp chậm rãi mà nói của Philip trên màn hình TV, vừa cười vừa nói, Vương Tử Điện Hạ, thực sự là phải cảm tạ ngài, lại đưa cho tới cho tôi một cái đại lễ phong phú như vậy. Hắn cầm lấy điện thoại di động trên bàn, sau khi bấm một dãy số, nói, cai cục trưởng, tôi muốn nói chuyện cùng Tần Lạc, đúng. Bây giờ sắp xếp ngay. Nói xong, liền cắt đứt điện thoại, thân là thủ trưởng, là có quyền lợi đặc biệt dập điện thoại trước này. Bách Trăng đem mệnh lệnh nhắn nhủ cho cục trưởng cục cảnh sát Cai, Cai lại ra lệnh cho Robert. Sau khi Robert nhận được lệnh của cục trưởng theo chỉ thị của thị trưởng trong điện thoại, lập tức liền mang theo phiên dịch viên Riley đi tới trước mắt Tần Lạc, vừa cười vừa nói, Tần Lạc tiên sinh, chúc mừng ngài, thị trưởng tiên sinh chuẩn bị gặp ngài. Thị trưởng có quyền giải quyết vấn đề này sao? Tần Lạc mở mắt, ra hỏi. Cái này, nếu như thị trưởng tiên sinh nguyện ý mà nói, hắn có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Thậm chí, hắn có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống. Robert nói. Được rồi, bảo hắn tới gặp tôi. Tần Lạc nói. Nghe xong lời phiên dịch của Riley, Robert thất kinh, nói, Tần Lạc tiên sinh, ngài có thể hiểu rõ đây là một cơ hội hiếm có cỡ nào hay không, thị trưởng tiên sinh không có khả năng đến nơi đây. Nhiều người biểu tình như vậy có thể bên trong còn lẫn lộn có một chút phần tử bắt cóc không có hảo ý khác, chúng ta không có biện pháp bảo đảm an toàn của hắn. Tần Lạc cười nhạt. Nói, đây là tại Pháp, tại Paris. Thị trưởng của các ông ngay cả Long Tin đi tới cửa cũng không có sao. Tôi vừa rồi đã nói qua, Tần Lạc thấy hình dạng bối rối của Robert, nói, chúng ta tụ tập ở chỗ này chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất, cấp cho thuốc trung y địa vị sử dụng hợp pháp tại Pháp. Thứ hai, trừng phạt nghiêm khắc đám cảnh sát đại nhân kia, bồi thường cho các loại tổn đát của chúng ta. Nếu như các ông không thể thỏa mãn hai cái điều kiện này, tôi sẽ không rời khỏi nơi này một bước. Điều đó không có khả năng. Robert nói, ngài bây giờ còn là phạm nhân tạm giữ của chúng ta, ngài không có quyền lợi tự chủ. Phải nghe sắp xếp từ cảnh sát. Hắn phất tay ra lệnh cho thuộc hạ, nói, đem hắn mang đi. Một nam nhân Trung Quốc tướng mạo bình thường liền chắn lên phía trước vài tên cảnh sát kia, biểu tình bình tĩnh nhìn bọn họ. Đây là Qua Nhĩ, Bảo Tiêu vẫn thủ hộ tại bên người Tần Lạc kia. Tránh ra, không nên ngăn trở cảnh sát chúng ta phá án.
Nếu không, ông sẽ bị quan tòa phán định là có tội. Một gã cảnh sát Pháp nói, bây giờ chính là ban ngày, lại có nhiều phóng viên đưa tin ở xung quanh như vậy, bọn họ không dám ra tay giống như đêm qua như vậy nữa. Qua nhĩ giống như là không có nghe được lời bọn họ nói, không kêu một tiếng, cũng không di động. Nếu ông không tránh ra, chúng ta sẽ bắt luôn cả ông nữa. Riley dùng tiếng Trung Hoa nói, nàng cho rằng qua nhĩ nghe không hiểu tiếng Pháp, tại Pháp, ngăn trở cảnh sát phá án là tội nặng. Qua nhĩ vẫn đang bảo trì trầm mặc, cũng vẫn che chắn ở phía trước của bọn họ. Có một cảnh sát sốt cục không thể chịu đựng được, giơ tay đi qua kéo qua nhĩ. Qua nhĩ mạnh mẽ xuất thủ, một cái liền chế trụ cổ tay của hắn. Một cái vung tay nhấc lên, sau đó tên cảnh sát kia liền kêu lên thảm thiết rồi ngã lăn ra trên đất. Như tia chớp điện, qua nhĩ xuất thủ nhanh đến nỗi làm cho mắt thường khó phân biệt. Các cảnh sát khác cảm giác được nguy hiểm, giơ tay sờ súng, bị Robert ra tay ngăn cản. Nếu như là giữa ban ngày, tại giữa quảng trường phủ thị chính Paris mà xuất hiện một hồi bắn nhau nhiệt liệt mà nói, đám phóng viên truyền thông kia nhất định sẽ cười đến rớt răng hàm đi. Hắn nhìn vào mắt của Tần Lạc, nói, thị trưởng tiên sinh muốn gặp ngài. Có thể, vấn đề của các ông sẽ được giải quyết hoàn toàn. Hắn cần, cứ tới đây nói chuyện. Hắn không phải nói chuyện với một mình tôi, mà là nói chuyện cùng với tất cả đồng bào Trung Quốc. Bọn họ chấp nhận, tôi liền chấp nhận. Tần Lạc nở nụ cười, nói, ông nhất định sẽ kỳ quái, vì sao tôi còn có dũng khí lớn muốn cùng các ông tranh chấp tới cùng như vậy. Này không phải bởi vì tôi là thần y, cũng không phải bởi vì tôi là Tần Lạc. Hắn chỉ vào mấy vạn đồng bào biểu tình trước mặt, nói, bởi vì bọn họ. Bọn họ ở đây, tôi có cảm giác an toàn. Tôi không sợ chết, nhưng là không muốn chết. Ở chỗ này nói chuyện, tôi có lo lắng. Robert bất đắc dĩ, đành phải đem ý tứ của Tần Lạc báo cáo cho cục trưởng. Một lát sau, lần thứ hai điện thoại của hắn vang lên. Thanh âm nghiêm túc ngưng trọng của cục trưởng cai truyền ra từ tổng tai nghe, nói, chuẩn bị nghênh tiếp cho tốt. Thị trưởng tiên sinh sắp sửa đến quảng trường phủ thị chính nói chuyện cùng với bọn họ. Chương 520, dựa vào cái gì mà đánh chúng tôi? Philip đi tới trước mặt Lệ Khuynh Thành, nhìn chỗ bị băng bó trên đùi của nàng, có chút thương tiếc ca nói, Lệ tiểu thư, chào cô, hình như cô bị thương rất nghiêm trọng. Lệ Khuynh Thành cười cười, nói, cho dù không phải rất nặng, lúc này cũng có thể ngồi ở trên xe đẩy, mặc dù chỉ có thể làm cho trong lòng người nước Pháp tự trách một chút cũng là tốt. Philip thưởng thức nhất đó là phần thẳng thắn không che giấu này của nàng, hắn cười cười ôn hòa, nói, tôi biết được quá muộn một chút. Nếu không, tôi có thể hỗ trợ làm một chút chuyện. Việc Philip Vương Tử hỗ trợ làm đã quá nhiều, trong lòng chúng tôi đều rất cảm kích, Lệ Khuynh Thành híp mắt cười, mắt phượng đẹp cũng như là biết nói giống nhau, làm cho cả đầu khớp xương cứng cũng đều không kìm lòng được mềm ra. Có một ít nữ nhân không cần trang phục đặc biệt. Một nụ cười một cái giơ ta một cái nhấc chân cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy phong tình vạn trùng. Là tôi kiến nghị mọi người giúp một hồi gió đông. Phát sinh ra chuyện như vậy, tôi có trách nhiệm. Giọng nói của Philip mang chút áy náy nói, có thể điều này đối với mọi người mà nói cuối cùng cũng là một tin tức tốt. Tôi đã thuyết phục người nhà, Thụy Điển sẽ xóa bỏ phong tỏa đối với thuốc trung y, đồng thời sẽ tiến cử mở rộng trung y, nếu như có thể. Chúng ta sẽ bày tỏ thành ý mời Tần Lạc tiên sinh đến Học viện Y Dược Hoàng gia Thụy Điển giảng dạy. Con mắt của Lệ Khuynh Thành sáng lên, con người vốn đã cực kỳ xinh đẹp lại càng thêm lung linh sang rực rỡ. Nàng là một thương nhân thông minh, nàng biết Philip làm như vậy sẽ mang đến cái loại lực ảnh hưởng gì. Thụy Điển là một thành viên trong Liên minh châu Âu, bọn họ dẫn đầu xóa bỏ hạn chế đối với thuốc trung y, đồng thời nguyện ý ra sức mở rộng, nói như vậy, sẽ lấy Thụy Điển làm cửa phá khẩu. Đem tuyến phong tỏa của Liên minh châu Âu xé mở ra một lỗ hổng thật to. Có một Thụy Điển, sẽ gặp có một quốc gia khác ủng hộ trung y. Sau lúc đó, bọn họ muốn vá cũng không vá được. Chính phủ Trung Quốc cùng Hiệp hội Trung y sẽ mượn cơ hội tiến hành quan hệ xã hội, chỉ cần có thể mượn cơ hội này phá được từ 3 tới 5 quốc gia, tuyến phong tỏa của Liên minh châu Âu sẽ không còn sót lại chút gì. Bọn họ tự nhiên sẽ giải trừ cái hạn chế kia. Đây thật sự là một hiện đại lễ xa hoa. Cũng chỉ có Philip thân là vương tử của Thụy Điển mới có thể xuất thủ đi xa hoa như thế, tại trong thời gian ngắn như vậy đã thuyết phục được vương thất Thụy Điển, đồng thời tại trong loại thời khắc mấu chốt này, làm ra trả lời đúng lúc nhanh chóng như thế. Tuy rằng tôi rất cảm kích, Lệ Khuynh Thành ngẩng mặt nhìn Philip vương tử, nói, thế nhưng, ngài thực sự không cần phải làm cho tôi nhiều như vậy. Tôi hiểu rõ, Philip vừa cười vừa nói,
em hiểu rõ ràng cảm tình của tôi, ta cũng rõ ràng tình cảm của em. Ngài hiểu rõ tình cảm của tôi? Lệ Khuynh Thành kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Philip gật đầu, trước thì không xác định. Thế nhưng, sau khi xem qua đoạn hình ảnh mà Kalai đưa tới kia, tôi liền rõ ràng. Gạch nối dài gạch nối dài. Philip xoay người nhìn Tần Lạc cách đó không xa, nói, một nữ nhân nguyện ý hy sinh quên mình đi cứu một người nam nhân như vậy, đó liền cũng đủ chứng minh tất cả. Có thể tôi không có cách nào hiểu rõ tình cảm của người Trung Quốc các em, nhưng tôi chỉ là không rõ, hắn đã có vợ của mình, em làm như vậy, đáng giá sao? Hai tay của Lệ Khuynh Thành giao nhau chồng lên đặt trên đùi, tại trên vị trí không có băng gạc băng bó mà nhẹ nhàng xoa bóp, hỏi, ngài thì sao? Ngài làm như vậy, đáng giá sao? Tôi chưa từng suy nghĩ tới vấn đề như vậy, Philip nói. Lệ Khuynh Thành hé miệng nở nụ cười, nói, tôi và ngài đều như nhau. Cũng chưa từng suy nghĩ tới vấn đề như vậy. Hai người nhìn nhau cười to, có loại cảm giác chi dĩ tương phùng cùng cảnh gặp nhau. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Trên quảng trường phủ thị chính tụ tập hơn 10 vạn người Trung Quốc giơ quốc kỳ bị vây trong trạng thái phẫn nộ. Còn có một ít phần tử hỗn loạn bất hợp pháp ẩn núp trong đó. Rồng cá hỗn tạp, rắn chuột tán loạn, rất dễ xuất hiện việc ám sát. Robert không rõ vì sao thị trưởng tiên sinh đồng ý tới chỗ này cùng những người Trung Quốc kia đàm phán, chẳng lẽ việc biểu tình lần này của bọn họ thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy, thúc đẩy thị trưởng phải làm ra quyết định như vậy sao? Đương nhiên, này không phải là vấn đề mà hắn phải lo lắng. Vấn đề đầu tiên mà hắn phải đối mặt chính là bảo đảm an toàn của thị trưởng tiên sinh. Robert trước đã dặn phó đội trưởng đội cảnh sát chống bạo động Ross dẫn người đem đoàn người biểu tình cùng Tần Lạc tách xa nhau, tránh cho tại sau khi đàm phán không tốt, bọn họ sẽ làm ra hành vi quá khích gì đó. Sau đó hắn lại tự mình điều tinh binh mạnh mẽ đến cửa phủ thị chính nghênh tiếp. Khi thị trưởng Paris Beck Trang tiên sinh mang theo thư ký của hắn tại dưới sự dẫn dắt của cục trưởng cục cảnh sát Kai đi tới, Robert lập tức dẫn người đi tới vây quanh. Đám phóng viên kia không có cách nào tới gần. Chỉ có thể từ rất xa hướng hắn hỏi các vấn đề. Beck Trăng tiên sinh, ngài nguyện ý đi ra đàm phán cùng với người Trung Quốc, có phải các ngài suy nghĩ phải đáp ứng yêu cầu của bọn họ hay không? Beck Trăng tiên sinh, đối với sự kiện xung đột đêm qua, ngài có cái biện pháp gì? Thị trưởng tiên sinh, ngài sẽ đối đãi với người Hoa Hạ biểu tình lần này như thế nào? Ngài công nhận hành vi của bọn họ là có lý sao? Gạch nối dài gạch nối dài. Beck Trăng không có trả lời vấn đề của phóng viên, mà là tại trong vòng vây đông đảo của cảnh sát, trực tiếp đi tới hướng Tần Lạc ở chỗ trước tiên của quảng trường. Hắn là xuất chúng như vậy. Thanh niên kia một mình ngồi ở trên xe đập, mấy người nam nhân Trung Hoa đứng ở phía sau hắn. Vẻ mặt của người tuổi trẻ đạm nhiên bình tĩnh, không kiêu không sợ. Nhưng mà mấy nam nhân đứng ở phía sau hắn lại vừa kích động, vừa khẩn trương, khuôn mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, như là đang thủ hộ tín ngưỡng của thần trong lòng mình. Beck Trăng đối với Tần Lạc cũng không xa lạ, hắn đã tại trên TV thấy qua dáng vẻ của hắn. Cho nên, không cần người khác giới thiệu, hắn liền chủ động hướng Tần Lạc vươn ra bàn tay to, vừa cười vừa nói, Tần Lạc tiên sinh, thật cao hứng khi gặp ngài. Tôi là thị trưởng Paris Beck Trăng Canale. Sau khi Riley hỗ trợ phiên dịch, Tần Lạc mới nói, tôi là Tần Lạc. Beck Trăng nói, Pháp là một quốc gia nước Cộng Hòa. Chúng tôi chấp nhận tiếp thu bất cứ khẩn cầu của bất cứ một chủng tộc nào, đối với chuyện đêm qua tôi rất là áy náy. Vốn là có thể tránh được tai nạn, thế nhưng tại dưới sự dụng tâm của một số kẻ có ý đồ xấu, đã gây ra thành thảm kịch. Tần Lạc cười cười, nói, thị trưởng tiên sinh, tôi hiểu rõ ý tứ của ngài. Lời nói của người Trung Quốc chúng tôi có khả năng không uyển chuyển êm tai như các ngài, thế nhưng, ý tứ của chúng ta đã được biểu đạt rất rõ ràng, chúng tôi chỉ có hai cái thỉnh cầu. Thứ nhất, chúng ta là người Trung Quốc, chúng tôi muốn nhìn thấy thuốc Trung Y được sử dụng tại Pháp. Mong muốn chính phủ Pháp có thể giải trừ lệnh cấm đối với thuốc Trung Y. Cho Trung Y một con đường sống. Thứ hai, chúng ta mong muốn Paris chính phủ trừng phạt nghiêm khắc đám cảnh sát hành hung, đồng thời tiến hành bồi thường đối với người bị thương. Tần Lạc biết, nếu như cùng những lão Pháp này bàn chuyện xã giao lịch thiệp mà nói, có khả năng cả đêm cũng không đi tới được vấn đề chính. Đơn giản là đem yêu cầu nói ra chứ ca. Sau đó đợi lát nữa xem bọn họ có kè mặc cả ra sao. Beck Trăng gật đầu, nói, tuy rằng việc này rất là khó, nhưng cũng không phải chuyện tình không thể giải quyết. Tất cả mọi người chúng ta đều rõ ràng, quản lý điều lệ thuốc Trung Y là do thành viên của Liên minh châu Âu cùng cộng đồng thương lượng chế định,
Pháp cũng không có biện pháp đi đầu ngoại lệ. Có điều là, bản thân Philip Phương Tử của tôi phi thường tôn sùng thuốc Trung Y, cho rằng Trung Y là một môn khoa học thần kỳ, thuốc Đông Y có hiệu quả thần kỳ, đồng thời quyết định phổ biến tại trên toàn bộ nước Thụy Điển, tôi không có quyền làm giống hắn như vậy, thế nhưng, tôi có thể làm thử tại Paris. Nhìn xem thuốc Trung Y có thực sự thần kỳ như vậy hay không? Bách Trăng xoay người nhìn đám người Trung Quốc biểu tình, lớn tiếng nói, sau đó, mọi người có thể nhìn thuốc Trung Y được sử dụng tại Paris, chỉ cần mọi người nguyện ý. Không phân biệt chủng tộc, không phân biệt biên giới, chỉ cần mọi người đang ở Paris, tôi mong muốn mỗi một người dân thành phố Paris đều có thể tìm được cảm giác hạnh phúc ở đây. Tôi nguyện ý sáng tạo cơ hội cho mọi người như vậy. Ngao! Vô số tiếng người hoan hô, kêu to, lấy điều đó để biểu đạt vui sướng cùng kích động trong lòng của mình. Bọn họ cuối cùng đã nhượng bộ, chính miệng thị trưởng Paris bảo chứng, giải trừ lệnh cấm đối với thuốc Trung Y, sau đó có thể nhìn thấy thuốc Trung được sử dụng tại Paris. Tất cả bác sĩ Trung Quốc cùng xưởng dược liệu cũng có thể sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Paris. Tần Lạc tiên sinh, biện pháp giải quyết như vậy đã đủ có thể làm cho các ngài thỏa mãn rồi chứ? Bách Trăng cười ha hả nhìn Tần Lạc, hỏi. Tuy rằng chỉ là làm thử ở Paris, thế nhưng Tần Lạc biết, này cũng là chuyện không có cách nào lần biểu tình này có thể đạt được hiệu quả như vậy, xem như là rất có thu hoạch. Muốn thành quả lớn hơn nữa, là rất khó rất khó. Chí ít, đó không phải thị trưởng Bách Trăng có đủ khả năng để quyết định. Mọi người đồng ý không? Tần Lạc quay ra loa lớn tiếng hỏi. Đồng ý, vô số của người cùng hô. Bọn họ đồng ý, tôi cũng đồng ý, Tần Lạc nói. Chỉ cần Paris không cấm thuốc Trung Y, như vậy, cái pháp lệnh kia sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Về phần làm sao để phổ biến ra toàn bộ nước Pháp, đó là phải tiến hành công việc về sau. Tốt, Bách Trăng nói, ngài cũng thấy đấy, chúng ta biểu đạt ra cũng đủ thành ý. Chúng ta xác thực là nguyện ý giải quyết vấn đề, hơn nữa cũng vẫn đứng ở trên lập trường của các ngài mà suy nghĩ, bây giờ, ngài hẳn là cho đồng bào của ngài giải tán đi chứ. Bọn họ đứng ở chỗ này đã hơn 21 giờ. Nhất định phi thường mệt mỏi. Ngài hẳn là bảo bọn họ trở lại nghỉ ngơi cho tốt đi. Chúng ta còn có một yêu cầu cần được giải quyết. Tần Lạc không có đáp lại lời Bách Trăng nói, mà là vẻ mặt chăm chú, lần thứ hai đưa ra yêu cầu. Nụ cười trên mặt của Bách Trăng biến mất, tuy rằng vẫn duy trì vẻ mỉm cười thì, nhưng mà cũng đã không có thiếu ý. Hắn kiên nhẫn, giải thích nói, Tần Lạc tiên sinh, mục đích của các ngài yêu cầu là vì quyền sử dụng hợp pháp thuốc Trung Y tại. Bây giờ, tôi đã đáp ứng yêu cầu của các ngài, tôi không rõ giữa chúng ta còn có tồn tại cái mâu thuẫn gì phải giải quyết. Tần Lạc chỉ vào đại hán râu rậm, nói, hắn chỉ là đứng ra biểu đạt ý nguyện của mình, nhưng mà lại bị cảnh sát đánh hôn mê bất tỉnh, còn có bọn họ, trong lòng không có một chút ác ý. Tôi không rõ vì sao bọn họ cũng bị cảnh sát chống bạo động đánh. Là một ít phần tử bất hợp pháp lẫn vào đội ngũ biểu tình làm chuyện ầm ĩ, cảnh sát của chúng ta phải duy trì trật tự. Bách Trăng lớn tiếng nói. Tần Lạc tiên sinh, ngài hẳn là phải hiểu rõ điểm này. Theo như lời lý giải của hắn, là mong muốn Tần Lạc lấy đại cục làm trọng. Tự nhiên là chúng ta đã đáp ứng quyền sử dụng thuốc Trung Y tại châu Âu rồi, các ngươi hãy giải tán đi. Các chuyện tình khác, cũng không nên truy cứu nữa. Tôi không hiểu, Tần Lạc thẳng thắn cự tuyệt nói, bố mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi, lại vô duyên vô cớ bị cảnh sát của các ông đánh. Tôi nghĩ, bọn họ cũng có trải qua kinh nghiệm giống tôi. Bọn họ không phải cái gì của chúng tôi, dựa vào cái gì mà đánh chúng tôi. Chương 521, dao nhọn trả thù.